Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập tập đoàn Tiêu Thị đang ngày một đến gần, không khí chuẩn bị cũng vô cùng gấp rút. Không chỉ người nhà họ Tiêu cùng những nhân vật quan trọng, có tiếng tăm, mà gần như toàn bộ thành phố Tô Hàng đều biết đến sự kiện này. Tất cả những ai được mời tới tham dự buổi lễ đều cảm thấy vô cùng tự hào. Một số người còn trực tiếp gửi thư cùng lời chúc đến tập đoàn Tiêu Thị để giới thiệu bản thân mình, hy vọng có một tấm vé mời. Không thể hoãn lễ kỷ niệm có thể thấy, công tác tuyên truyền của nhà họ Tiêu đã được thực hiện rất tốt. Vào đêm ngay trước lễ kỷ niệm, Tiêu Thắm trực tiếp đến nhà Diệp Quân Lâm để gửi thiệp mời. Vì chuyện tủa Tiêu Thiên Long, Lý Tử Nhiễm vẫn đang vô cùng lo lắng. Cô hoàn toàn không dám tham gia buổi lễ kỷ niệm của nhà họ Tiêu, sợ rằng bản thân sẽ không thể chống đỡ nổi trong trường hợp nhà họ Tiêu nổi giận. Nếu em không đi, anh sẽ đi. Diệp Quân Lâm dịu dàng nói với cô. Không hiểu sao đột nhiên anh cảm thấy khá hứng thú với sự kiện này. Tiêu Thắm thấy vậy liền không giấu được vẻ mừng rỡ. Lý Tử Nhiễm không đi, nghĩa là Diệp Quân Lâm sẽ chỉ có một mình. Lý Tử Nhiễm cũng không thể ngăn cản Diệp Quân Lâm, vì vậy chỉ đặc biệt dặn dò Tiêu Thắm, em nhất định phải bảo vệ anh Dễ. Anh Dễ em cùng nhà họ Tiêu từng xảy ra chút hiểu lầm. Tiêu Thắm lập tức đồng ý, chị đừng lo, ông nội rất yêu em. Có em đi cùng anh Dễ. Sẽ không ai được phép động vào anh ấy. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan, ngược lại, không hề nhận được thiệp mời. Theo quan điểm của Tiêu Nhược Nguyên, họ căn bản không xứng đáng có mặt tại buổi lễ quan trọng này. Ngày hôm sau, tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị thành phố cũng là nơi tổ chức lễ kỷ niệm lớn của nhà họ Tiêu, không một ai đi qua mà không dừng lại một lúc để ngắm nhìn. Con đường ngay trước trung tâm dài hơn 10 cây số, lúc này được bao phủ bởi đủ loại biểu ngữ và bóng bay, khiến ai nấy đều không khỏi trầm trồ. Cách bài trí bên trong thậm chí còn lộng lẫy hơn, nhà họ Tiêu thực sự rất chịu chi, ngay cả những tấm thiệp mời cũng được mạ vàng. Hơn nữa, buổi lễ càng thêm long trọng khi có sự xuất hiện của rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong thành phố cùng vô số những người nổi tiếng khác và cả những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Bãi đậu xe phía trước khu trung tâm lúc này đã chật kín những chiếc siêu xe sang trọng bậc nhất. Các mối quan hệ của nhà họ Tiêu rất rộng, những người có mặt tại đây đều là các nhân vật giàu có và quý tộc. Thực lực hiện tại của nhà họ Lý, đơn giản là không được xếp vào danh sách. Tiêu Thắm và Diệp Quân Lâm cũng đã có mặt, sau khi trình thiệp mời cho người bảo vệ, họ dễ dàng tiến vào đại sảnh. Vì lễ kỷ niệm còn chưa bắt đầu, nên lúc này mọi người đều tập trung chờ đợi tại sảnh lớn của trung tâm hội nghị. Ai cũng có thể tùy ý lựa chọn chỗ ngồi mà mình thích, cũng như thưởng thức những món buffet đặc biệt thơm ngon. Diệp Quân Lâm và Tiêu Thắm tìm thấy chỗ trống và ngồi xuống. Anh có phải là Diệp Quân Lâm không? Một giọng nói vang lên từ phía sau. Diệp Quân Lâm quay lại, liền thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp trong chiếc váy dài liền thân màu đỏ tía. Thân hình đầy đặn, đôi chân thon thả, hơn nữa từ cô cũng toát ra khí chất vô cùng quyến rũ và hấp dẫn. Cô đang nhìn thẳng vào anh với một đôi mắt to tròn long lanh. Diệp Quân Lâm lập tức nhận ra người phụ nữ này. Cô chính là Lâm Mị. Anh cùng Lục Vân Đình và một số cộng sự khác, trong giai đoạn khởi nghiệp đã có rất nhiều ý tưởng sáng tạo. Ban đầu, đội ngũ kinh doanh của họ đã có những bước tiến lớn. Tuy nhiên không lâu sau đã có rất nhiều đối tác rút lui, cuối cùng chỉ còn lại Diệp Quân Lâm, Lục Vân Đình và một cô gái. Lâm Mị chính là một trong số những người đã từ bỏ việc hợp tác cùng Diệp Quân Lâm năm đó. Thực sự là Diệp Quân Lâm rồi. Một giọng nói khác phát ra gần đó. Lúc này đã có tới 4 người đứng trước mặt Diệp Quân Lâm. Trung Đào, Vương Học Long, Ngô Hạo Sinh, Trần Bình Húc. Những người này, tất cả đều là các đối tác kinh doanh ban đầu của Diệp Quân Lâm. Trong đó, Trung Đào chính là cô gái duy nhất không hề bỏ cuộc, đã quyết tâm tin tưởng anh đến cùng. Khi dự án của Diệp Quân Lâm thành công, một số người đã muốn hợp tác trở lại cùng anh nhưng đều chỉ nhận được những cái lắc đầu cự tuyệt. Diệp Quân Lâm còn nhớ rất rõ, ngày anh ấy vào tù, nhóm 3 người do Vương Học Long dẫn đầu đã tới để cười nhạo anh. Ngày đó, bị bạn học coi thường chế giễu, lại bị đối tác cũ hả hê cười nhạo, Diệp Quân Lâm đã bị ảnh hưởng nặng nề và sâu sắc, tưởng như không bao giờ có thể vượt qua nổi. Thậm chí nếu nói rằng Diệp Quân Lâm không thể quên được khuôn mặt của Vương Học Long thì cũng không phải nói quá. Những đường nét đó, nụ cười khinh bỉ đó vẫn in sâu trong tâm trí anh. Anh sẽ không bao giờ quên những người này. Ngoài 4 người đã bỏ đi từ sớm, dự án khởi nghiệp đó còn phải kể tới Trung Đào.
Tuy cô không bỏ cuộc sau khi việc hợp tác gặp thất bại nhưng sau đó cô ấy đã quyết định trở về điều hành công việc kinh doanh của gia đình. Vì Diệp Quân Lâm về sau đã cắt đứt liên lạc với họ, nên anh hoàn toàn không biết họ đã sống thế nào trong thời gian qua, cũng như thực lực hiện tại đã đạt tới trình độ nào. Tuy nhiên anh cũng nghe nói, sau khi rời bỏ việc hợp tác năm đó, một số người vẫn tiếp tục lựa chọn con đường khởi nghiệp và cũng đã khá thành công với sự nghiệp của riêng mình. Trung Đào và Lâm Mị là những người thành công nhất, hiện tại cả hai đều đang điều hành các công ty có trị giá thị trường rơi vào khoảng 1 tỷ nhân dân tệ. Ba người còn lại cũng không tệ, công ty của họ cũng có thể tính tới con số mấy trăm triệu. Rốt cuộc, những người có thể trở thành đối tác của Diệp Quân Lâm, đương nhiên không hề tầm thường. Dù vậy, trước mặt Diệp Quân Lâm, họ vẫn không đáng được nhắc đến. Dù họ có cố gắng đến đâu, vẫn luôn có một khoảng cách không thể vượt qua với Diệp Quân Lâm của 6 năm trước. Sau khi nghe tin Diệp Quân Lâm bị bắt, Vương Học Long và những người khác đã vui mừng đến mức trực tiếp xuất hiện chế giễu anh. Diệp Quân Lâm nhớ lại chuyện cũ, không khỏi cảm thấy khó chịu. Anh chỉ khẽ mỉm cười rồi nói, Trung Đào, Lâm Mị, hai người cũng tới đây sao? Hai cô gái còn chưa kịp trả lời, Ngô Hạo Sinh và Trần Bình Húc đã cắt tiếng, tại sao chúng tôi lại không thể đến chứ? Công ty của Trung Đào và Lâm Mị đều trị giá hơn 1 tỷ nhân dân tệ, đều thuộc tầng lớp những doanh nhân trẻ nổi tiếng ở Tô Hàng. Chúng tôi tuy kém hơn, nhưng cũng sở hữu những doanh nghiệp trị giá vài trăm triệu. Chúng tôi là được nhà họ Tiêu chính thức mời tới. Vương Học Long cũng lập tức chế nhạo, đúng vậy, chúng tôi đều xứng đáng có mặt ở đây. Nhưng anh thì sao, anh xuất hiện với tư cách gì vậy? Anh mới ra tù, lại còn không điều hành bất kỳ công ty nào, tiền đương nhiên lại càng không có. Anh tới đây bằng cách nào? Cả ba cùng chất vấn Diệp Quân Lâm, vẻ mặt khinh thường không hề giấu diễm. Trần Bình Húc liếc thấy tấm thiệp mời trong tay Diệp Quân Lâm, lập tức giật lấy. Cô Lý Tử Nhiễm, ha ha ha, tôi hiểu rồi, vậy là anh sử dụng thiệp mời của vợ mình để tới đây ư? Trần Bình Húc cười lớn, vô cùng thỏa mãn với phát hiện của mình. Điều này không hề sai, Lý Tử Nhiễm là cái tên được viết trên giấy mời. Vương Học Long cũng không đợi thêm, tiếp tục chế nhạo, hóa ra là nhờ vợ anh sao? Lý Tử Nhiễm, nghe nói gần đây cô ấy đã nhận được một dự án đầy hứa hẹn, đương nhiên đủ tiêu chuẩn được mời tới đây. Ngô Hạo Sinh dường như cũng sợ thua kém bạn bè, Vương Học Long vừa rút lời thì anh ta đã thêm vào, cậu chủ số 1 của thành phố Tô Hàng, người nhà họ Diệp lại có ngày phải bám váy phụ nữ như vậy sao? Trước những lời giễu cợt, Diệp Quân Lâm vẫn hoàn toàn dửng dưng. Trong mắt anh, bọn họ chỉ là những tên hề không thể tự bảo vệ mình. So với nhà họ Diệp, thực sự là kém quá xa. Còn nếu so với thực lực lớn mạnh của nhà họ Tiêu hiện nay, thì còn không đáng bằng một cái móng tay. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ của Diệp Quân Lâm hiện tại, Trung Đào và Lâm Mị đều cảm thấy dường như anh đã thay đổi quá nhiều. Họ không thể ngờ, một người từng được coi là bất khả chiến bại, khí phách hơn người, sau 6 năm ngồi tù lại có bộ dạng này. Không chỉ dựa vào một người phụ nữ để sống qua ngày, thậm chí còn có thể chịu đựng cả những lời lăng mạ sỉ nhục. Hình ảnh tràn đầy năng lượng của Diệp Quân Lâm khi bắt đầu khởi nghiệp dường như chưa từng tồn tại trong con người đang ngồi trước mặt họ lúc này. Còn nhớ khi đó, Trung Đào yêu Diệp Quân Lâm đến tận xương tủy, dẫu biết khởi nghiệp thất bại nhưng nhất quyết không bỏ cuộc, muốn sát cánh bên anh tới giây phút cuối cùng. Lâm Nghi cũng không khác biệt là bao. Vào thời điểm đó, tất cả những lời nói và hành động của Diệp Quân Lâm đều xuyên thẳng vào trái tim của cô, như một viên đạn vô hình. Lâm Nghi vốn táo bạo, cô đã chủ động theo đuổi Diệp Quân Lâm, nhiều lần trực tiếp bày tỏ, thậm chí còn không ít lần tìm cách dụ dỗ anh. Có điều, tất cả nỗ lực của cô đều bị Diệp Quân Lâm từ chối. Đây chính là lý do khiến cô lập tức rời đi sau khi việc kinh doanh thất bại. Nhưng dù sao đây cũng là người đàn ông mà hai người từng yêu sâu đậm. Nhìn thấy bộ dạng của Diệp Quân Lâm lúc này, cả hai vô cùng xúc động. Có điều, phần lớn lại là cảm giác vui mừng chiến thắng. Lâm Mị sau khi bị từ chối, đã quyết tâm làm việc chăm chỉ, xây dựng công ty và hình ảnh cá nhân thật tốt để Diệp Quân Lâm một ngày phải hối hận vì đã cự tuyệt cô. Về phần Trung Đào, cũng không hề khác biệt là bao. Nếu Diệp Quân Lâm vẫn khí phách hơn người, vui vẻ hạnh phúc cùng Lý Tử Nhiễm hưởng thụ cuộc sống, chắc hẳn cô sẽ không thể vui nổi. Còn bây giờ trước tình hình hiện tại, cô chỉ cảm thấy niềm vui sướng đang nhen nhóm trong lòng. Nói một cách dễ hiểu, chỉ cần Diệp Quân Lâm ngày càng xấu xí, ngày càng kém cỏi, thì trái tim họ càng hạnh phúc và mãn nguyện,
Diệp Quân Lâm mỗi ngày đều sa sút, chứng tỏ quyết định rời đi lúc trước của họ là đúng. Diệp Quân Lâm hoàn toàn không xứng đáng với họ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đôi mắt lấp lánh ý cười. Có lẽ họ đều hiểu đối phương có suy nghĩ giống mình. Tuy nhiên, cảm xúc của họ không giống với đám người Vương Học Long, họ không thể cứ vậy mà lên tiếng chế nhạo Diệp Quân Lâm. Thôi nào, mọi người đừng tranh cãi nữa, dù sao chúng ta cũng là cộng sự cũ. Mặc dù thời điểm đó Diệp Quân Lâm đã từ chối cho chúng ta quay lại dự án của anh ấy, nhưng anh ấy cũng đã giúp đỡ chúng ta không hề ít. Lâm Mị nói, lời nói của cô vừa dịu dàng vừa hào sảng, xung quanh cô còn tràn đầy hào quang, trông giống như một nữ hoàng. Những lời này khiến Vương Học Long và hai người kia lập tức im lặng. Không giống với Lâm Mị, Trung Đào không muốn nhiều lời với mấy người đó, chỉ ân cần nhìn Diệp Quân Lâm rồi nói, anh vẫn ổn chứ? Vốn dĩ có rất nhiều điều muốn nói ra, nhưng khi tới miệng lại chỉ còn bốn chữ. Chà, tôi đương nhiên không sao. Diệp Quân Lâm trả lời, gương mặt vẫn vô cùng bình thản. Trung Đào đưa mặt nhìn Diệp Quân Lâm với tâm trạng hỗn độn. Đúng là anh ư, người đàn ông từng mang trong mình khí chất áp đảo đối phương, bây giờ lại có thể ôn nhu không màng lời nói của người khác như vậy. Điều này chỉ có thể chứng minh, thời gian thực sự có thể thay đổi mọi thứ, cũng chứng tỏ mắt nhìn người của cô lúc trước đã sai thật rồi. Cô nhớ lại những gì cha mẹ cô từng nói, Diệp Quân Lâm sẽ lụi bại sớm thôi, hoàn toàn không xứng với Trung Đào tài giỏi của chúng ta. Những lời dự đoán này quả vô cùng chính xác. Ngô Hạo Sinh nhìn Diệp Quân Lâm rồi mỉm cười, Diệp Quân Lâm, vậy để tôi hỏi anh vài câu đi. Cảm giác của anh lúc này thế nào khi nhìn thấy Trung Đào và Lâm Mị, những nữ doanh nhân sở hữu các công ty trị giá 1 tỷ nhân dân tệ? Chắc chắn là hối hận khi trước kia đã từ chối họ, phải không? Những cái khác không nói, chỉ riêng việc kinh doanh thì Lâm Mị và Trung Đào đều tốt hơn Lý Tử Nhiễm rất nhiều. Chẳng phải Lý Tử Nhiễm suýt phá sản mấy ngày trước hay sao? Trần Bình Húc nhận xét. Vương Học Long vừa cười vừa nói, anh có hối hận không? Nếu bây giờ Trung Đào hoặc Lâm Mị chịu giúp anh nhất định có thể trở lại, nhưng anh có cơ hội này hay không chứ? Ha ha, anh hoàn toàn không xứng với bọn họ. Nghe mấy lời này, Trung Đào và Lâm Mị không hề có ý phản đối. Đặc biệt là Lâm Mị, đôi tay cô đang khẽ đặt lên ngực, gương mặt có chút kênh kiệu hơi ngước nhìn lên trên. Nếu bây giờ Diệp Quân Lâm có ý muốn bày tỏ với cô nhất định sẽ từ chối không thương tiếc. Thậm chí, sau khi im lặng một lúc, cô còn đáp lại, anh từng rất thờ ơ với tôi, nhưng vị trí của tôi bây giờ lại khiến anh không thể với cao. Diệp Quân Lâm, anh thực không xứng. Tuy không nói gì, nhưng Trung Đào cũng có suy nghĩ tương tự. Nếu cho cô thêm một cơ hội, cô sẽ không bao giờ thích Diệp Quân Lâm. Tiêu Thắm đứng gần đó nhìn thấy cảnh này, liền lại gần Diệp Quân Lâm, nắm lấy cánh tay anh rồi nói. Mấy người đúng là đám người thiển cận không có mắt nhìn. Anh rể của tôi có năng lực không tầm thường đâu, mấy người chẳng đáng là con kiến trong mắt anh ấy, chẳng qua anh ấy không muốn bận tâm đến mấy người mà thôi. Mặc dù Tiêu Thắm cũng không biết thân phận thật sự của Diệp Quân Lâm, nhưng căn phòng trị giá 50 triệu tệ có thể tùy ý viết tên cô, nhà hàng tại trung tâm Tô Hàng cũng có thể sở hữu dễ dàng, đương nhiên không phải là nhân vật mà mấy người như Lâm Mị có thể chế nhạo. Ha ha, Diệp Quân Lâm. Em vợ của anh đây sao? Cô ấy thật quá sức đáng yêu. Lâm Mị ỉ cười khẩy, liếc nhìn Diệp Quân Lâm và Tiêu Thắm một cách khinh thường. Thị trường khởi nghiệp hiện tại đã khó gấp trăm lần 6 năm trước. Diệp Quân Lâm với khả năng hiện tại muốn đuổi kịp cô, e rằng cả đời cũng không thể. Lâm Mị lại nói, tôi nghe một người bạn cũ nói, hình như bây giờ anh vẫn chưa có việc làm. Nếu cần giúp đỡ, vừa hay công ty chúng tôi đang thiếu một giám đốc kỹ thuật. Chúng ta dù sao trước kia cũng có chút quen biết, tôi sẽ đề nghị một mức lương thích hợp cho anh. Nghĩ về việc người đàn ông từng từ chối mình bây giờ lại trở thành cấp dưới, Lâm Mị cảm thấy thật tuyệt. Diệp Quân Lâm liền từ chối, không cần đâu. Sau ngày hôm nay, đợi cho tập đoàn Quân Lâm và gia sản nhà họ Diệp trở về tay tôi, ngay cả tài sản nhà họ Tiêu cũng thuộc về tôi, lúc đó tôi sẽ có việc để làm rồi. Bằng ngữ khí kinh người, những lời này vừa nói ra. Liền khiến tất cả đều trở nên im lặng, ánh mắt sững sờ hướng về Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm nói mấy lời này, không chỉ Lâm Mị và những người khác không tin, mà ngay cả Tiêu Thắm cũng không tin được. Anh rể của cô thực sự tài giỏi như vậy sao? Cô biết rằng anh có năng lực, nhưng để lấy lại tập đoàn Quân Lâm, hơn nữa còn hạ bệ nhà họ Tiêu, làm sao anh có thể chứ?
Ngay cả khi anh còn đang ở thời kỳ đỉnh cao của mình 6 năm về trước, thì đó cũng là việc hoàn toàn không có khả năng. Trước mặt nhà họ Tiêu, anh chỉ giống như một hạt cát mà thôi. Ha ha ha, mấy giây sau, cơn chấn động đã qua đi, Vương Học Long và những người khác liền bật ra những tràng cười. Đây là câu nói đùa kinh điển nhất mà họ từng được nghe. Một kẻ thất bại vừa mới ra tù, hiện đang ăn bám vợ, lại có thể chiếm lấy sản nghiệp hàng chục tỷ của nhà họ Tiêu hay sao? Vì đã từng làm việc với Diệp Quân Lâm, cả Lâm Mị và Trung Đào đều rất rõ về tính khí của anh. Trước đây, họ cũng quen với kiểu nói chuyện đao to búa lớn này rồi. Diệp Quân Lâm luôn nói một cách rất thản nhiên về những điều không thể. Có điều, lời đã nói ra, anh đều lần lượt thực hiện chúng. Nhưng đó là Diệp Quân Lâm của 6 năm trước. Năng lực, mục tiêu cùng các mối quan hệ anh đều nắm sẵn trong tay. Mọi thứ đều có thể thực hiện một cách dễ dàng. Nhưng Diệp Quân Lâm bây giờ đã không còn là anh của ngày trước. Chỉ với bàn tay trắng, làm sao anh có thể đạt được một điều vô lý khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải khiếp sợ như vậy. Huống chi, điều anh vừa nói tới lại là về khối tài sản kếch xù của nhà họ Tiêu. Điều này là hoàn toàn không thể. Nếu nó thực sự xảy ra, thì chắc chắn mặt trời ngày mai sẽ mọc lên từ đằng Tây. Nói cách khác, anh chính là đang nằm mơ giữa ban ngày. Tuy nhiên, Lâm Mị không vạch trần giấc mộng đẹp của Diệp Quân Lâm ngay tại chỗ, mà chỉ cười nói, vậy thì thay mặt bảo tàng văn học của tôi, xin phép chúc mừng chiến thắng của Chủ tịch Diệp trong công cuộc chiếm lại tập đoàn Quân Lâm và đánh bại nhà họ Tiêu. Những người khác cũng vừa cười vừa nói, đúng vậy, Quân Lâm, chẳng mấy chốc anh sẽ sở hữu khối tài sản 50 tỷ. Lúc đó, nhớ hãy giúp đỡ anh em chúng tôi một chút, mỗi người chừng 5 tỷ thì chắc cũng không khó khăn gì đâu nhỉ. Điều mà tất cả không ngờ tới, đó là Diệp Quân Lâm thực sự coi trọng những lời châm chọc của họ. Anh nói với Lâm Mị, thật sự cảm ơn cô, nếu có dịp hợp tác, lúc đó nhất định tôi sẽ nhớ tới cô. Trung Đào vẫn im lặng, chỉ nhìn Diệp Quân Lâm bằng ánh mắt thương hại. Diệp Quân Lâm trong mắt cô lúc này, đơn giản là quá đáng thương. Một người từng tài giỏi là thế, bây giờ lại chỉ có thể tự du ngủ bản thân bằng những suy nghĩ nông nỗi tự mẩn. Cô nén một tiếng thở dài, cảm thấy thật đáng buồn. 20 năm nay, cô chưa từng nhìn lầm một người hay một sự vật nào. Lần duy nhất cô đánh giá sai một người, chính là Diệp Quân Lâm. Vốn tưởng anh tài giỏi hơn người, cuối cùng anh lại chỉ là một tên phế vật. Vương Học Long vỗ vai Diệp Quân Lâm, tiếp tục chế nhạo, anh bạn, đừng nản lòng. Chúng tôi vẫn rất tin vào năng lực của anh. Thành thật mà nói, anh có biết về công nghệ y học cốt lõi do nhà họ Tiêu phát triển không? Chỉ với công nghệ đó họ cũng đã kiếm được tới 20 tỷ, mà đó chỉ là một phần nhỏ trong những dự án kinh doanh và đầu tư của nhà họ Tiêu. Lâm Mị mỉm cười quyến rũ, thật sự đáng sợ, một dự án nhỏ cũng đã lớn bằng cả công ty của người khác. Sau đó cô nhìn về phía Diệp Quân Lâm, lời mời của tôi về vị trí giám đốc kỹ thuật là thật, Quân Lâm. Tôi biết anh có năng lực, có điều tư tưởng của anh thực sự không được bình thường. Chỉ cần anh chịu suy nghĩ lại, tôi rất tin tưởng anh có thể có một tương lai sáng lạn. Đúng vậy, nếu cần giúp đỡ, anh cũng có thể tới tìm tôi. Kỹ thuật y học của anh thực sự đã giúp cho nhà họ Tiêu phát triển. Ngay cả Trung Đào cũng muốn tuyển anh về công ty của mình. Sẽ thật tuyệt nếu có thể trở thành cấp trên của người đàn ông này. Đào, em đang nói gì thế? Đột nhiên. Một giọng nói nghiêm khắc truyền đến. Một người đàn ông cao lớn mặc vest và đeo giày da xuất hiện, khuôn mặt thoáng vẻ không hài lòng. Anh ta tên là Tề Lân, một thành viên cấp cao của tập đoàn Tiêu Thị, cũng là tay chân thân cận của Tiêu Nhược Phong. Địa vị của anh trong thành phố Tô Hàng này thực sự rất cao, có thể coi như người đại diện của Tiêu Nhược Phong. Tề Lân và Trung Đào có mối quan hệ rất tốt, thậm chí có tin đồn rằng họ đang hẹn hò với nhau. Trên thực tế, tuy mối quan hệ này cũng chưa được xác định, nhưng Tề Lân là ứng cử viên đầu tiên có thể kết hôn cùng Trung Đào. Ngay cả khi nam thần một thời xuất hiện trước mặt, Trung Đào cũng không hề rung động một chút nào. Thì ra lý do chính là vì Diệp Quân Lâm và Tề Lân lúc này đã khác nhau một trời một vực. Sau khi gặp Diệp Quân Lâm ngày hôm nay, Trung Đào lại càng quyết tâm ở bên cạnh Tề Lân. Nhìn thấy Tề Lân, Lâm Mị, Vương Học Long cùng những người khác lập tức tiến tới chào hỏi. Địa vị của Tề Lân quá cao, thừa sức để bóp chết họ một cách dễ dàng. Tốt nhất là nên gây dựng mối quan hệ tốt với anh ta. Trung Đào mỉm cười rồi hỏi, Tề Lân, có chuyện gì vậy? Vừa rồi em đã nói về những điều cấm kỵ của nhà họ Tiêu.
Tê Lâm nhìn xung quanh, chỉ nói lấp lửng rồi ngừng lại. Hả, cấm kỵ ư? Trung Đào ấp úng, sắc mặt cũng đã thay đổi. Tề Lân gật đầu, ai nói với em rằng lợi nhuận của việc kinh doanh thuốc của gia đình họ Tiêu có liên quan đến công nghệ y học cốt lõi của Diệp Quân Lâm. Em đừng nghe những lời đồn đại đó. Công nghệ cốt lõi được phát triển độc lập bởi kỹ thuật do chính nhà họ Tiêu nghiên cứu, không hề có chút liên hệ nào với Diệp Quân Lâm cả. Sau này, em nhất định đừng nói những lời ngu ngốc như vậy nữa. Anh nghe thấy thì không sao, nhưng nếu những người khác trong nhà họ Tiêu nghe được, chắc chắn em sẽ gặp rắc rối lớn. Em hiểu rồi, Trung Đào gật đầu, nhỏ giọng xác nhận. Lâm Mị và những người khác nghe những gì Tề Lân nói, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Trên thực tế, có lẽ mọi người đều hiểu về công nghệ y tế cốt lõi này. Có điều, bất kỳ ai cũng không được phép nói về nó. Diệp Quân Lâm nghe rất rõ từng câu từng chữ của Tề Lân, không khỏi thở dài, xấu hổ thay cho sự giả dối của nhà họ Tiêu. Rõ ràng họ đã kiếm được tiền bằng cách ăn cắp công nghệ của anh, nhưng họ lại thoải mái coi nó như của riêng, thậm chí còn cấm người khác được nói về chuyện này. Thật không hề biết xấu hổ là gì. Trung Đào nhìn thấy phía sau Tề Lâm có tới hơn chục vệ sĩ, người trợ lý ở giữa còn đang cầm một chiếc hộp mật mã trên tay. Cô tò mò hỏi, Tề Lân, có phải đó là một món quà tặng không? Tề Lâm cười nói, đây là quà tặng chuẩn bị riêng cho Thiếu tướng Càn Long, có giá trị rất lớn. Vì vậy anh nhất định phải tự mình bảo vệ. Điều này lập tức khiến Lâm Mị và những người khác trở nên tò mò, ngay cả Diệp Quân Lâm cũng rất muốn biết rốt cuộc thứ ở trong hộp là gì. Không biết nhà họ Lâm sẽ tặng tên nhãi Càn Long đó món quà thần bí gì? Trung Đào mỉm cười hỏi, anh Lâm, trong đó là thứ gì vậy? Có thể nói cho em biết không? Tề Lân làm bộ ghé sát vào cô, thì thào, quà tặng cho tướng Càn Long là một chiếc đồng hồ. Đó là một mẫu đồng hồ tùy chỉnh của Patek Philippe, trên đời này chỉ có một chiếc, trị giá hàng chục triệu nhân dân tệ. Mấy người xung quanh liền trở nên sao động, ai nấy đều hít một hơi thật sâu, dường như nín thở lắng nghe. Quả nhiên, nhà họ Tiêu giàu có, quà tặng cho Thiếu tướng Càn Long cũng là một món quà vô cùng đắt giá. Nhắc đến đồng hồ, Diệp Quân Lâm liền nghĩ đến người bạn tốt Lục Vân Đình của mình. Khi một người đàn ông trở nên giàu có, anh ta thường có xu hướng thích xe hơi, người đẹp, đồ cổ hay những thứ tương tự. Sở thích lớn nhất của Lục Vân Đình chính là đồng hồ. Gia đình anh sở hữu nhiều chiếc đồng hồ nổi tiếng thế giới, không ít trong số đó là phiên bản giới hạn. Tuy nhiên, hiện tại chúng đều biến mất không rõ lý do. Tề Lân cười rồi nói, anh sẽ nói cho em một bí mật nhỏ, nhưng chớ có để lộ ra ngoài. Chiếc đồng hồ này thực sự từng thuộc sở hữu của Lục Vân Đình, phó chủ tịch tập đoàn Quân Lâm. Anh ta đã đặc biệt đặt riêng nó từ trụ sở chính của Patek Philippe. Đây là món đồ quý giá được anh ta cất giữ cẩn thận nhất, cũng là chiếc có giá trị lớn nhất. Sau khi nghe Tề Lân nói, tất cả mọi người đều trở nên kỳ lạ. Hết người này đến người khác đều nhìn Diệp Quân Lâm. Bất cứ ai đều có thể nhận ra sự phẫn nộ đang dâng trào trong anh lúc này. Diệp Quân Lâm thực sự đang rất tức giận. Quá thất vọng. Trung Đào lắc đầu một cái, chán ghét nhìn Diệp Quân Lâm. Đám người Lâm Mị cũng xem Diệp Quân Lâm như một trò cười mà kéo đến xem. Ngô Hạo Sinh cười nói, Diệp Quân Lâm mới vừa rồi có nhìn thấy Tề Lân hay không? Đó là bạn trai của Trung Đào, anh so được với người ta hay sao? So với khi anh đứng trên đỉnh vào 6 năm trước, người ta còn lợi hại hơn nhiều. Ha ha, Trung Đào, cô xem thử xem năm đó cô chọn một kẻ tệ hại đến mức nào. Trước kia con mắt nhìn người của cô kém cỏi thực sự. Bây giờ chọn được Tề Lân, cô tránh được một kiếp nạn rồi. Trung Đào trong lòng vô cùng sảng khoái. Không biết bao nhiêu lần cô tưởng tượng ra hình ảnh Diệp Quân Lâm hối hận trong đầu. Bây giờ thành hiện thực rồi. Anh dễ chúng ta đi thôi, đừng để ý tới bọn họ. Tiêu Thắm mà còn phải nghe tiếp nữa, thì cô sẽ bóp chết hai người phụ nữ kia mất. Nói cho các người biết, anh ấy đã từng đứng trên đỉnh, thì hôm nay vẫn còn đứng trên đỉnh. Tiêu Thám bỏ lại một câu rồi cùng với Diệp Quân Lâm rời đi. Nhưng mới đến phòng khách, thì gặp phải nhóm người nhà họ Tiêu đang tiến vào hội trường. Người dẫn đầu dĩ nhiên là người ngang ngược Hồng Hách Tiêu Quốc Phổ. Đám người Tiêu Nhược Nguyên, Tiêu Nhược Mai đi theo đằng sau. Ông ngoại, bác cả, bác hai, ba mẹ. Tiêu Thám cười chào. Có điều, ánh mắt của đám người này tất cả đều rơi vào người Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm, ha ha ha.
Tiêu Quốc Phổ đột nhiên cười. Tiêu Nhược Nguyên tiến đến bên cạnh Diệp Quân Lâm, cười lạnh nói, tôi bảo đảm ngày hôm nay anh sẽ không còn sống rời đi khỏi hội trường được. Uy hiếp trắng trợn. Diệp Quân Lâm cũng cười, làm sao không thấy bạn học cũ Tiêu Thiên Long đến đây thế? Chẳng lẽ là ở bệnh viện không cách nào đi tới sao? Tiêu Nhược Mai cùng Triệu Học Thành không biết chân tướng, lập tức nói, Diệp Quân Lâm anh nói bậy bạ cái gì đấy? Thiên vẫn còn khỏe mạnh bình thường. Có điều, đám người Tiêu Quốc Phổ cũng suýt không giữ được bình tĩnh. Thậm chí họ còn trừng mắt đến con người sắp nứt ra đến nơi, hận không giết được Diệp Quân Lâm. Anh ta đang khiêu chiến với uy nghiêm của nhà họ Tiêu. Diệp Quân Lâm tiếp tục cười nói, cứ chữa bệnh cho thật tốt đi. Danh y trong nước nhiều lắm, không cần phải đi mời bác sĩ nước ngoài làm gì đâu. Lời này vừa nói ra, ai nấy đều im lặng. Mấy người Tiêu Quốc Phổ sắc mặt đại biến. Diệp Quân Lâm biết chuyện bác sĩ Thụy Sĩ. Chuyện này trừ nhà họ Lục và người bắt tên bác sĩ đó đi thì không còn ai biết hết. Ánh mắt họ nhìn về phía Diệp Quân Lâm bỗng thay đổi. Chẳng lẽ là Diệp Quân Lâm bắt tên bác sĩ kia đi? Điều này sao có thể? Sử dụng phi cơ trực thăng quân đội, sử dụng lính đánh thuê. Hết thảy các thứ này Diệp Quân Lâm có thể làm được hay sao? Chuyện không thể nào. Bọn họ cũng cẩn thận điều tra Diệp Quân Lâm rồi. Chỗ dựa của anh chỉ có mấy người Lão Cửu và Tam gia thôi. Cùng lắm thì chỉ có thể nói Diệp Quân Lâm biết tin bác sĩ nước ngoài sẽ đến mà thôi. Pha hết. Diệp Quân Lâm thần bí cười, sau đó rời đi cùng Tiêu Thắm để lại mấy người Tiêu Quốc Phổ tràn đầy nghi hoặc không ngừng. Nhưng trong lòng bọn họ vẫn tin chắc rằng, Diệp Quân Lâm chỉ biết tin tức mà thôi. Bác sĩ không phải là do anh bắt đi. Lúc này, người làm nhà họ Tiêu chạy tới nói, lão gia dạ tiệc xảy ra chút vấn đề, cần phải có người qua giải quyết. Dạ tiệc và lễ kỷ niệm quan trọng như vậy, không thể xảy ra chuyện. Tiêu Quốc Phổ dặn dò Tiêu Nhược Mai và Triệu Học Thành, hai người đi giải quyết chuyện dạ tiệc. Không thể để xảy ra chuyện rắc rối gì. Dạ, bai. Nghi thức buổi lễ kỷ niệm, nam giới nhà họ Tiêu phải tham dự. Người duy nhất có thể để ra ngoài chính là Tiêu Nhược Mai. Giờ phút này, các khách quý đều đang tiến vào. Tất cả mọi người đến ngồi xuống chỗ đã định, bởi vì quan hệ giữa Tiêu Thắm và Diệp Quân Lâm nên cũng không ngồi phía trước, mà ngài ở vị trí gần chót. Nhà họ Tiêu tuyệt đối không cho phép Diệp Quân Lâm ngồi ở phía trước. Đám người Lâm Mị, Trung Đào ngồi ở vị trí chính giữa gần trước. Bọn họ ngồi xuống trước, còn chào hỏi Diệp Quân Lâm một chút, nhằm khoe mẽ chỗ ngồi của mình. Chẳng mấy chốc, mấy trăm vị khách quý đã ngồi đủ. Mỗi một vị khách quý đến từ các ngành nghề khác nhau, từ khắp ba giới quân, chính, thương là quân sự, chính trị và thương giới. Ai nấy đều có lai lịch lớn. Đủ thấy người của nhà họ Tiêu quảng giao đến mức nào, ảnh hưởng của họ lớn đến đâu. Còn như vị trí hàng trước đều trống không. Đó là chỗ dành cho các khách quý quan trọng nhất của buổi lễ kỷ niệm hôm nay. Bọn họ dĩ nhiên là cùng vào sau cùng. Người nhà họ Tiêu cũng mau chóng ngồi xuống, phô ra nội tình bề thế của một gia tộc giàu có. Lúc Minh Tinh Chu Vũ Đồng cùng Thái Chiến đi ra, bầu không khí đã náo nhiệt vô cùng. Tiếp, Tiêu Quốc Phổ đứng trên sân khấu. Trước thì nói vài lời chào mừng hoan nghênh. Sau đó, Tiêu Quốc Phổ cảm xúc dâng trào, ngẩng cao đầu nói, tiếp theo chúng ta hãy cùng hoan nghênh vị khách quan trọng nhất ngày hôm nay tiến vào. Không phải khoe khoang nhưng 20 người sắp tiến vào đây đều là người tôi vinh hạnh được tiếp xúc dạy dỗ khi còn trong quân đội. Vị thứ nhất, Thám Hiểu Huy đoàn trưởng Trung đoàn Gang Thép quân khu Tô Hàng. Vị thứ hai, Vương Giã đội trưởng bộ đội đặc chủng quân khu Kỳ Lân. Vị thứ ba, đoàn trưởng Khổng Văn Phong đoàn đặc chiến quân khu Tô Bắc. Vị thứ tư, Hồng Quan Trì, khu trưởng khu Đông Thành Tô Hàng. Vị thứ năm, Hà Đông Phi, cục trưởng cục công thương. Sau khi Tiêu Quốc Phổ đọc lên từng cái tên của từng vị khách quý, cả hội trường lên xôn xao. Tiêu Quốc Phổ quen biết khắp thiên hạ. Học sinh của ông ta trải rộng từ Bắc vào Nam, người nào người nấy đều đang nắm giữ chức quyền. Cấp bậc đoàn trưởng chừng 20 người. Những người có chức vụ cao, lăn lội trong quân đội cũng đến 5-60 người. Dù có là người giàu hay không đi chăng nữa, thì bất cứ người nào trong số họ đều khiến mọi người kiêng kỵ. Đây quả thực quá kinh khủng. Khiến cho không người nào có thể tưởng tượng nổi. Con cháu nhà họ Tiêu mặt đầy kiêu ngạo, nhà họ Tiêu mạnh mẽ đến mức nào cơ chứ? Thân là người nhà họ Tiêu, họ rất tự hào.
Tiêu Quốc Phổ nhìn từng người học sinh đi vào trong sân, mặt mày hăm hở. Đây chính là nội tình của nhà họ Tiêu. Tô Hằng có người nào dám cùng nhà họ Tiêu đánh một trận? Hơn 11 minh tinh ra sân, nhà họ Tiêu là phô diễn tiền tài. Hơn 10 vị quan cao ra sân, nhà họ Tiêu là phô diễn mạng lưới giao thiệp. Thấy một màn này, Vương Học Long cười lạnh nói, nhà họ Tiêu cường đại như vậy, Diệp Quân Lâm lấy cái gì mà đòi đấu với họ? Lâm Mị cùng Trung Đào cũng rất là kích động, nói thật, nội tình nhà họ Tiêu đến mức này thì thật không dám tưởng tượng. Bọn họ đã vượt khỏi phạm vi tiền tài của người thường, đã có được một địa vị đích thực trong xã hội rồi. Lật đổ nhà họ Tiêu là chuyện không thể nào. Đám người Thẩm Hiểu Huy vừa vào sân, chỗ ngồi hàng trước dường như đã đầy. Nhưng vị trí ở giữa vẫn còn trống không. Mọi người đều biết cái chỗ ngồi kia ý vị như thế nào, ai sẽ ngồi lên đó. Thiếu tướng Kỳ Lân, Tiêu Quốc Phổ cao giọng nói, tiếp theo, khiến cho chúng ta phải dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất hoan nghênh, một trong năm đại chiến vương dưới quyền chiến thần hộ quốc Côn Luân tướng quân, Thiếu tướng Kỳ Lân. Bộp bộp bộp, trong sân, tiếng vỗ tay lớn như tiếng sấm. Thiếu tướng Kỳ Lân tới, hôm nay địa vị nhà họ Tiêu nhất định tăng lên. Dưới ánh mắt chờ đợi của tất cả mọi người, đám người Tiêu Nhược Nguyên, Tiêu Nhược Phong vây quanh Thiếu tướng Kỳ Lân đi vào trong sân. Tất cả mọi người đều vô cùng kích động. Nói cho cùng là có thể thấy được dung mạo của Thiếu tướng Kỳ Lân. Tiêu Thắm bởi vì đã từng gặp qua, nên ngược lại chẳng có phản ứng gì. Diệp Quân Lâm cười cười, Kỳ Lân nhỏ phô trương thật đấy. Khiến người ta khó hiểu chính là việc Kỳ Lân mặc quân trang, uy nghiêm bá đạo, khí thế hùng hồn. Phải biết tất cả các sĩ quan trước mặt và cả Thảo Ầm Hiểu Huy ai nay đều mặc âu phục, không ai mặc quân trang tới. Dẫu sao đây là tham gia lễ kỷ niệm, là lấy thân phận cá nhân tới, mặc quân trang không thích hợp. Nhưng Thiếu tướng Kỳ Lân lại mặc quân trang, thật khiến người ta khó hiểu. Thật giống như lễ kỷ niệm hôm nay ông ta tham dự, là để làm nhiệm vụ vậy. Đám người Tiêu Quốc Phổ không nghĩ xa như vậy. Bọn họ cảm thấy Thiếu tướng Kỳ Lân mặc quân trang, ngược lại đem đến hiệu quả tốt hơn. Quân hàm trên vai, càng khiến người ta nể sợ hơn. Cũng đủ thấy Thiếu tướng Kỳ Lân xem trọng lễ kỷ niệm này. Đối với người nhà họ Tiêu mà nói đó là chuyện tốt. Tạo thành một loại ảo giác như Thiếu tướng Kỳ Lân không phải là được mời tới, mà là ông ta vốn có quan hệ rất tốt với nhà họ Tiêu, cố ý tới tham dự. Thiếu tướng Kỳ Lân lạnh lùng bước ra sân khấu. Phía trước nhà họ Tiêu đã thu xếp xong, có nghỉ lễ trao tặng. Khi Thiếu tướng Kỳ Lân mặc quân phục và đứng trên sân khấu, mọi người trong nhà họ Tiêu đều gần như mừng rỡ vô cùng. Đây là thời điểm quan trọng nhất trong lễ kỷ niệm 40 năm thành lập nhà họ Tiêu. Những người khách quý bên ngoài cũng phải ghen tị. Từ đây về sau, địa vị của nhà họ Tiêu trong số những người giàu có sẽ thăng tiến vài bậc. Tiêu Quốc Phổ xúc động nói, tiếp theo, thay mặt nhà họ Tiêu, tôi xin gửi tặng Thiếu tướng Kỳ Lân một món quà. Được bảo vệ bởi 8 vệ sĩ, Tề Lân bước lên sân khấu với hộp quà trên tay. Trung Đào, nhìn kìa, bạn trai Tề Lân của cô, ở nhà họ Tiêu vị trí cũng thật cao nha. Đúng vậy, lần này còn có ở tiếp xúc với Thiếu tướng Kỳ Lân. Thật tuyệt vời. Diệp Quân Lâm lấy cái gì so với Tề Lân? Vương Học Long và Ngô Hạo Sinh hào hứng nói. Trung Đào mỉm cười, thậm chí có chút kiêu ngạo. Điều này tương đương với việc chấp nhận rằng Tề Lân là bạn trai của cô ta. May mắn thay, ngay từ đầu Diệp Quân Lâm đã từ chối cô ta, nếu không, làm sao cô ta có thể chứng kiến khoảnh khắc như vậy. Khi mọi người xung quanh nghe tin Trung Đào là bạn gái của Tề Lân, tất cả đều có vẻ ghen tị. Điều này khiến Trung Đào rất hài lòng. Cô ta thậm chí còn muốn đứng lên và nói to với mọi người, các người đã thấy chưa? Người tặng quà cho Thiếu tướng Kỳ Lân là bạn trai của tôi. Trung Đào cũng quay lại nhìn Diệp Quân Lâm. Đôi mắt phức tạp như đang nói, Diệp Quân Lâm, anh không xứng với tôi. Sau khi Tề Lân lên sân khấu, anh ta đứng cạnh Thiếu tướng Kỳ Lân, hai tay cầm hộp quà Tiêu Quốc Phổ giới thiệu, quà tặng cho Thiếu tướng Kỳ Lân đặc biệt do Patek Philippe Starry Sky chế tác. Chỉ một chiếc duy nhất trên thế giới. Nó trị giá 10 triệu. Chỉ có chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị này mới xứng với thân phận của Thiếu tướng Kỳ Lân. Tiêu Quốc Phổ lại nhìn Thiếu tướng Kỳ Lân và cười nói, đừng hiểu sai ý tôi, Thiếu tướng Kỳ Lân, đây chỉ là tâm ý của nhà họ Tiêu chúng tôi, không liên quan đến những chuyện khác. Tôi chứng minh với giới truyền thông, tôi chỉ mong Thiếu tướng Kỳ Lân nhận nó làm kỷ niệm.
động thái của Tiêu Quốc Phổ là để xóa tan nghi ngờ của thiếu tướng Kỳ Lân. Tránh cho bên ngoài loan truyền tin tức hối lộ mở ran. Khi Tề Lân mở hộp quà ra, chiếc đồng hồ này hiện lên trong mắt mọi người. Quả thực là tuyệt đẹp. Nó trị giá ngàn vàng. Tay run run, Tề Lân đưa đồng hồ cho thiếu tướng Kỳ Lân. Đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh ta. Thiếu tướng Kỳ Lân đã nhận món quà hừ. M thanh của hơi thở lạnh lẽo tiếp tục từ khách mời. Đặc biệt là ở hàng ghế đầu, nhiều đại diện của giới nhà giàu và quyền lực đã sởn da gà. Mặc dù động thái này cực kỳ đơn giản nhưng nó có ý nghĩa sâu rộng. Có nghĩa là từ nay thiếu tướng Kỳ Lân sẽ là người chống lưng cho nhà họ Tiêu. Nhà họ Tiêu sẽ thống trị Tô Hàng, nghiền nát một số đại hào môn, và thậm chí đánh bại những đại hào môn hiển hách nhất. Thiếu tướng Kỳ Lân, ngài có muốn nói gì không? Tiêu Quốc Phổ cẩn thận hỏi. Thiếu tướng Kỳ Lân đột nhiên lộ ra một nụ cười bí hiểm, Tiêu Thiên Long đâu? Tôi từ lâu đã nghe nói thiếu gia Tiêu Thiên Long vô song thiên hạ, là kỳ tài Tô Hàng. Hôm nay hình như không thấy. Khi nghe điều này, tất cả mọi người trong nhà họ Tiêu đều rúng động. Hôm nay, có hai người nhắc đến Tiêu Thiên Long. Đầu tiên là Diệp Quân Lâm. Thứ hai là Thiếu tướng Kỳ Lân. Hai người vốn dĩ không liên quan, nhưng trong lòng lại lóe lên cảm giác kỳ lạ. Như thể mọi thứ đã được thương lượng. Đặc biệt là nụ cười của Thiếu tướng Kỳ Lân có chút quái dị, như thể anh ta biết tất cả. Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua. Nhà họ Tiêu càng mừng rỡ hơn. Bởi vì Tiêu Thiên Long thực sự được Thiếu tướng Kỳ Lân biết đến, đây là may mắn của Tiêu Thiên Long. Trong đó, Tiêu Nhược Nguyên vui mừng nhất, con trai ông được Thiếu tướng Kỳ Lân hỏi đến, đó là một vinh dự lớn. Những người dưới khán đài không bình tĩnh. Đồ kỳ và ghen tị với nhà họ Tiêu. Người thừa kế nhà họ Tiêu được Thiếu tướng Kỳ Lân đặc biệt nhắc đến, quả là gây số. Cê Tiêu Quốc Phổ và Tiêu Nhược Nguyên nhìn nhau. Bây giờ bọn họ có lòng căm thù vô hạn với Diệp Quân Lâm. Hận không thể lột ra rút gân, hành hạ anh đến chết. Nếu không phải vì Diệp Quân Lâm đã thương Tiêu Thiên Long, thì Tiêu Thiên Long đã có thể tham dự lễ kỷ niệm ngày hôm nay và nhận lời khen ngợi của Thiếu tướng Kỳ Lân. Tất cả là do Diệp Quân Lâm. Tiêu Quốc Phổ không dám che giấu Thiếu tướng Kỳ Lân, đành nói thật, Thiếu tướng Kỳ Lân, cháu tôi vẫn bị thương nằm trong bệnh viện. Thiếu tướng Kỳ Lân nghe xong, không khỏi nở nụ cười, bệnh viện là tốt, ít nhất cũng phải không phải lò hỏa táng. Hà! Nhà họ Tiêu không hiểu. Bọn họ không biết dụng ý của Thiếu tướng Kỳ Lân là gì. Nhưng tất cả đều cười làm lành. Thiếu tướng Kỳ Lân, xin mời. Tiêu Quốc Phổ đích thân mời Thiếu tướng Kỳ Lân bước ra khỏi sân khấu và đi đến chỗ ngồi. Vị trí chính giữa hồ đó là nơi mà chỉ có người quyền lực và mạnh mẽ nhất mới có thể ngồi vào. Trong mắt mọi người, nó chỉ thuộc về Thiếu tướng Kỳ Lân. Trừ anh ta ra, không ai dám ngồi trên đó. Khi Thiếu tướng Kỳ Lân bước ra khỏi sân khấu, Thảm Hiếu Huy, Vương Giã và những người khác đứng lên nhìn một cách kính trọng không tính quân hàm, Thiếu tướng Kỳ Lân cũng là thần tượng của rất nhiều người trong số họ. Đối với nhà họ Tiêu, cảnh tượng như vậy quả thực là quá phô trương. 20 nhân vật cấp đại tá, thiếu tướng. Quá giữ thể diện. Tiêu Quốc Phổ đến trước Thiếu tướng Kỳ Lân, cố định vị trí, và nói với anh ta, Thiếu tướng Kỳ Lân, xin hãy ngồi xuống. Đây là vị trí đặc biệt dành riêng cho ngài. Ngoại trừ ngài không ai dám ngồi trên đó. Thiếu tướng Kỳ Lân, xin mời. Tuy nhiên, sau khi Thiếu tướng Kỳ Lân nghe thấy, một lúc lâu sau vẫn không có động tĩnh gì. Anh ta không ngồi xuống cũng không làm gì khác, chỉ ngơ ngác nhìn vào chỗ ngồi. Lúc này, mọi người đều hoảng sợ. Đặc biệt là nhà họ Tiêu. Thiếu tướng Kỳ Lân đang suy nghĩ gì? Một ý nghĩ của một đại nhân vật đủ để bọn họ đoán giả đoán non. Tiêu Quốc Phổ ngay cả chân cũng run lên, hít một hơi thật sâu và lấy hết can đảm để hỏi, Thiếu tướng Kỳ Lân bị sao vậy? Ông vừa rồi nói vị trí này quan trọng nhất, Thiếu tướng Kỳ Lân hỏi. Tiêu Quốc Phổ tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, đây là vị trí quan trọng nhất trong khán đài, chúng tôi đặc biệt dành riêng cho ngài. Một nụ cười thoáng qua khóe miệng Thiếu tướng Kỳ Lân, vậy thì tôi không được ngồi ở đây, tôi không đủ tư cách, chỉ xứng ngồi bên cạnh. Những lời này gây sốc, và mọi người xung quanh vô cùng sợ hãi khi Thiếu tướng Kỳ Lân nói điều này. Cái gì, Thiếu tướng Kỳ Lân không đủ tư cách ngồi vào vị trí này? Vậy thì ai đủ tư cách? Tiêu Quốc Phổ bất lực mỉm cười, đừng nói giỡn,
Thiếu tướng Kỳ Lân, ngài thân phận cao quý, cũng chỉ có ngài đủ tư cách ngồi ở chỗ này. Thiếu tướng Kỳ Lân lắc đầu, không, tôi không có tư cách ngồi ở chỗ này. À, vậy còn có ai khác ngoài Thiếu tướng Kỳ Lân có thể ngồi ở chỗ này? Tôi không hiểu. Tiêu Quốc Phổ và những người khác đã nghĩ về điều đó, nhưng họ không thể nghĩ ra một người nào đủ tư cách. Thiếu tướng Kỳ Lân mỉm cười, người duy nhất trong khán đài có thể ngồi ở đây không phải là tôi, mà là một người khác. Một người nào khác? Tiêu Quốc Phổ thậm chí còn khó hiểu hơn. Thân phận cao quý ừm, đúng vậy, người đó có tư cách ngồi ở chỗ này, hơn nữa người đó còn đang ở đây, tôi có thể nhìn thấy. Thiếu tướng Kỳ Lân nói, rất bí ẩn. Có người có địa vị cao hơn Thiếu tướng Kỳ Lân đang ở đây. Nhất thời cả khán đài trở nên hỗn loạn. Mọi người lần lượt nhìn quanh, nhưng không một ai có thể tìm được người có địa vị cao hơn Thiếu tướng Kỳ Lân ở đây. Nhà họ Tiêu cảm thấy rất khó hiểu, tò mò không biết thân phận của người đó rốt cuộc là thế nào. Xin phép hỏi Thiếu tướng Kỳ Lân, người mà anh nhắc tới là ai vậy? Tiêu Quốc Phổ e ngại hỏi. Kỳ Lân chỉ cười rồi trả lời, anh ấy chính là người đã chỉ dạy tôi, là thầy giáo của tôi. Thầy giáo ư? Người chỉ dạy Thiếu tướng Kỳ Lân? Những tiếng bàn tán lập tức vang lên. Không khí xung quanh dường như vừa có một luồng khí lạnh tràn qua, phút chốc trở nên nặng nề. Thầy của Thiếu tướng Kỳ Lân, đối với tất cả mọi người, lời nói này như đang hàm ý nhắc tới tướng quân Côn Luân. Hồi đó, Diệp Quân Lâm thực sự đã chỉ dạy Kỳ Lân không ít kỹ năng. Kỳ Lân một lòng coi anh là chỉ huy, cũng coi anh là người thầy vĩ đại của mình. Những người khác đương nhiên không hiểu được mối quan hệ sâu sắc đó. Thầy của tướng Kỳ Lân cũng ở đây sao? Tại sao chúng ta không biết? Tiêu Quốc Phổ, Tiêu Nhược Nguyên cùng những người có mặt ở đây đều cảm thấy e ngại, nhanh chóng toát mồ hôi lạnh. Một nhân vật quan trọng như thế tới tham dự sự kiện, vậy mà chính nhà họ Tiêu còn không biết tới sự xuất hiện của người ấy. Điều này càng nghĩ tới càng cảm thấy đáng sợ. Nếu Thiếu tướng Kỳ Lân trách tội, làm sao họ có thể gánh nổi? Tiêu Quốc Phổ liền thoáng run rẩy, sợ hãi hỏi, xin phép Thiếu tướng Kỳ Lân cho chúng tôi biết thầy của anh là ai. Nhà họ Tiêu chúng tôi nhất định phải tới chào hỏi cho phải phép. Kỳ Lân nghe vậy chỉ cười nhạt rồi xua tay, không cần đâu, tôi tự mình tới chào ngài ấy là được rồi. Ngay khi Kỳ Lân cất bước, tất cả những người có địa vị trong nhà họ Tiêu đều đi theo anh. Thậm chí cả Thẩm Hiếu Huy và Vương Dã cùng vài người khác cũng lập tức theo sát phía sau. Hàng ngàn người đổ dồn sự chú ý vào nhóm người Kỳ Lân. Mọi người đều đang rất hiếu kỳ, không khỏi đoán xem ai là người được Thiếu tướng Kỳ Lân tôn làm thầy. Khi Kỳ Lân bước qua cửa, anh nhanh chóng vượt qua hàng ghế trước, rồi đi thẳng ra phía sau. Điều này chứng tỏ nhân vật đó không ngồi ở hàng ghế đầu. Mọi người ở những hàng ghế giữa và hàng ghế sau bắt đầu kích động, đưa mắt nhìn nhau. Đặc biệt là Lâm Mị và Trung Đào, vẻ mặt đều rất căng thẳng. Lâm Mị tự hỏi, người đó sẽ là ai chứ? Trung Đào lắc đầu, tôi e rằng những nhân vật lớn như thế, có lẽ đang trốn trong góc khuất nào đó. Ngay sau đó, Kỳ Lân cùng đám người đi theo anh lập tức lướt qua vị trí của họ. Việc này khiến Lâm Mị và Trung Đào có chút thất vọng. Lúc này, bất cứ ai đều muốn người bí ẩn đó ngồi cùng hàng với mình. Lâm Mị và Trung Đào liền đứng dậy, quay đầu nhìn lại phía sau. Cũng giống như những người khác. Họ nóng lòng muốn biết thân phận của người đó. Cả khán phòng đều trở nên bồn chồn. Duy chỉ có Diệp Quân Lâm, vẫn vững như ngồi trên núi Thái Sơn, thậm chí còn không hề động đậy. Thấy vậy, Tiêu Thắm liền nói đùa, anh dễ, không lẽ người đó là anh sao? Diệp Quân Lâm cười nhẹ đáp, cha, em đoán ra rồi u. Nhưng đương nhiên Tiêu Thắm chỉ cho rằng Diệp Quân Lâm đang hưởng ứng trò đùa của mình. Ngay sau đó, nhóm người Kỳ Lân đã vượt qua những hàng ghế giữa, tiến về những hàng ghế sau cùng của khán phòng. Lúc này, người ở hàng ghế sau đã không còn giữ bình tĩnh được nữa, tất cả đều đồng loạt đứng dậy. Mọi người trong nhà họ Tiêu càng thêm căng thẳng, họ lại sắp xếp cho thầy của Thiếu tướng Kỳ Lân ngồi ở hàng ghế sau, quả là một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Danh tiếng của nhà họ Tiêu không khéo sẽ vì chuyện này mà bị hủy hoại mất. Nhưng những bước đi của Kỳ Lân rất nhanh đã tới vị trí cuối cùng. Tiêu Quốc Phổ đưa mắt nhìn quanh, ông không thể nhận ra một ai trong số những gương mặt xa lạ này, ngoại trừ cháu gái Tiêu Thắm của ông cùng tên Diệp Quân Lâm mà ông chỉ muốn giết càng sớm càng tốt. Ông không biết một ai khác,
Đương nhiên Tiêu Nhược Nguyên và Tiêu Nhược Phong cũng hoàn toàn tương tự. Hàng ghế phía sau này, vốn là những người bắt đắc dĩ họ phải mới tới. Có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Căn bản, đây đều là những nhân vật không đáng phải để mắt tới. Nhưng thầy của Thiếu tướng Kỳ Lân lại nằm trong nhóm người này. Thật là một sự bất ngờ đáng sợ. Mọi người đều không khỏi thở mạnh, vừa lo lắng vừa hồi hộp. Câu trả lời đã ở rất gần. Ngay cả tim của Tiêu Thám cũng đập mạnh hơn, bởi vì Thiếu tướng Kỳ Lân đang ngày một tiến đến gần chỗ của cô. Đột nhiên, Kỳ Lân bất ngờ dừng lại. Mọi người cũng lập tức dừng lại. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là Kỳ Lân đã dừng ngay chỗ Diệp Quân Lâm và Tiêu Thắm đang ngài. Tiêu Thắm cảm thấy dường như mình đã gặp may rồi. Nhân vật bí ẩn này thực sự đang ngồi cùng hàng ghế với cô. Nghĩ tới đây, cô không thể không đưa mắt sang nhìn Diệp Quân Lâm một cách chăm chú. Chẳng lẽ thật sự là anh dễ sao? Mới vừa rồi cô còn cho là nói đùa. Trung Đào cùng Lâm Mị bọn họ thấy một hàng xếp trước mặt Diệp Quân Lâm này, thầm nói một tiếng, không trùng hợp vậy chứ. Trên người Kỳ Lân tản ra một loại áp lực vô hình. Nhóm người đứng ở phía đầu hàng bị dọa sợ, lập tức đứng dậy, đi ra ngoài. Những người khác cũng theo đó, nói đuôi nhau đi. Bởi vì họ đều biết, họ không phải là ân sư Kỳ Lân, tất nhiên phải rời khỏi. Mấy chục người ở hàng nọ rất nhanh rời đi hết từ hai bên, đứng đầy ở trong ly đi. Duy nhất còn lại chỉ có Diệp Quân Lâm cùng Tiêu Thắm. Diệp Quân Lâm ngồi ở chỗ đó, vững như Thái Sơn. Tiêu Thắm đứng, nhìn quanh trái phải, đi cũng không được, ngồi xuống cũng không xong, trong lúc nhát thời tay chân luống cuống. Cô muốn đi, nhưng thấy Diệp Quân Lâm ngồi, cho nên không biết làm thế nào. Trời ơi, thật sự là anh dễ sao? Thoáng chốc, hơn ngàn cặp mắt trong sân đồng loạt nhìn lại. Diệp Quân Lâm cùng Tiêu Thắm là tâm điểm duy nhất trong sân. Tiêu Thắm khẩn trương cực kỳ, cô có chút không thở được. Giờ khắc này, tựa như thời gian ngừng lại, không gian ngưng kết. Tất cả mọi người đầu mắt đi ý thức, đầu óc trống rỗng. Tiêu Thắm hai hàm răng run đánh vào nhau cầm cập, hai chân cũng phát run, rất muốn hỏi Diệp Quân Lâm một câu, nhưng không có lực để mở miệng hỏi. Người đàn ông này quá thần bí. Bịch bịch bịch. Đột nhiên bước chân của Kỳ Lân di động, chân đi giày ra, thong thả mà tới. Tiếng bước chân phát ra như búa tảng đập vào đầu. Thanh âm này cũng kéo mọi người từ đang thất thần trở về thực tế. Thấy hàng này chỉ có Diệp Quân Lâm cùng Tiêu Thắm. Mọi người trong tiềm thức đã biết hết thảy. Tiêu Thắm là phụ nữ, không thể nào là ân sư của Kỳ Lân. Chỉ có Diệp Quân Lâm thôi. Anh mới là ân sư của Kỳ Lân. Đám người Tiêu Quốc Phổ theo sau lưng Kỳ Lân nhất thời đờ đẫn cả người, giống như không phản ứng kịp. Người nào người nấy giếng như cái xác biết đi, ngây ngốc đứng ở đây. Không phản ứng kịp. Căn bản không phản ứng kịp. Bởi vì kết quả chuyện này vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Đó là người mà bọn họ không muốn hắn trở thành Kỳ Lân ân sư nhất. Trung Đào cùng Lâm Mị, còn có Vương Học Long, ánh mắt của mấy người này luôn dõi theo bước đi của Kỳ Lân. Khi nhìn đến chỗ chỉ có duy nhất một mình Diệp Quân Lâm ngồi. Ai nấy đầu óc tê dại, máu không lưu thông được, giống như là muốn nổ tung vậy. Anh là Kỳ Lân ân sư. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Diệp Quân Lâm đã suy bại, trở thành phế nhân, làm sao có thể là ân sư của Kỳ Lân tướng quân được chứ? Cho dù là 6 năm trước, anh ngay cả tư cách kết giao với Kỳ Lân cũng không có. Ngồi tù 6 năm. Sao lại trở thành nhân vật sừng sỏ trong quân đội rồi? Những người biết Diệp Quân Lâm đều có suy nghĩ giống nhau. Nhất là nhà họ Tiêu, nếu chuyện này mà là thật, vậy thì đây sẽ là đại nạn diệt tộ. Xê rõ ràng khoảng cách đoạn này rất ngắn, nhưng đối với mọi người mà nói, thoáng như thế kỷ. Rốt cuộc, Kỳ Lân tướng quân đi tới trước mặt Diệp Quân Lâm. Tiêu Thắm đứng tiếp xúc với Kỳ Lân ở khoảng cách gần, thiếu chút nữa bị sợ ngất đi. Chỉ thấy ánh mắt Kỳ Lân sùng bái nhìn Diệp Quân Lâm, chào theo kiểu nhà binh, cất cao giọng nói, tướng quân, chiến khu Tây Bắc Kỳ Lân báo cáo. Khi Kỳ Lân nói xong câu này, giống như mấy tấn thuốc nổ nổ đùng một cái. Tất cả mọi người thể xác lẫn linh hồn đều bị nổ tan tành, tướng quân trong miệng Kỳ Lân này, chỉ có thể là một người, Côn Luân tướng quân chí cao vô thượng. Côn Luân tướng quân tới tham gia khánh điền kỷ niệm 40 năm của nhà họ Tiêu. Hiện trường yên ắng tĩnh lặng, không có bất kỳ thanh âm nào. Nhưng tim ai nấy đều liên tiếp đập phập phồng dồn dịp như nhịp trống.
vô cùng khiếp sợ. Đây chắc chắn là chuyện khó quên nhất đời đối với 1.000 người ở tại đây. Tô Nguyệt, Chu Vũ Đồng, Thái Chiến đám người này cũng không ngờ tới sẽ thấy Diệp Quân Lâm ở đây. Hơn nữa anh mới là vị vua duy nhất ở đây. Kỳ Lân lại nói, tướng quân mời cùng thuộc hạ đến vị trí phía trước, chỉ có nơi đó mới xứng với ngài. Diệp Quân Lâm gật đầu một cái, ừ. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đều kịp phản ứng. Kỳ Lân chậm rãi xoay người lại, nhìn mọi người nhà họ Tiêu nói, Tiêu Quốc Phổ không phải ông hỏi ân sư của tôi là ai à? Vậy tôi nói cho ông biết, ân sư của tôi chính là Tổng Chỉ huy Chiến khu số 9, Thượng tướng 5 sao duy nhất Hoa Hạ, Côn Luân tướng quân. Đúng rồi, tên anh ấy là Diệp Quân Lâm. Phụt, y. Nghe vậy, Tiêu Quốc Phổ không cách nào gượng được, nôn ra một bụng máu. Tiêu Nhược Nguyên trước mắt biến thành màu đen, thân thể lảo đảo một cái, ngã xuống đất. Tiêu Nhược Phong huyết áp lên cao, nữa cũng không cách nào khống chế, té xỉu rồi. Người nhà họ Tiêu ai nấy y hệt như nhau, sắp không ổn rồi. Côn Luân tướng quân lại là Diệp Quân Lâm. Đây là sự thật mà nhà họ Tiêu không muốn thấy nhát. Tai họ ồ nhà họ Tiêu gặp nạn ngập đầu rồi. Khi Kỳ Lân đứng ở bên cạnh Diệp Quân Lâm, liền đại biểu cho việc nhà họ Tiêu diệt vong. Dù là ông trời xuống cũng không cứu được nhà họ Tiêu. Cái gì, Diệp Quân Lâm là Côn Luân tướng quân? Tôi không tin, tôi không tin. Trung Đào không thể chấp nhận sự thật này. Khi nãy còn xảy ra một loạt chuyện khiến cô vui vẻ, khiến cô không khỏi ngầm so sánh Diệp Quân Lâm và Tề Lân, khiến cô thấy, Diệp Quân Lâm chẳng thể nào hơn Tề Lân được. Xê nhưng chớp mắt một cái, Diệp Quân Lâm lắc mình một cái lại biến thành chiến thần hộ quốc của Hoa Hạ rồi. Tề Lân ở trước mặt anh ngay cả một cọng lông cũng không bằng nữa. Chênh lệch lớn thế này ai mà chấp nhận được. C. Vương Học Long ba người đàn ông bị dọa sợ đến sắp xón ra quần. Tên phế vật mà bọn họ đá xuống giếng lại là Côn Luân tướng quân. Thượng tướng 5 sao duy nhất. Mới lúc nãy, bọn họ làm nhục anh đủ điều nhưng anh chẳng buồn phản ứng lại. Không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì anh lười so đo với mấy con sâu bọ. Bọn họ ngay cả tư cách để bị Diệp Quân Lâm giết cũng chẳng có. Lâm Mị tròn mắt trợn trừng không dám tin vào Tiêu, cô còn tưởng anh là người đàn ông vô lực bị người đời dẫm đạp lên. Cô cũng còn định dẫm lên anh, sỉ nhục anh để đạt được vui sướng. Nhưng ai có thể nghĩ tới, so với 6 năm trước còn mạnh hơn gấp ngàn, gấp vạn lần. Cả người Tiêu thắm ướt đẫm mồ hôi lạnh, sợ hãi nhìn Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm sờ đầu cô, cười nói, nhóc con sợ cái gì? Bất kể thân phận của anh là gì, anh vẫn là anh rể của em. Vâng. Tiêu Thắm đi theo phía sau Diệp Quân Lâm. Dưới ánh mắt của hàng ngàn người, Kỳ Lân dẫn đường, Diệp Quân Lâm cùng Tiêu Thắm đi theo, từng bước một đi về phía trước. Thấy Diệp Quân Lâm cách bọn họ càng ngày càng gần, tim của Lâm Mị, Trung Đào cũng sắp nhảy vọt từ trong họng ra ngoài. Trong nháy mắt này, tim đã ứ máu đến căng cứng, giống như là muốn nổ tung vậy. Đột nhiên, Diệp Quân Lâm dừng lại ở chỗ bọn họ. Giờ phút này, mấy người Lâm Mị, Trung Đào sợ đến muốn chết. Da đầu bọn họ tê dại, mặt cắt không còn chút máu, cả người tê dần như có dòng điện chạy qua. Thậm chí còn cảm nhận được một luồng hơi lạnh chạy xông thẳng đến đỉnh đầu, lạnh đến mức máu cũng đóng thành băng. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói, người không phận sự tránh ra. Nghe lời này, hàng này trừ 5 người Lâm Mị ra người khác ngay lập tức tản ra hết. Lộ ra 5 người Lâm Mi. Thấy ánh mắt của Diệp Quân Lâm nhìn tới, Lâm Mị chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, thậm chí không thở nổi. Phịch, phịch, phịch. Ba người Vương Học Long, Trần Bình Húc không đỡ nổi áp lực này, toàn bộ ngã xuống đất ngắt đi, phát ra tiếng như bị thịt rơi. Lâm Mị cùng Trung Đào ngứa ngáy khắp người. Hôm nay thân phận của Diệp Quân Lâm, có thể một lời định sinh tử bọn họ. Diệp Quân Lâm nhìn hai người phụ nữ cười nói, mới vừa nãy các cô hỏi tôi có hối hận hay không vì năm đó cự tuyệt các cô. Lâm Mị cùng Trung Đào cũng không dám nhìn ánh mắt của Diệp Quân Lâm. Tôi bây giờ nói cho các cô biết, tôi cho tới bây giờ vẫn chưa từng hối hận. Dù có thế nào, bất kể lúc nào, tôi cũng sẽ chỉ chọn Tử Nhiễm. Mặc cho cô ấy nghèo khó hay là giàu có, trẻ tuổi hoặc là già yếu. Tôi cũng sẽ chọn cô ấy. Diệp Quân Lâm nói. Giờ khắc này, Lâm Mị cùng Trung Đào vô cùng hâm mộ Lý Tử Nhiễm. 6 năm trước các cô rất hâm mộ Diệp Quân Lâm có thể tiến tới với Lý Tử Nhiễm. Hôm nay càng thêm hâm mộ.
Dù là hôm nay Diệp Quân Lâm đứng hàng cao nhất trong quân đội Hoa Hạ, quyền lực nhất, là vô địch thiên hạ. Nhưng vẫn trước sau như một, không hề bỏ rơi người vợ Tào Khang luôn bên cạnh mình. Đây là yêu sâu đậm. Những người khác cũng rất cảm động. Không nói đến thân phận của Diệp Quân Lâm, tình yêu của hai người đủ để cho người ta hâm mộ. Một người không rời, một người không đổi. Hâm mộ nhất là Tiêu Thám. Cuối cùng Diệp Quân Lâm nói cùng hai người, giống như Tiêu Thám nói vậy, 6 năm trước, anh dễ đứng ở trên đỉnh. 6 năm sau, vẫn đứng ở trên đỉnh. Phi ích. Khi nói xong những lời này, Trung Đào cùng Lâm Mị thân thể cũng không cách nào khống chế nữa, hai người phịch một tiếng ngã ngồi xuống đất. Cả người các cô ướt đẫm mồ hôi lạnh, ướt nhẹp giống như là bị dính nước mưa. Diệp Quân Lâm cùng Kỳ Lân đi tới vị trí phía trước, Diệp Quân Lâm ngài ở vị trí trung tâm trước mặt. Bên cạnh là Kỳ Lân cùng Tiêu Thắm, bên cạnh nữa là đám người Vương Giã, Thẩm Hiểu Huy. Khi Diệp Quân Lâm xuất hiện, từ một khắc đó trở đi, trong mắt bọn họ không còn hai chữ thầy trò nữa. Giờ khắc này, mọi người mới hiểu được vì sao Kỳ Lân lại mặc quân trang tới. Ông ta không phải tới tham gia lễ kỷ niệm. Ông ta là tới làm nhiệm vụ. Diệp Quân Lâm vung tay lên, Kỳ Lân lập tức biết. Ông ta hô lớn về phía đám người, trừ người nhà họ Tiêu, những người khác mau chóng rời khỏi đây. Chuyện ngày hôm nay phải giữ bí mật, nếu không đừng trách tôi không nói đạo lý. Lần này, tất cả mọi người như được đại xá, rối rít rời sân, cùng chạy thoát thân. Vương Học Long ba người là bị mang đi. Lâm Mị cùng Trung Đào là bỏ đi. Rất nhanh xử lý xong, Diệp Quân Lâm nói cùng Tiêu Thắm, Tiêu Thắm em đi đến phòng khách chờ anh. Anh xử lý một chút chuyện. Tiêu Thắm cũng khôn khéo rời đi. Sau đó, tất cả mọi người nhà họ Tiêu đều quỳ xuống trước mặt Diệp Quân Lâm. Không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Tập đoàn Quân Lâm thì sao? Diệp Quân Lâm hỏi. Ngài lấy về, vốn là của ngài. Sản nghiệp của nhà họ Diệp nữa. Diệp Quân Lâm hỏi. Cũng là của ngài. Diệp Quân Lâm lại hỏi, còn nhà họ Tiêu? Lúc này tất cả mọi người nhà họ Tiêu đều chần chừ. Nhưng Tiêu Quốc Phổ kịp phản ứng trước, lập tức nói, cũng là của ngài. Diệp Quân Lâm đốt một điều thuốc, cười cười nói, tiếp theo đây, chúng ta nói chuyện chính chút đi. Năm đó các ngươi hãm hại tôi, giết anh em tôi, lại cướp lấy tập đoàn Quân Lâm, là tại sao? Diệp Quân Lâm hỏi. Là tướng quân ngài năm đó động vào thị trường khoa học kỹ thuật và y dược, nhà họ Tiêu thèm khát kỹ thuật cốt lõi của ngài nên mới động lòng ra tay. Người nhà họ Tiêu thành thật trả lời. Diệp Quân Lâm hít sâu một hơi hỏi, kể tên hết những nhà thế gia năm đó đã hợp tác với các người làm trò bị ổi đó ra đây. Nhà họ Tiêu thành thật trả lời, tướng quân Côn Luân, năm đó mặc dù lấy danh nghĩa Tiêu Thiên Long chủ tính hết thảy. Nhưng nhà họ Tiêu thật ra là được lợi ít nhát. Kỹ thuật nòng cốt chỉ được lấy một phần nhỏ cộng thêm tập đoàn Quân Lâm thôi. Phần lớn bị Thương hội Tô Hàng chia. Thương hội Tô Hàng. Diệp Quân Lâm cau mày. Đúng, là Hàn, Tần, Du, Lôi tứ đại hào môn tạo thành, lại thu nạp rất nhiều xí nghiệp nhà giàu tạo thành liên minh thương hội. Ở Tô Hàng là một tay che trời. Địa vị ngang bằng với nhà giàu nhất Tô Hàng là Thẩm Vạn Tam. Tiêu Quốc Phổ nói. Đối với Thương hội Tô Hàng, Diệp Quân Lâm có biết. Tô Hàng là bá chủ trong thương giới. Có thể nói Thương hội Tô Hàng nắm giữ gần một nửa mạch sống kinh tế ở Tô Hàng. Hàng năm GDP đóng góp thật đáng sợ. Ban đầu Diệp Quân Lâm gây dựng sự nghiệp thành công, Thương hội Tô Hàng từng lôi kéo anh. Có điều kiện là phải giao ra kỹ thuật nòng cốt của tập đoàn Quân Lâm về y học và khoa học kỹ thuật. Diệp Quân Lâm cự tuyệt. Bây giờ nghĩ lại, có khi Thương hội Tô Hàng đã nhăm nhe đến anh từ lúc đó. Cũng bởi vì một câu cự tuyệt, mà sau đó thân tàn phải vào tủ, anh em bị giết, vợ chịu cô độc 6 năm. Thương trường như chiến trường, thậm chí còn tanh máu hơn trên chiến trường. Đừng thấy mấy tay nhà giàu bên ngoài đường đường chính chính bệ vệ đoan chính từng nào, thật ra bên trong đều là đám người ăn thịt người không nhả xương. Không biết bọn họ đã âm thầm hại chết bao nhiêu người. Thậm chí Diệp Quân Lâm ở trong mắt bọn họ cũng là nhỏ nhặt không đáng kể, rất nhiều người đều đã quên. Diệp Quân Lâm căn bản không tư cách để cho bọn họ nhớt. Lúc này Thanh Long cùng Chu Tước đi tới, nói cho Diệp Quân Lâm những sản phẩm cao cấp kia đều xuất thân từ Thương hội Tô Hàng. Gộc dọc xê không chi, đầu ngón tay Diệp Quân Lâm gõ lên tay vịn đều đều từng nhịp. Đã như vậy, Thương hội Tô Hàng phải biến mắt,
Diệp Quân Lâm nói. Người nhà họ Tiêu quỳ trên đất, không có ai hoài nghi lời Diệp Quân Lâm. Tứ đại hào môn của thương hội Tô Hàng cho là mình tài sản kếch xù, ở Tô Hàng một tay che trời, thế lực sản nghiệp trải rộng mỗi một xó xỉnh Tô Hàng, cành lá đan chen, không có ai có thể dung chuyển. Động đến thương hội Tô Hàng tương đương với đang động đến nền móng của Tô Hàng. Nhưng bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, người động đến bọn họ sẽ là tướng quân Côn Luân. Tiêu Quốc Phổ hỏi, tướng quân, xin hỏi tập đoàn Quân Lâm cùng với sản nghiệp của nhà họ Tiêu sẽ chuyển tới dưới danh nghĩa ngài sao? Chuyển dưới danh nghĩa Kỳ Lân đi, Diệp Quân Lâm nói. Trong vòng mấy giờ đồng hồ, tập đoàn Quân Lâm, nhà họ Diệp cùng với nhà họ Tiêu tất cả tài sản cũng chuyển tới Kỳ Lân. Kỳ Lân vốn tên là Lục Nam Hiên. Từ đó về sau, chủ nhân mới của tập đoàn nhà họ Tiêu chính Lục Nam Hiên. Diệp Quân Lâm muốn cùng đám người thương hội Tô Hàng từ từ mà chơi, để cho bọn họ rơi vào điên cuồng, rơi vào sợ hãi, muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Ánh mắt Diệp Quân Lâm đột nhiên rơi vào trên người Tiêu Nhược Nguyên, hình như lúc trước anh muốn chơi chết tôi đúng không? Tiêu Nhược Nguyên nhất thời sợ xón ra quần, xin tha mạng, xin tha mạng. Diệp Quân Lâm đứng dậy, cười nói, đem tin tức truyền đi, nói Lục tiên sinh trở thành ông chủ mới của tập đoàn Quân Lâm cùng xí nghiệp Diệp Thị. Dạt, Tiêu Quốc Phổ lập tức nói. Đúng rồi, sáng sớm ngày mai tôi hy vọng thấy Tiêu Thiên Long mau mắn lết đến xin lỗi vợ tôi đấy. Trong mắt Diệp Quân Lâm thoáng qua một tia rét lạnh. Sau đó, Diệp Quân Lâm rời đi, dẫn Tiêu Thắm theo. Có điều lúc đi tới cửa hội trường, gặp Tiêu Nhược Mai cùng Triệu Học Thành trở lại. Tiêu Thắm, hai đứa rời đi làm gì? Tiêu Nhược Mai tò mò hỏi. Tiêu Thắm vẻ mặt phức tạp, ba mẹ, lễ kỷ niệm kết thúc rồi. Triệu Học Thành lập tức nói, nói bậy, lúc này mới bắt đầu nửa giờ mà thôi, lễ kỷ niệm còn tới tận mấy giờ nữa cơi. Thật kê thúc thật mà, mọi người không tin sao? Tiêu Thắm bắt đắc dĩ nói. Tiêu Nhược Mai trợn mắt nhìn Diệp Quân Lâm một cái nói, Tiêu Thắm sau này trường hợp như này đừng dẫn anh ta tới, mắt vui. Đúng, không nhờ vào con, nó làm sao mà đến được lễ kỷ niệm này? Triệu Học Thành nói một câu, cùng Tiêu Nhược Mai tiến vào hội trường. Tiêu Thắm rất muốn nói cho bọn họ, lễ kỷ niệm cũng là bởi vì Diệp Quân Lâm nên mới dừng. Nhưng ba mẹ đi quá nhanh. Tiến vào trong hội trường, Triệu Học Thành cùng Tiêu Nhược Mai đều bị sợ choáng váng. Toàn hội trường không có một bóng người. Đám người Tiêu Quốc Phổ quỳ trước mặt, cả người ướt mồ hôi lạnh. Hỏi thế nào người nhà họ Tiêu cũng không nói nguyên nhân. Bên ngoài, Diệp Quân Lâm cúi đầu nhìn Tiêu Thắm có chút sợ mình, anh không nhịn được nói, em sợ anh làm gì. Anh vẫn là anh dễ em mà. Lúc này Tiêu Thắm đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng Diệp Quân Lâm hôn tới. Chu chu, nếu không phải Diệp Quân Lâm tránh kịp, Tiêu Thắm chắc là hôn chúng rồi. Diệp Quân Lâm mặt đầy kinh ngạc nhìn Tiêu Thắm, em tính làm gì? Tiêu Thắm cười hì hì nói, anh dễ mới vừa rồi thật là quá đẹp trai. Diệp Quân Lâm thiếu chút nữa hộc máu. Cô nàng này không phải mới vừa rồi còn sợ mình sợ đến muốn chết sao? Làm sao chớp mắt một cái đã muốn nhào đến dám hôn mình rồi? Các cô gái trẻ bây giờ tính tình cổ quái thế à? Đến khi lên xe, Tiêu Thắm còn cười nói, anh dễ, từ nay về sau anh chính là nam thần của Imo. Hôm nay Tô Hàng phát sinh hai chuyện là đầu tiên, lễ kỷ niệm 40 năm của tập đoàn nhà họ Tiêu đột nhiên bị dừng. Toàn thể khách quý đều chẳng ai nói là tại sao. Thứ hai, có tin tức kinh tế truyền ra, một vị Lục tiên sinh thần bí sang lại tập đoàn Diệp Thị cùng tập đoàn Quân Lâm. Đối với hai chuyện này, nhà họ Tiêu nói một câu lầy lệ, bí mật thương nghiệp. Nhà họ Tiêu này đang làm cái gì? Đem tập đoàn Quân Lâm cùng tập đoàn Diệp Thị đẩy đi. Lễ kỷ niệm rốt cuộc là bị sao? Thần thần bí bí. Lục tiên sinh này là ai vậy? Có quan hệ gì với nhà họ Tiêu không? Ở mấy chỗ sơn trang xa hoa trong Tô Hàng, tin tức lan rộng như vậy, hiển nhiên chuyện này đã đưa tới tai tứ đại hào môn của thương hội Tô Hàng. Lúc Diệp Quân Lâm cùng Tiêu Thắm về đến nhà, Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan đều ở đây. Triệu Nhã Lan trợn mắt nhìn Diệp Quân Lâm một cái, anh đó, cả ngày không có chuyện làm. Không có chuyện làm còn không giúp Tử Nhiễm đi, còn đi tham gia lễ kỷ niệm cái gì chứ, nơi đó là nơi anh có thể đến à? Triệu Học Thành hừ lạnh một tiếng, đúng vậy, không sai. Quân Lâm, ba mẹ hy vọng có thể thấy con dựa vào bản lãnh chính mình,
có được thiệp mời dự lễ mà không phải là vì nhờ vào mặt mũi Tiêu Thắm. Lý Tử Nhiễm cũng cảm thấy Diệp Quân Lâm không biết nặng nhẹ mà đi tham gia lễ kỷ niệm này. Không nói đến ân oán với nhà họ Tiêu, Diệp Quân Lâm đi tham gia lễ kỷ niệm này cũng không có ý nghĩa gì, căn bản không xứng với thân phận. Diệp Quân Lâm cười cười, ba mẹ, Tử Nhiễm, con đến nhà họ Tiêu giải quyết một số chuyện. Lý Văn Uyên, Triệu Học Thành mấy người nghỉ ngò hỏi, chuyện gì? Con đi giải quyết ân oán với Tiêu Thiên Long, Diệp Quân Lâm nói. Lý Tử Nhiễm bị dọa sợ. Cô sợ Diệp Quân Lâm gây chuyện, bị nhà họ Tiêu tìm đến tính số thì gay gâu rồi. Lý Tử Nhiễm kể chuyện xảy ra hôm đó cho ba mẹ mình nghe. Cái gì, hóa ra là Tiêu Thiên Long chủ tính hết thảy. Nhưng Diệp Quân Lâm anh làm cái gì, thiếu chút nữa đánh chết Tiêu Thiên Long. Anh không muốn sống nữa hay sao? Anh không muốn sống, cũng đừng liên lụy chúng ta. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan cả giận nói. Lý Tử Nhiễm lo lắng hỏi, hôm nay anh làm gì ở chỗ nhà họ Tiêu rồi? Diệp Quân Lâm nói, ngày mai người nhà họ Tiêu sẽ tự mình dẫn Tiêu Thiên Long tới nói xin lỗi. Ha 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 ha. Nghe xong lời này, Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan bật cười. Anh đang nói gì, nhà họ Tiêu tới nói xin lỗi? Anh uống say nói bừa à? Nhà họ Tiêu đây chính là nhà giàu ở Tô Hàng đó, tài sản mấy chục tỷ. Mỗi người phun một bãi nước miếng, cũng có thể dìm anh chết chìm, còn tới xin lỗi anh. Anh tưởng mình là nhân vật tai to mặt lớn chắc, đánh Tiêu Thiên Long, người ta lại còn phải xin lỗi anh. Hai vợ chồng Lý Văn Uyên nhìn Diệp Quân Lâm như kẻ ngu vậy. Bọn họ cho rằng chuyện Diệp Quân Lâm nói là việc không thể nào xảy ra, Lý Tử Nhiễm cũng không tin. Dù là 6 năm trước, Diệp Quân Lâm cũng không cái năng lực này. Tiêu Thắm thấy mọi người không tin, nén cười ở trong lòng. Nghĩ đến Diệp Quân Lâm lộ mặt ở buổi lễ kỷ niệm, cô hâm mộ nhìn Lý Tử Nhiễm, cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Có điều, so với chị họ mình, cô vẫn nhỉnh hơn một chỗ, ấy chính là biết thân phận của Diệp Quân Lâm. Nghĩ đến đây, Tiêu Thắm trong lòng vui vẻ ngọt ngào. Lý Tử Nhiễm nhìn về phía Tiêu Thắm hỏi, Tiêu Thắm có chuyện gì thế? Tiêu Thắm lắc đầu một cái, em không biết. Cô lúc ấy ở phòng tiếp khách, quả thật không biết. Diệp Quân Lâm lên tiếng nói, lúc ấy anh nói chuyện riêng với nhà họ, Tiêu Thắm không có ở đó. Ha ha ha, anh lấy thân phận gì chứ? Anh có tư cách cùng nhà họ Tiêu nói chuyện riêng sao? Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan cũng cười. Lý Tử Nhiễm cho rằng Diệp Quân Lâm nói mạnh miệng, cũng không để bụng. Buổi tối, Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan không rời đi mà ở lại. Sáng sớm, bị tiếng gõ cửa đánh thức. Sau khi Lý Tử Nhiễm mở cửa, khuôn mặt hiện đầy vẻ không dám tin. Tiêu Quốc Phổ, Tiêu Nhược Nguyên tới, còn đẩy Tiêu Thiên Long ngồi xe lăn đến. Các người đây là... Lý Tử Nhiễm mặt đầy nghi ngờ. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan cùng đi ra ngoài, mở mịt khó hiểu. Cô Lý, hôm nay nhà họ Tiêu chúng tôi là tới đặc biệt tới nói xin lỗi. Chúng tôi vì hành vi ngu xuẩn của Tiêu Thiên Long xin lỗi cô. Đám người Tiêu Quốc Phổ, Tiêu Nhược Nguyên cúi đầu thật thấp. Ầm. Tiêu Quốc Phổ cũng đồng thời một cước đá chiếc xe lăn lộn ra. Thân tàn của Tiêu Thiên Long nằm trên đất, run rẩy sợ sệt nói, cô Lý, tôi sai rồi, sau này, cũng không dám nữa. Mong cô tha thứ cho tôi. Giờ khắc này, ba người Lý Tử Nhiễm đầu óc trống rỗng. Bọn họ bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới, nhà họ Tiêu sẽ đến nói xin lỗi. Diệp Quân Lâm nói đúng. Để tỏ lòng thành ý, chúng tôi xin gửi cô Lý Tử Nhiễm một ít, gọi là tiền đền bù tổn thất tinh thần. Bây giờ tiền có lẽ đã tới trong tài khoản công ty Hoa Đình. Tiêu Quốc Phổ nói. Điện thoại di động của Lý Tử Nhiễm reo, kế toán công ty gửi tới, đúng là có tiền vào tài khoản. Mọi người mau đứng dậy đi. Máy đại nhân vật có trị giá mười mấy tỷ này đứng trước mặt khép la khép nép, khúm na khúm núm như vậy, tim của Lý Tử Nhiễm bị dọa đến đập thình thịch liên hồi, tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan càng bị dọa sợ. Tiêu Quốc Phổ hỏi, không biết cô Lý có chịu tha thứ cho chúng tôi không? Tha thứ? Lý Tử Nhiễm nói. Quá tốt rồi, hẹn gặp lại cô Lý sau. Người nhà họ Tiêu vội vàng rời đi, Tiêu Thiên Long là bị kéo đi. Lúc này, Diệp Quân Lâm uống một ly sữa bò nóng, chậm rãi đi ra, nói xin lỗi rồi à. Diệp Quân Lâm sao anh làm được? Tôi, trời ơi,
Tiêu Quốc Phổ con người chỉ giá mấy chục tỷ kia lại tới nói xin lỗi. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan tò mò nhìn Diệp Quân Lâm. Lý Tử Nhiễm cũng cảm thấy càng ngày càng thần kỳ. Rất đơn giản, cùng người nhà họ Tiêu nói chuyện rõ ràng, bọn họ cũng là người biết nói phải trái. Diệp Quân Lâm thản nhiên nói. Chính xác là cùng người ta nói đạo lý. Cảnh tượng ngày hôm qua như thể gác cây súng lên cổ người ta vậy, không thể không đồng ý nói phải trái được chắc. Lý Văn Uyên lập tức nói, thật ra thì càng là đại nhân vật lợi hại càng ôn hòa, càng chú trọng phẩm đức lễ nghi, nếu không bọn họ có thể ngồi vào vị trí này sao? Triệu Nhã Lan cũng gật đầu một cái, đúng, quả thật như vậy, đại nhân vật này cũng nói phải trái. Lý Tử Nhiễm cảm thấy chuyện này có mỏ ám, nhưng cũng không chỉ ra được là không đúng ở đâu. Ở trong mắt cô, Diệp Quân Lâm cùng Tiêu gia cuối cùng vẫn là chênh lệch quá lớn. Tiếp theo đây, chúng ta phải chuẩn bị tham gia tiệc mừng thọ của bà ngoại rồi. Lễ vật nhất định phải lựa chọn tỉnh tế chút. Mọi người liệt kê ra đi, rồi chúng ta đi chọn. Triệu Nhã Lan rất xem trọng chuyện mang quà về. Lý Văn Uyên cũng là như vậy, là con rể nhà họ Triệu gia con rể, nếu như có thể nở mặt nở mày ở tiệc mừng thọ là tốt. Hôm nay nhà họ Tiêu đưa tới cả trăm triệu. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan sức rất vui vẻ. Hết thảy lại bình thường trở lại, hạng mục của Lý Tử Nhiễm đã có khởi sắc. Có mấy công ty muốn cùng hợp tác. Dẫu sao từ sau khi công viên sinh thái bắt đầu mở cửa, có chỗ ăn uống, có nơi dừng chân cho khách từ thành phố khác đến. Tốc độ ai nhanh, thì người đó có thể nắm chắc cơ hội phát tài. Đúng rồi, Quân Lâm, sáng hôm nay em phải đi bàn chuyện hợp tác. Một công ty trong ngành thực phẩm hy vọng hạng mục nhà hàng Tây ở vườn sinh thái sẽ để cho họ làm. Anh có muốn đi cùng không? Buổi sáng, Lý Tử Nhiễm hỏi. Em cứ đi bàn chuyện cho thật tốt đi. Anh còn chuyện khác. Bởi vì hôm nay Diệp Quân Lâm đúng là có việc chính. Là Thanh Long thông báo. Đi tới trang viện mà mấy người Thanh Long bọn họ ở. Chu Tước đưa ra một văn bản. Báo cáo tướng quân. Quân đoàn Thiên Long của Viêm Hoàng Thiết Lữ hoàn thành nhiệm vụ viên mãn, rút khỏi chiến trường. Dựa theo quy định, hôm nay rút lui trở lại quân khu Kim Lăng ở tỉnh thành bên cạnh nghỉ dưỡng sức. Mời ngài chỉ thị, Chu Tước nói. Diệp Quân Lâm nhận lấy văn bản nọ nhìn một cái, gật đầu, được, để cho quân đoàn Thiên Long điều chỉnh lại trước, chờ chỉ thị mới. Diệp Quân Lâm thân là tổng chỉ huy chiến khu Cửu Đại, có quyền tùy ý điều động quân đội. Nhưng ở vùng biên giới, anh chỉ sử dụng quân đoàn do mình đào tạo huấn luyện ra, Viêm Hoàng Thiết Lữ. Viêm Hoàng Thiết Lữ chia thành mấy đội, sức chiến đấu của quân đoàn Thiên Long thuộc về hàng đầu, rất cường hãn. Thiên Long quân đoàn lần này ước chừng ở biên giới tác chiến đã 2 năm, nên nghỉ dưỡng sức. Mấy ngày nữa, tôi phải đi Kim Lăng tham gia tiệc mừng thọ của bà ngoại Tử Nhiễm, đến lúc đó sẽ đi đến quân khu Kim Lăng. Diệp Quân Lâm nói, vậy quá tốt. Các binh lính quân Thiên Long cũng muốn gặp tướng quân ngài. Chu Tước cười nói. Buổi tối sau khi trở lại, Lý Tử Nhiễm nói cho Diệp Quân Lâm việc hợp tác hôm nay đã đạt thành. Doanh nghiệp ăn uống Phai đã đặt cọc, quyết định hợp tác. Đây là hạng mục đầu tiên kiếm được tiền. Lý Tử Nhiễm đưa cho Diệp Quân Lâm một tấm thẻ. Em làm gì vậy? Diệp Quân Lâm ngây ngắn. Lúc trước không phải anh đi mượn 50 triệu à? Anh mau đi trả lại đi. Hóa ra Lý Tử Nhiễm vẫn nhớ chuyện này. Được rồi, vậy anh nhận. Diệp Quân Lâm nhận lấy thẻ xong, bắt đầu kiểm tra hợp đồng với Phai. Đây lại là một thành viên của Thương hội Tô Hàng. Người ngoại quốc này mở công ty, chính sách ưu đãi tốt thật nhỉ. So với công ty quốc nội còn tốt hơn, Diệp Quân Lâm thở dài nói. Dường như địa phương này rất ủng hộ người ngoại quốc phát triển, cho họ rất nhiều tiện lợi cùng ưu đãi phát triển. Thậm chí có thời điểm còn ưu tiên khai khơi thông hàng hóa, thủ tục. Lý Tử Nhiễm cười cười, anh mới biết à, lúc nào cũng vậy mà. Những người ngoại quốc này ở chỗ chúng ta làm cái gì cũng có đặc quyền, không còn cách nào. Diệp Quân Lâm sắc mặt đổi một cái, bọn họ là người thượng đẳng chắc. Buồn cười. Không có cách nào, bọn họ chính là so với chúng ta vượt xa hơn một bậc. Mọi người đều công nhận chuyện đó. Diệp Quân Lâm cau mày. Anh từ lâu đã vùng vẫy khắp hoa hạ này, khi nào thì đến lượt đám người này tự nhiên có được đặc quyền. Vốn dĩ là không còn cách nào khác cả, người nước ngoài luôn được chào đón ở khắp mọi nơi, những sinh viên quốc tế đó thậm chí còn được hưởng những đãi ngộ, phúc lợi khác biệt.
Hơn nữa hiện tại phái nữ cũng rất yêu thích du học sinh, chỉ cần nhìn thấy mặt mũi bọn họ, nhận ra là người nước ngoài thì lập tức muốn nhào đến hiến thân ngay. Tình trạng như thế này vốn đã có từ lâu, cho dù thấy không công bằng đi chăng nữa thì chúng ta cũng đành chịu, khó mà tìm được cách giải quyết. Lý Tử Nhiễm bất lực khẽ lắc đầu. Những năm gần đây, tình trạng như thế xảy ra ngày càng nhiều. Đôi lúc tiêu chí để chọn người đi đấu thầu không phải dựa trên thực lực hay khả năng phát triển trong tương lai mà họ chỉ đơn giản là chọn lựa những người nước ngoài. Đáy mắt Diệp Quân Lâm thoáng qua tia lạnh lùng. Đúng rồi, lấy được khoản tiền này em muốn mua cho ba một căn hộ. Hiện tại nhà cũ Vân do ba đứng tên, ngày mai sẽ tính toán sang nhượng cho mẹ. Anh tính toán như thế nghĩ thế có được không? Lý Tử Nhiễm hỏi. Tiền do em kiếm được, em muốn làm gì cũng được cả. Ngày hôm sau, Lý Văn Uyên hào hứng đến cục quản lý bất động sản. Trước cửa cục quản lý đã sớm xếp một hàng dài. Lý Văn Uyên phải chờ hơn một tiếng đồng hồ mới đến lượt mình. Thời điểm cầm lấy thông tin đi vào trong, tâm trạng ông cực kỳ vui vẻ. Đột nhiên lúc này chẳng biết hai người từ đâu chạy ra, ngang nhiên chen hàng. Này này này, hai cậu làm gì vậy hả? Mấy người đang chen hàng lấn lối đó. Lý Văn Uyên tức giận hét lên. Hai người quay đầu lại, vóc dáng cao to, vừa nhìn liền biết là người nước ngoài. Họ thậm chí còn giơ ngón tay giữa về phía Lý Văn Uyên. Mau tránh ran. Lý Văn Uyên sững sờ. Bản thân xếp hàng cả tiếng đồng hồ, không những bị chen ngang mà còn bị đối phương chửi bới. Đây chính là bắt nạt. Không phải chỉ có Lý Văn Uyên bất mãn. Ngay cả những người xếp phía sau ông cũng đều nhìn không thuận mắt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mọi người đang xếp hàng, bọn họ lại dám thản nhiên chen ngang? Hiện tại là giờ cao điểm, vậy nên hàng dài sau lưng Lý Văn Uyên đang có đến hơn 7, 80 người đứng chờ. Hai người này vừa đến đã lập tức đi lên phía trước, không chút lý lẽ chen ngang, làm sao có thể không tức giận đây? Đến sau thì xếp hàng sau, đừng có mà chen ngang kiểu đó. Mau đi xuống nhanh lên. Cho dù là người nước ngoài đi nữa, thì cũng phải xếp hàng cho tử tế đi chứ. Đám đông bắt đầu ầm ĩ, trực tiếp hét vào mặt hai người nước ngoài. Hai người bọn họ đã khiến rất nhiều người bực tức. Chỉ có điều, đối phương vẫn tỏ ra thờ ơ, thậm chí còn không thèm quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy đám đông ồn ào như vậy khiến Lý Văn Uyên như được tiếp thêm can đảm, ông tiền lên đây hai người họ. Cả hai đồng loạt xoay người lại. Một trong số họ hỏi với vẻ mặt không vui. Có vấn đề gì sao? Hai cậu không được phép chen hàng, tới sau thì xuống dưới mà xếp hàng cho ngay ngắn. Bộ không nhìn thấy ở dưới còn rất nhiều người đang phải đợi hay sao? Lý Văn Uyên lạnh lùng nói. Những người khác cũng lần lượt đồng thanh. Đúng đó, làm ơn xếp hoàng đoàng hoàng dùng cái. Ở đây ai cũng như ai thôi, mấy người hoàn toàn không có đặc quyền gì hết. Chỉ thấy hai tên này khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười chế giễu. Hừ, từ lúc đến Hoa Hạ chẳng lẽ chúng tôi chưa từng xếp hàng sao? Chỉ là bọn tôi vốn dĩ làm gì cũng đều được ưu tiên cả. Hơn nữa, công việc của chúng tôi so với mấy người còn quan trọng hơn gấp nhiều lần. Ưu tiên cái gì, ở đâu ra chuyện đó vậy chứ? Đến đâu đi nữa thì mấy người cũng phải xếp hàng cho đàng hoàng. Có việc so với chúng tôi quan trọng hơn, chúng tôi mặc kệ, mau đi xuống dưới cuối mà xếp hàng cho phải phép. Mọi người đều tức giận, ầm ĩ hét lên. Hiện tại là đến tôi rồi, hai cậu mau lùi xuống đi. Lý Văn Uyên cầm theo các loại giấy tờ thủ tục muốn đi vào trong nhưng lập tức bị hai tên nước ngoài này chặn lại. Quá đáng hơn cả, một trong số bọn họ còn giật lấy thủ tục trên tay ông. Robert Xoẹt. Tên người nước ngoài thản nhiên đem giấy tờ của Lý Văn Uyên xé bỏ toàn bộ. Trong phút chốc, Lý Văn Uyên ngắn ra. Những người khác đều trợn tròn mắt. Không ai nghĩ tới hai tên nước ngoài này lại to gan lớn mật đến như vậy. Thậm chí còn trực tiếp xé bỏ toàn bộ giấy tờ của người khá. Xê đám người hạ đẳng này, cút ngay. Hai tên nước ngoài sau khi giơ ngón giữa với Lý Văn Uyên thì không ngừng xô đẩy chửi bới ông. Lý Văn Uyên tức giận thét ầm lên. Tao liều mạng với tụi bây. Lý Văn Uyên đương nhiên không phải là đối thủ của hai tên khủng long cao hơn 1m9 này, chưa kịp làm gì trên mặt đã hẳn lên hai bạt tai. Tình huống ngày càng trở nên mất kiểm soát. Nhân viên nhanh chóng bước ra hỗ trợ. Dẫn đầu phía trước là một người đàn ông trung niên, đối phương nghiêm giọng. Tôi là Trương Lập Hy, Giám đốc Cục Quản lý Bất Động Sản.
có chuyện gì cứ trực tiếp giải quyết với tôi là được ạ. Mọi người nghe vậy liền vội vàng la lên. Mấy tên này chen hàng, xé giấy tờ thủ tục của người khá. Si còn ra tay đánh người nữa. Lý Văn đứng đó, trực tiếp kể lẻ những việc mà hai tên này làm với mình. Trương Lập Hỷ nghe vậy, lập tức cho mời đối phương vào trong sảnh chính. Hai vị khách công việc đương nhiên là vô cùng quan trọng, có thể thấy được rõ ràng. Xin mời vào trong trước ạ. Dưới sự chứng kiến của hơn hàng chục người, Trương Lập Hy vậy mà lại làm ra chuyện khó coi đến vậy. Hành động này đã dấy lên sự bất mãn của toàn bộ khách hàng. Tại sao bọn họ lại được quyền đi vào? Đúng, bọn hàng chính là những tên chen hàng. Chẳng lẽ là người nước ngoài thì sẽ có đặc quyền hơn chúng tôi sao? Trương Lập Hy khẽ phất tay, ra hiệu cho mọi người im lặng. Trước tiên tôi sẽ nói rõ nguyên nhân cho mọi người hiểu. Về mặt nào đó, người nước ngoài thật sự có quyền. Họ đến đất nước chúng ta, giúp chúng ta phát triển về mặt kinh tế và đã tạo ra cho chúng ta cơ hội để nâng cao thu nhập. Vậy nên, so với mọi người, bọn họ hiển nhiên quan trọng hơn rất nhiều. Bọn họ chen hàng thì đã làm sao, cũng chẳng ảnh hưởng đến mọi người bao nhiêu cả. Ông ta cứ như vậy mà nói ra lời giải thích của mình. Nhưng mà, còn nhưng nhị cái gì nữa, không muốn làm thì đi về đi. Thái độ của Trương Lập Hy vô cùng cứng rắn. Nghe Trương Lập Hy nói thế, mọi người chỉ còn cách ngoan ngoãn xếp hàng, không buông thêm lời phàn nàn nào nữa. Lý Văn Uyên tức tới muốn nổ phổi. Còn tôi cần một lời giải thích rõ ràng. Toàn bộ giấy tờ thủ tục của tôi đều bị tên đó xé nát cả rồi. Ông ta liếc nhìn đống giấy vụn vương vãi dưới đất, không chút để tâm nói. Thủ tục bị xé, cùng lắm thì làm lại cái mới thôi. Vậy chuyện mấy tên đó đánh tôi thì tính thế nào? Lý Văn Uyên trực tiếp chỉ vào mặt mình. Trương Lập Hy cười nhạo. Nhân viên của tôi nhìn thấy anh là người chủ động gây sự trước. Ông ác, Lý Văn Uyên cảm giác mình sắp tức điên đến nơi. Lúc này, một nhân viên từ bên trong hót hải chạy ra, nói thầm vào tai Trương Lập Hy chuyện gì đó. Biểu cảm trên mặt Trương Lập Hy lập tức thay đổi, ông ta trừng mắt nhìn Lý Văn Uyên. Anh còn muốn tiếp tục thực hiện thủ tục hay không? Lý Văn Uyên khó hiểu chau mày. Ông có ý gì? Hai vị khách ban nãy cực kỳ tức giận với hành động thô lỗ vừa rồi của ông. Họ yêu cầu anh phải quỳ xuống và xin lỗi thì mới tha thứ và bỏ cua. Trương Lập Hy nhanh chóng truyền đạt lại lời của hai người nước ngoài. Lý Văn Uyên sửng sốt. Cái gì? Rõ ràng bọn họ là người xé toàn bộ giấy tờ của tôi trước, sau đó còn không kiêng nể đánh người, bây giờ lại muốn tôi quỳ xuống xin lỗi. Cái loại lý lẽ gì vậy hả? Ha ha, nếu tính ra, đây vẫn là lỗi của anh. Ông ta vừa cười vừa nói một cách cực kỳ nghiêm túc. Lý Văn Uyên ngắn người. Lỗi của tôi. Anh có biết thân phận hai người này như thế nào không hả? Công ty của bọn họ không biết đã thu về bao nhiêu lợi nhuận hàng năm, tạo ra cơ hội làm việc cho hàng trăm người. Chuyện này đối với thành phố Tô Hàng hay đối với mọi người đều là chuyện tốt. Thời gian của họ là vàng là bạc, chen hàng một chút thì có làm sao? Anh làm lãng phí thời gian của bọn họ, chẳng phải người sai là anh sao? Lý Văn Uyên bị những lời nói mang tính ngụy biện này làm cho đầu óc choáng váng. Cái gì cơ, tôi cái gì mà tôi, bây giờ anh có còn muốn làm thủ tục không hả? Tôi nói cho anh biết, nếu anh không chịu đứng trước mặt hai vị khách kia nói lời xin lỗi thì thủ tục này đừng mong được hoàn tất. Anh có tin hay không? Trương Lập Hy không chút xấu hổ, trực tiếp uy hiếp người đang đứng trước mặt mình. Lý Văn Uyên hoàn toàn chết lặng. Không nghĩ tới tình huống sẽ thành ra thế này. Ông thật không ngờ Trương Lập Hy lại đối xử với chính người cùng chung dòng máu màu da với mình tàn nhẫn như vậy. Những người có mặt ở đó đều tức giận nhưng thật sự không dám nói thêm lời nào. Chỉ cần nói nhiều hơn một câu, chắc chắn Trương Lập Hy sẽ lập tức gây khó dễ. Mọi người cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nghĩ ngợi tới đâu rồi? Mau nói. Trương Lập Hy lạnh giọng. Tôi lựa chọn xin lỗi để có thể hoàn tất việc làm thủ tục. Lý Văn Uyên rốt cuộc vẫn là lựa chọn cúi đầu. Vì để lấy được căn hộ mới, chuyển nhượng thành công, ông đành chọn cách cam chịu. Được, may mắn là hôm nay hai vị khách đó đều có thời gian, bọn họ bảo anh hiện tại mau xuống dưới chỗ cuối cùng mà xếp hàng đi. Bao giờ đến lượt anh, thì anh trực tiếp đi vào trong xin lỗi họ. Nếu họ hài lòng, chúng tôi sẽ tiếp tục việc làm thủ tục.
Trương Lập Hy vỗ vỗ vào má đối phương. Lý Văn Uyên cảm thấy mình như vị sỉ nhục. Câu trước vừa bảo rằng thời gian hai tên khốn ấy là vàng là bạc, câu sau liền bảo có thời gian chờ anh xếp hàng. Được, tôi làm. Lý Văn Uyên ngắm ngầm chịu đựng, đi xuống tận dưới chót đứng. Hai tên nước ngoài bên trong nhìn ra ngoài, thỏa mãn cười ồ lên. Đối phương giơ ngón giữa chĩa về phía Lý Văn Uyên, tiếp tục lên giọng chửi bới. Trương Lập Hỷ xum xoe tươi cười, không ngừng trà bưng nước rót cho hai người này. Lý Văn Uyên tức giận đến mức sắc mặt đều trở nên xám ngoét. Càng nghĩ lại càng giận. Không thể cứ để như vậy được. Xê đúng rồi, mình sẽ hỏi thử xem Diệp Quân Lâm thằng bé có cách nào hay không. Sau khi nhận được điện thoại của Lý Tử Nhiễm nói rằng Lý Văn Uyên hiện tại đang gặp chuyện, Diệp Quân Lâm lập tức đi thẳng đến cục quản lý bất động sản. Vừa tới liền thấy trước cục quản lý đang xếp một hàng dài. Lý Văn Uyên đang đứng ở vị trí cuối cùng, trên mặt còn in dấu tay đỏ chót. Diệp Quân Lâm vội vàng đi tới hỏi. Ba bị sao vậy? Quân Lâm, ba bị người ta đánh. Lý Văn Uyên lúc này như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng kể từ đầu đến cuối mọi chuyện đã xảy ra. Diệp Quân Lâm nghe xong, cả người như muốn bạo phát. Đêm qua bản thân vừa thảo luận với Lý Tử Nhiễm về vấn đề này, không ngờ tới sáng tình huống lại phát sinh trên chính ba vợ của mình. Diệp Quân Lâm trực tiếp dẫn Lý Văn Uyên đi về phía trước. Đi, chúng ta nhất định phải nhận được lời giải thích hợp lý. Chuyện này sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được cơ chứ? Diệp Quân Lâm tức tối nói. Lý Văn Uyên trong lòng như được tiếp thêm dũng khí, theo chân Diệp Quân Lâm tiến về phía trước. Ai ban nãy đã đánh người? Hiện tại lập tức bước ra cho tôi. Diệp Quân Lâm đứng ngay tại cửa hét lớn. Lần này tiếp tục là Trương Lập Hỷ cùng các nhân viên đi ra. Vừa nhìn thấy Lý Văn Uyên, Trương Lập Hy liền tức giận. Anh định làm gì, chẳng phải tôi đã nói anh phải ở bên ngoài ngoan ngoãn xếp hàng, chờ tới lượt mình rồi hay sao? Tôi hỏi lại lần nữa, ai là người đã đánh ba tôi? Diệp Quân Lâm lạnh lùng mở lời. Ôi trời, thì ra là tìm người tới giúp đỡ. Tôi nói cho anh biết nhé, thủ tục này anh cả đời đừng hòng mà làm được. Tôi sẽ kiểm soát vấn đề này vĩnh viễn. Trương Lập Hy sắc mặt đột nhiên thay đổi, bày tỏ thái độ giận dữ. Lý Văn Uyên thoáng bị dọa cho giật mình. Diệp Quân Lâm nhìn bảng tên đối phương, lạnh nhạt lên tiếng. Ông là Trương Lập Hy, đúng không? Đúng vậy, là tôi thì sao? Cậu muốn phàn nàn cái gì nữa đây? Ông ta chỉ tay vào mặt Diệp Quân Lâm, không kiêng nể gào to. Diệp Quân Lâm không chút để ý tới đối phương, ung dung lấy điện thoại ra, gọi cho người nào đó. Này, lão Chu, mau gọi cho cục trưởng cục quản lý bất động sản tới đây. Hỏi ông ta xem có quen biết ai tên là Trương Lập Hy hay không. Diệp Quân Lâm lạnh lùng ra lệnh. Mà đầu dây bên kia, Chu Ngọc Hằng đã hoảng sợ đến mức túa cả mồ hôi lạnh. Bó thư trưởng Trương Hiểu Lượng thắc mắc hỏi. Có chuyện gì vậy ạ? Nhanh chóng đi thông báo cho cục trưởng cục quản lý bất động sản đi tới cục nhanh lên đi. Có người tên Trương Lập Hy đã chọc cho tướng quân Côn Luân tức điên lên rồi kìa ồ. Chu Ngọc Hằng vội vàng nói. Chu Lập Hy nhìn thấy Diệp Quân Lâm cúp điện thoại, liền nở nụ cười chế giễu. Sao rồi, gọi điện xong rồi đó hả? Cậu tính làm gì, giết tôi hay sa thải tôi đây? Diệp Quân Lâm không nói không rằng đẩy đối phương ra, sau đó đi thẳng vào đại sảnh bên trong, ánh mắt ghim chặt vào hai người ngoại quốc. Chính là hai người ban nãy đánh người, đúng không? Thấy thế, hai tên người nước ngoài lập tức đứng dậy. Từng bước một tiến tới chỗ Diệp Quân Lâm, đứng trước mặt anh. Đúng, là bọn tôi đánh đó. Cậu muốn báo thù dùm hay sao hả? Hai người cất giọng nhìn về phía Diệp Quân Lâm với vẻ khinh thường. Nói đã đánh người, thì phải xin lỗi. Đây gần như là một câu khẳng định và ra lệnh đến từ Diệp Quân Lâm. Xin lỗi, không đời nào. Chúng tôi mà lại phải đi xin lỗi một con khỉ da vàng ấy à? Hai người ngoại quốc thể hiện thái độ cực kỳ kiêu ngạo. Trong mắt bọn họ, Lý Văn Uyên và Diệp Quân Lâm chỉ là đám người hạ đẳng không cùng đẳng cấp, chẳng đáng để vào mắt chút nào. Đánh người thì phải lập tức xin lỗi. Thái độ Diệp Quân Lâm không hề nhún nhường, đôi mắt lạnh lùng sắc bén. Hai người ngoại quốc cực kỳ không thích ánh mắt Diệp Quân Lâm nhìn bọn họ. Bởi vì đối phương cao hơn Diệp Quân Lâm một cái đầu nên bọn họ dùng ánh mắt từ trên cao mà nhìn xuống, thái độ vô cùng trịch thượng. Thậm chí một trong hai còn vươn tay,
ý muốn đẩy Diệp Quân Lâm tránh sang bên. Em! Nhưng chân Diệp Quân Lâm nhanh như chớp đã giơ lên, đá một cước vào đầu gối người đang đứng trước mặt mình. Ai! Chưa đầy một giây, đối phương đã loạng choạng ngã xuống đất, kêu gào thảm thiết. Âm! Người đàn ông còn lại cũng chịu chung số phận, khuỵu gối quỳ hẳn trên mặt đất. Cả hai giấy giụa, chật vật muốn đứng dậy. Diệp Quân Lâm đã sớm dự liệu được chuyện này, hai chân dẫm lên hai bên bả vai của bọn họ. Hai tên người ngoại quốc dường như không còn sức để gắng gượng nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn mà quỳ. Ba, mấy tên này tát ba như thế nào, ba cứ việc làm lại như thế với bọn chúng. Diệp Quân Lâm nhìn sang phía Lý Văn Uyên. Lý Văn Uyên do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn tiến lên trước vài bước. Chát chát, mấy bạt tai liên tục hạ xuống gò má hai tên ngoại quốc. Thanh âm giòn giã lanh lảnh vang lên ngay trong đại sảnh. Lý Văn Uyên khẽ thở hắt ra một hơi, cuối cùng thì ông cũng đã xả được cơn giận. Được, được lắm. Tôi nhìn mà còn thấy đã nữa lại. Bốp, bốp, bóp. Đám đông ở bên ngoài đang xếp hàng thấy được một màn như vậy liền không ngừng vỗ tay tán thưởng. Ai lại có thể chịu đựng nổi việc bản thân bị bắt nạt ngay trên chính đất nước mà mình sinh ra và lớn lên cơ chứ? Đúng là hả dạ quá mà. Nhớ kỹ, đây là Trung Quốc, mấy người cùng lắm thì chỉ ngang hàng bằng chúng tôi mà thôi, hoàn toàn không có một chút đặc quyền riêng biệt nào cả. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Hai tên người ngoại quốc tức giận gườm gườm nhìn Diệp Quân Lâm. Đồ con khỉ da vàng chết tiệt, mày chờ đi, mày sắp tàn đời rồi con an. Trương Lập Hy lập tức phụ họa, đón ý hùa theo. Đúng, mấy người xong đời rồi, cậu có biết mình vừa gây ra chuyện gì hay không hả? Tôi muốn bọn họ xin lỗi thì sai chỗ nào? Diệp Quân Lâm lãnh đạm trả lời. Anh tức giận, tiếp tục giơ chân đá vào người hai tên ngoại quốc. Mau xin lỗi. Thứ nhất, các người phải xin lỗi mọi người vì đã chen ngang hàng. Thứ hai, xin lỗi vì đã tự tiện xé bỏ giấy tờ thủ tục của người khác. Thứ ba, xin lỗi vì đã đánh người. Hiện tại, Lý Văn Uyên thậm chí còn cảm thấy con rể nhà mình quá mức thô bạo rồi. Phê vật ở chỗ nào cơ? Lý Văn Uyên theo đó lập tức hô to. Đúng vậy, phải xin lỗi đi. Này, cậu có biết mình đang làm chuyện gì không vậy hả? Mấy người đang gây lớn chuyện hơn rồi đấy. Trương Lập Hỉ hốt hoảng kêu to. Nhưng Diệp Quân Lâm hoàn toàn không để tâm đến, trừng mắt tức giận nhìn hai tên ngoại quốc đang nằm rạp dưới đất. Không xin lỗi đúng không? Được rồi, tôi tự có cách khiến các người phải mở miệng nói lời xin lỗi. Nếu các người cứ một mực cứng đầu, tôi chỉ đành phải buộc các người rời khỏi Trung Quốc ngay tức thì. Cậu đang làm cái quái gì vậy? Cậu xong rồi, triệt để xong đời rồi. Trương Lập Hy cất giọng cảnh cáo. Diệp Quân Lâm nhếch môi nở nụ cười. Lý do, nhìn thấy mấy tên nhà giàu này quỳ liền không vui à? Nghe nói ông chính là người cho bọn họ quyền ưu tiên. Tôi chỉ muốn hỏi ông một câu, bọn họ vì cái gì lại được đặc quyền như vậy? Ông thà trơ mắt nhìn dân mình chờ hơn 1-2 tiếng đồng hồ để xếp hàng, lại có thể dễ dàng cho đám người này chen lên trước. Ông quỳ gối trước bọn họ lâu vậy rồi, liền không đứng lên nổi hay sao? Dù sao thì, để tôi nói cho cậu biết, các loại nghiệp vụ, thủ tục này nọ của mấy người từ nay về sau đều không bao giờ được hoàn thành đâu. Trương Lập Hy tuy rằng cứng họng nhưng vẫn quen thói dở giọng uy hiếp. Ha ha, vậy thì chúng ta cứ chờ xem. Đúng vào lúc này, một chiếc ô tô trắng xuất hiện, đỗ ở phía bên đường. Trong xe có hai người bước xuống, bộ dạng vội vàng chạy thẳng vào trong đại sảnh. Trương Lập Hy vừa nhìn thấy người, thái độ nghênh ngang liền thay đổi, luống cuống chân tay niềm nở đón tiếp, thậm chí có chút ngạc nhiên. Nhạc cục trưởng, không phải ngài đi họp à? Sao tự nhiên lại quay trở về rồi? Nhìn thấy điệu bộ tươi cười của đối phương, Nhạc Chí Thượng tức đến mức nghiền răng nghiền lợi. Ông lập tức hét lên. Trương Lập Hy, cậu chính thức bị sa thải. Ám. Lời của Nhạc Chí Thượng tựa như sét đánh ngang tai khiến Trương Lập Hình hoàn toàn sững sờ, chỉ biết ngần người nhìn đối phương, trong mắt tràn ngập hoài nghi. Sau đó, ông ta quay đầu nhìn về phía Diệp Quân Lâm, nhớ tới cuộc gọi ban nãy. Trương Lập Hy hoàn toàn không thể ngờ đến chuyện vậy mà mình thật sự bị sa thải. Ông ta vội phản ứng, muốn tìm cho mình một cái cớ để biện minh nhưng chưa kịp làm gì đã bị Nhạc Chí Thượng đẩy sang bên. Cậu mau cút đi, tôi không cần nghe bất kỳ lời ngụy biện nào hết. Mọi chuyện xảy ra như thế nào, tôi đều đã tường tận cả rồi.
Nhạc Chí Thượng nhanh chóng đi vào bên trong đại sảnh, chậm rãi bước tới trước mặt Diệp Lâm Quân, lộ ra nụ cười hòa nhã. Chào ông Lý và cậu Diệp, đối với sự việc xảy ra ban nãy, tôi xin thay mặt toàn bộ nhân viên ở đây gửi đến hai người lời xin lỗi chân thành nhất. Tiếp đến, Nhạc Chí Thượng quay đầu nhìn về phía nhân viên căn dặn. Từ nay về sau mọi việc phải tuân theo quy định, người đến trước sẽ được làm thủ tục trước, người tới sau thì phải xếp hàng. Sau này nếu còn có ai cố tình làm ra chuyện phân biệt đối xử với khách hàng, thì cứ việc lấy kết cục của Trương Lập Hy mà làm gương. Nếu muốn ưu tiên thì phải ưu tiên đồng bào ta trước đãi. Dạ được ải. Lần này, tất cả mọi người đều dồn dập vỗ tay. Lập tức dừng toàn bộ thủ tục đang làm của hai người này lại. Nếu muốn tiếp tục, nói bọn họ ngoan ngoãn mà xếp hàng đi. Nhạc Chí Thượng lạnh lùng sắp xếp lại mọi thứ. Thật ra thủ tục của hai người ngoại quốc này gần như đã hoàn thành, tuy nhiên Nhạc Chí Thượng đã đi thẳng tới máy tính, trực tiếp hủy bỏ toàn bộ dữ liệu đang hiển thị, vậy nên mọi thứ đều bắt buộc đều phải làm lại. Đây mới là cách xử lý mà chúng tôi muốn thấy đó. Mọi người đồng loạt hét lớn, tiếng vỗ tay vang bên tai không dứt. Nhạc Chí Thượng sau đó tiếp tục thu xếp tìm người đến nhanh chóng làm lại toàn bộ giấy tờ thủ tục ban nãy đã bị xé nát của Lý Văn Uyên. Hai tên người ngoại quốc hoàn toàn chết lặng, không ngờ thái độ của người này lại cứng rắn đến như vậy. Nhạc Chí Thượng đi tới, nghiêm giọng nói. Nếu hai người nhất quyết không chịu xin lỗi, tôi sẽ không giải quyết bất cứ thủ tục gì cả. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ ảnh hưởng tới việc xuất nhập cảnh của hai người. Hãy tự suy nghĩ kỹ càng đi. Đối phương đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn lựa chọn cúi đầu nhận lỗi. Bọn họ nhìn về phía Diệp Quân Lâm và Lý Văn Uyên, đồng thanh nói. Chúng tôi sai rồi, thật lòng xin lỗi. Như vậy, chúng tôi có thể đi được chứ? Hai người dương mắt hỏi. Các người nói xin lỗi là chuyện của các người, nhưng tôi tuyệt đối không chấp nhận lời xin lỗi này. Diệp Quân Lâm trực tiếp nói ra lời này khiến mọi người được dịp mở rộng tầm mắt. Loại như các người, tốt nhất là nên trục xuất khỏi đây. Khi Diệp Quân Lâm vừa dứt lời, mọi người đều đồng loạt vỗ tay. Đúng, bọn họ cần phải bị trục xuất. Đánh người thì thôi đi, lại còn xé thủ tục của người ta nữa. Những tên khốn khiếp như thế này phải bị đuổi đi mới phải. Diệp Quân Lâm lập tức gọi cho phó học kiểm, để đối phương kiểm tra đại khái lý lịch của hai người này. Tùy tiện tra một hồi, liền tra ra được rất nhiều vấn đề. Hai người này, ngay cả thủ tục nhập cảnh cũng được làm giả. Chỉ cần như vậy thôi đã đủ để cấu thành điều kiện bị trục xuất về nước. Ngay sau đó, phó học kiểm cho người đến tận nơi, yêu cầu đối phương phải lập tức rời khỏi Trung Quốc trong thời gian nhất định. Thời hạn để sắp xếp là một tuần, nếu không sẽ bị buộc xuất cảnh. Hai tên ngoại quốc oán độc nhìn chằm chằm Lý Văn Uyên và Diệp Quân Lâm, sau đó phẫn oát rời đi. Cuối cùng, Lý Văn Uyên đã thực hiện được mong muốn của mình, hoàn thành toàn bộ giấy tờ thủ tục. Đồng thời, đối với biểu hiện xuất sắc của con rể mình ngày hôm nay, ông khen ngợi không dứt câu. Con đúng là lợi hại, có thể lập tức gọi cho cấp cao để họ nhanh chóng giải quyết vấn đề một cách triệt để nhất. Lý Văn Uyên nở nụ cười vui vẻ, trong khi đó Diệp Quân Lâm lại sững cả người. Mình vậy mà vừa trực tiếp ra lệnh cho bọn họ. Mà hai tên ngoại quốc sau khi về tới nhà thì vô cùng tức giận. Họ muốn giết chết Diệp Quân Lâm. Lúc này, một người mặc vest trắng đi tới bên cạnh hai người và hỏi. Jack, Chizen. Hai người bị giới hạn thời gian xuất cảnh à? Người đàn ông mặc vest trắng chính là Trác, ông chủ của Fix Catering. Hai người em trai của gã vừa đến thành phố Tô Hàng, vốn dĩ dự tính định cư nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện lúc này người của Trác đã tra được tin tức. Người mà hôm nay đã bắt nạt các em chính là chồng của đối tác mà anh đang hợp tác đầu tư, Lý Tử Nhiễm. Chồng cô ta tên là Diệp Quân Lâm. Trác lạnh lùng nói. Anh hai, anh nhất định phải trả thù cho chúng Imo. Jack và Chai dần ôm lấy khuôn mặt sưng húp của họ, nói bằng giọng điệu cực kỳ hằn học. Một tia tàn nhẫn thoáng qua nơi đáy mắt Jack. Được thôi, hắn ta dám bắt nạt các em, anh liền bắt vợ hắn ta tính sổ lại món nợ này. Vẻ ngoài và vóc của Lý Tử Nhiễm rất quyến rũ, ngày mai anh sẽ tìm cách để đưa cô ta lên giường. Đến giờ thì hai đứa cứ việc tới, muốn trả thù như thế nào thì cứ thỏa sức mà làm. Không cần bận tâm. Kha kha. Jack và Chizen đều nở nụ cười trông vô cùng ghê tởm. Anh tính như thế này.
ngày mai anh sẽ mời Lý Tử Nhiễm tham gia một bữa tiệc với danh nghĩa khách mời, sau đó chúng ta sẽ chuốc cô ta đến say mềm thì thôi. Ngày hôm sau, Diệp Quân Lâm vừa bước ra khỏi cổng ở Hoa Viên Phương Đông thì đã thấy Trần Tĩnh Huyên chờ sẵn ở cửa. Đang đợi tôi à? Tối nay anh có rảnh không? Em mời anh đi ăn tối. Tiền lương hôm nay đã có rồi. Nhờ bạn học cũ hỗ trợ, em đã kiếm được rất nhiều tiền. Nhất định phải mời anh một trận cho ra trò mới được. Trần Tĩnh Huyên nở nụ cười. Vào tháng trước, Trần Tĩnh Huyên đã kiếm được hơn 8 triệu nhân dân tệ nhờ vào tiền hoa hồng từ hai dãy phòng của Diệp Quân Lâm cùng với những căn hộ khác nữa. Ồ, Trần Tĩnh Huyên cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Đưa tôi địa chỉ đi, tối nay tôi nhất định sẽ tới. Thấy Diệp Quân Lâm đồng ý, Trần Tĩnh Huyên vô cùng vui mừng, địa chỉ là ở khách sạn Hoàng Hào. Được, tôi biết rồi. Đúng lúc này, Lý Tử Nhiễm nhận được tin tức doanh nghiệp thực phẩm Phích mong muốn tăng cường độ hợp tác, đồng thời mở tiệc vào buổi tối, muốn mời cô tham gia. Đứng trước thành ý cũng như sự thịnh tình đến từ công ty đối tác, Lý Tử Nhiễm đương nhiên là đồng ý. Bởi vì thư ký của Lý Tử Nhiễm cũng được mời tham dự cùng vậy nên cô càng không nghi ngờ gì. Buổi tối, tại phòng VIP của khách sạn Hoàng Hào. Thời điểm Lý Tử Nhiễm xuất hiện, đã có rất nhiều người đến trước cô. Trác giới thiệu từng người một, tất cả đều là cộng sự của anh. Mọi người đều mong được hợp tác cùng Lý Tử Nhiễm. Sự cảnh giác của cô hoàn toàn được buông lỏng. Trong bữa tiệc tối, trên bàn toàn bộ đều là rượu mạnh. Trác chu đáo sắp xếp cho Lý Tử Nhiễm và vị thư ký đi cùng là loại rượu với nồng độ cồn nhẹ. Tuy nhiên, cho dù là rượu nhẹ đi chăng nữa, cũng không thể nào chịu nổi nhóm người luân phiên chuốc rượu liên tục như vậy. Mỗi lần nhấp một ít, Lý Tử Nhiễm cứ thế liền có chút say khướt. Trác cười nói. Cô Lý, đối tác của tôi khác với đối tác của cô ở Trung Quốc. Họ không nghĩ gì nhiều, cứ vui vẻ mà uống thôi. Có như vậy mới thoải mái đôi bên chứ. Trác vốn thông thạo tâm lý học, khéo léo tránh đi việc chủ động mời rượu, thay vào đó lại nói lời bóng gió hàm ý thâm sâu. Mục đích chính là khiến Lý Tử Nhiễm cảm thấy xấu hổ. Thấy đối phương liên tục uống hết ly này đến ly khác, cô biết, bản thân ở đây cũng phải cho bọn họ chút mặt mũi. Vậy nên chẳng mấy chốc, Lý Tử Nhiễm đã bị chuốc say đến choáng váng. Phù, phù. Uống một hồi, Lý Tử Nhiễm thật sự không chịu nổi nữa, cả người đều nằm nhoài trên bàn. Lúc này, Trác liền nở một nụ cười vô cùng đê tiện. Thư ký đi theo Lý Tử Nhiễm tuy rằng đã nhận ra có điều gì đó không ổn nhưng cô cũng đã sớm bị chuốc say. Lại bị mời thêm một lần rượu nữa, thư ký liền triệt để say mềm. Trác và những người có mặt trong phòng đều lộ ra nụ cười vô cùng ám muội. Thì ra trước khi bước vào bữa tiệc, họ đã sớm uống viên thuốc giải rượu. Bất kể có uống nhiều đến đâu chăng nữa, bọn họ vẫn sẽ tỉnh táo. Trác lập tức lấy điện thoại gọi cho em mình. Jack, Tryson. Hai đứa có thể lên đây rồi. Sau khi cúp điện thoại, Trác say mê ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Lý Tử Nhiễm, khẽ thì thầm. Người đẹp, đêm nay em chắc chắn sẽ thuộc về chúng tôi. Sau khi nhận được thông báo từ anh trai, Jack và Tryson lập tức vội vã nhắn thang máy lên tầng sau. Bọn họ không thể đợi thêm được nữa. Thời điểm nhìn thấy bức ảnh chụp Lý Tử Nhiễm do Trác gửi đến, cả hai người đều cảm thấy cơ thể nóng bừng bừng, chỉ hận không thể ngay lập tức nhào đến phòng VIP. Trùng hợp vào lúc này, Diệp Quân Lâm và Trương Tĩnh Huyên vừa đến sảnh khách sạn Hoàng Hào, trong nháy mắt liền nhìn thấy hai bóng lưng quen thuộc. Bọn chúng làm cái gì ở đây vậy? Trong lòng thoáng nổi lên nghi ngờ, Diệp Quân Lâm và Trần Tĩnh Huyên lập tức đuổi sát theo sau. Sau khi lên đến tầng 6, hai người lập tức nhìn về căn phòng được đóng kín cửa. Nhất định là có vấn đề. Diệp Quân Lâm dừng chân ngay trước cửa. Đây chính là Lý Tử Nhiễm sao? Không phải cô ấy quá mức xinh đẹp rồi à? Tôi từng nghe nói qua phụ nữ Trung Quốc rất đẹp, không ngờ đúng thật là như vậy, đến cả ngủ cũng xinh đến mức này nữa. Thanh âm của Tryson và Jack run rẩy bởi vì phấn khích, hai người này quả thật không thể chờ lâu thêm được nữa. Chúng ta có thể ở ngay tại đây mà làm cô ta. Một giọng nói khác phát ra, đó là Jack. Diệp Quân Lâm quay đầu, dặn dò Trần Tĩnh Huyên. Bất luận nghe thấy âm thanh gì đi nữa, tuyệt đối không được phép đi vào. Nhìn thấy biểu cảm đáng sợ trên gương mặt Diệp Quân Lâm, Trần Tĩnh Huyên hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ, chỉ biết gật đầu trong vô thức. Cánh cửa trong phòng VIP đột ngột bị đá văng. Mọi người nhìn thấy có ai đó bước vào trong.
Người đàn ông ung dung quay người, nhanh chóng khóa cửa lại. Vừa nhìn thấy Diệp Quân Lâm, Trách và Trai Dần lập tức hét lên. Anh hai, chính là tên này. Chính tên này đã đánh chúng y mồ. Trác ánh mắt trở nên sắc bén. Mày là Diệp Quân Lâm. Đúng, là tao. Thầy đối phương nhận ra mình, Diệp Quân Lâm liền nhận ra tất cả mọi thứ đều đã được người tên Trác này sắp xếp từ trước và việc hắn ta làm chính là để trả thù mình. Trác nở nụ cười ác độc. Mày dám bắt nạt em trai tao, thì mày phải chấp nhận trả một cái giá rất đắt đấy. Đêm nay tao sẽ đem mày trói lại, để mày trực tiếp chứng kiến xem vợ mày bị chơi như thế nào. Đám người trong phòng, có cả người da đen và cả người da trắng đều lộ ra nụ cười dâm dục đê tiện vô cùng tận. Bọn họ cho rằng, Diệp Quân Lâm chỉ có một mình, bọn họ ở đây có tới 8 người, tuyệt đối sẽ nhanh chóng giải quyết được anh. Trác và những người khác từng bước tiến về phía Diệp Quân Lâm. Rầm. Trác bất ngờ bị Diệp Quân Lâm túm lấy cả người ghì xuống, chuẩn xác một phát đá vào đùi đối phương, tiếng răng rắc giòn tan vang lên, rõ ràng là đã gãy xương. Gã ta gào lên thảm thiết như một con lợn bị thọc tiết, ngã khuỵu xuống đất. Ầm. Rắc, rắc. Cổ tay của Trác một phát bị bẻ gãy ngay lập tức. Rắc, rắc. Thêm lần nữa đến lượt cánh tay của Trai Dần cũng bị phế bỏ. Nghe thấy rõ mồn một bên trong là tiếng kêu gào thảm thiết cùng tiếng xương gãy giòn tan vang lên không ngớt. Trần Tĩnh Nguyên không thể tưởng tượng ra nỗi bên trong là loại thảm cảnh như thế nào đang diễn ra. Diệp Quân Lâm dùng một tay nhác bổng Trác lên, đem mặt gã ta áp vào chảo dầu nóng đang sôi sùng sục trước mặt. Lần này Trác cảm giác đau đớn đến mức muốn chết đi ngay lập tức. Thích uống rượu đúng không? Được, tao sẽ cho mày uống đủ. Xung quanh phòng, vẫn còn rất nhiều rượu. Diệp Quân Lâm tiện tay vớ lấy chai rượu, sau đó trực tiếp đổ vào miệng của Trác. Trác cố gắng giãy giụa nhưng Diệp Quân Lâm dễ dàng đè tên ngoại quốc này xuống, liên tục đổ rượu vào miệng đối phương. Ngay khi Trác chuẩn bị có dấu hiệu muốn nôn, Diệp Quân Lâm lập tức tát vào mặt gã. Không biết đã uống bao nhiêu chai, bụng của Trác dần dần phình cả lên, gã đau đớn co quắp cả người nằm trên mặt đất, trong miệng liên tục nôn ra máu tươi. Rất rõ ràng, việc bị ép uống quá nhiều rượu đã khiến Trác bị xuất huyết dạ dày. Trai Dần cũng không thoát khỏi cảnh bị Diệp Quân Lâm ép uống, cuối cùng gã đã ngất xỉu vì xuất huyết dạ dày nghiêm trọng. 5 người còn lại, đều bị hệt như vậy, bị Diệp Quân Lâm bắt uống rượu cho đến khi dạ dày xuất hiện, miệng nôn ra máu tươi. Khi Diệp Quân Lâm đã xử lý xong hết thảy mọi thứ, Trác vừa vặn tỉnh dậy. Chưa kịp phản ứng, Diệp Quân Lâm đã lập tức kéo Trác, đổ vào bụng gã ta một nồi canh ngập ngụa dầu mỡ. Cổ họng, dạ dày và các nội tạng khác trong cơ thể Trác đều bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Gã ta đau đến mức không thể phát ra tiếng. Hiện tại, Diệp Lâm Quân đang vô cùng phẫn nộ. Đám người này vậy mà dám tìm đến Lý Tử Nhiễm để ra tay. Đúng là muốn tìm đường chết mà, tuy nhiên nếu để bọn chúng chết đi thì quá mức nhân từ rồi, vậy nên Diệp Quân Lâm quyết định sử dụng phương thức tàn nhẫn này. Đợi một hồi lâu, rốt cuộc Trần Tĩnh Huyên cũng thấy bóng dáng Diệp Quân Lâm từ bên trong bước ra. Anh đang cõng Lý Tử Nhiễm trên lưng, nữ thư ký thì được cầm tay kéo đi. Hôm nay xem ra không thể ăn bữa cơm này rồi. Tạm thời đưa người này về giúp tôi, lần sau có thời gian tôi nhất định sẽ bù lại ngày hôm nay. Diệp Quân Lâm đem thư ký giao cho Trần Tĩnh Huyên. Được rồi, không có việc gì đâu mà. Trần Tĩnh Huyên trước khi rời đi không nhịn được tò mò, nhìn vào xem thử hiện trường bên trong. Cảnh tượng quả thực khiến người sợ hãi, máu vương vãi khắp mọi nơi, từ trên bàn ghế xuống cả nền đất. Diệp Quân Lâm đem Lý Tử Nhiễm đi chưa được bao lâu, tiếng còi xe cấp cứu chạy ngược về hướng khách sạn Hoàng Hào đã vang lên liên tục. Trác và những người khác lần lượt được nâng lên cáng, nhanh chóng đưa về bệnh viện. Uống quá nhiều rượu dẫn đến dạ dày bị xuất huyết nghiêm trọng, cổ họng bị bỏng nặng, những nội tạng bên trong cơ thể bị tổn thương nặng nề. Bất luận là ai cũng không tưởng tượng ra nổi, tại sao chỉ có mỗi việc uống rượu thôi lại có thể uống thành ra như thế này. Về phần Lý Tử Nhiễm, mãi đến nửa đêm cô mới xem như tỉnh rượu, choàng tỉnh dậy. Cô vừa vặn nhìn thấy Diệp Quân Lâm, trong lòng mới xem như yên tâm. Sau khi biết được toàn bộ câu chuyện, Lý Tử Nhiễm cực kỳ tức giận. Diệp Quân Lâm sắc mặt âm trầm nặng nề, chắc lần này thật sự đã động đến vảy ngược trên người anh. Đối phương còn sống chính là món quà lớn nhất mà Diệp Quân Lâm dành tặng gã rồi.
Lý Tử Nhiễm làm sao có thể không nhìn ra chuyện này, cô lo lắng hỏi. Anh có giết bọn họ không vậy? Em đừng lo, anh chỉ dạy cho bọn họ một bài học nho nhỏ thôi. Ngày hôm sau, vừa hừng sáng đã có người đến gõ cửa. Sau khi Lý Tử Nhiễm mở cửa, cô lập tức nhìn thấy Lý Thiên Hạo và Lý Văn Uyên. Xảy ra chuyện lớn rồi, vậy mà hai đứa vẫn còn ngủ được à? Lý Thiên Hạo tức giận quát lên. Có chuyện gì vậy ông? Biểu cảm trên gương mặt Lý Tử Nhiễm thoáng thay đổi. Còn không phải là chuyện tốt do cháu và thằng nhóc Diệp Quân Lâm kia làm ra à? Lý Thiên Hạo trừng mắt. Đêm qua, Diệp Lâm Quân ép ông chủ doanh nghiệp thực phẩm Phích là Chắc cùng những người khác uống rượu, uống đến mức xuất huyết dạ dày. Thậm chí Chắc còn bị tổn thương nghiêm trọng đến cơ quan nội tạng bên trong cơ thể. Hiện tại bọn họ đều đang phải trải qua giai đoạn vô cùng nguy hiểm, thập tử nhất sinh. Sao, có thật là như vậy không? Lý Tử Nhiễm lúc này sắc mặt đã tái nhợt. Diệp Quân Lâm nói rằng đã dạy dỗ bọn họ, đây chính là bài học nho nhỏ mà anh nhắc tới vào tối qua sao? Mấy đứa động vào ai không động, nhất định phải tìm người như thế mà gây sự khiêu khích mới chịu nổi hay sao hả? Lý Thiên Hạo phẩy phẩy tay. Hiện tại thì hay rồi, lần này đúng là gặp họa mà. Không chỉ nhà họ Lý chúng ta, mà ngay cả công ty cũng sắp không xong tới nơi rồi. Lý Tử Nhiễm lo lắng nhíu mày. Ông nội, rốt cuộc thì có chuyện gì? Cháu chẳng lẽ không biết, doanh nghiệp thực phẩm Phích là thành viên thuộc phòng thương mại tại thành phố Tô Hàng hay sao? Ban nãy, thành viên từ hội đồng quản trị Phạm Đại Thành đã đưa ra một tuyên bố cực kỳ tàn nhẫn, rõ ràng là nhắm tới chúng ta để trả thù. Hiện tại, nguồn vốn của công ty đã bị cắt đút, đồng thời hủy toàn bộ việc hợp tác giữa hai doanh nghiệp. Ngay cả hạng mục công viên sinh thái Thành Tây cũng bị ngưng. Lý Thiên Hạo vừa dứt lời, Lý Tử Nhiễm lập tức nhận được điện thoại. Nhà đầu tư cũ của dự án công viên sinh thái Thành Tây, Vương Hồng Viễn, đã trực tiếp rút vốn đầu tư. Cuộc gọi tiếp theo, Nhiếp Tư Viễn không nói hai lời, cũng thu lại nguồn vốn. Liên tục sau đó, có hơn 10 nhà đầu tư liên tục gọi điện đến, bảo rằng họ muốn rút lại nguồn vốn, không có ý định tiếp tục đầu tư nữa. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, sắc mặt Lý Tử Nhiễm đã trắng bệch. Tiêu đời rồi. Mọi thứ lần này xem như xong. Đối phương rút vốn đồng nghĩa với việc hạng mục công viên sinh thái sẽ bị hủy bỏ. Chưa kể, cô còn phải đền bù thiệt hại với rất nhiều tiền bồi thường. Thậm chí, chỉ riêng việc giải quyết doanh nghiệp thực phẩm Phích thôi đã là một phiền toán vô cùng lớn rồi. Nước mắt cứ như vậy trào ra khiến gò má Lý Tử Nhiễm ướt đẫm. Rõ ràng là Trác và những người khác muốn làm nhục cô, vậy tại sao người phải gánh chịu toàn bộ hậu quả lại chính là bản thân cơ chứ? Phòng thương mại Tô Hàng. Đó chính là phòng thương mại Tô Hàng đấy cháu ạ. Mọi thứ đều do Diệp Quân Lâm gây ra. Chính là nó. Mọi người lập tức đi tìm Diệp Quân Lâm làm cho ra lẽ. Diệp Quân Lâm, cậu đã làm ra chuyện tốt gì? Trong lòng cậu đã rõ chưa hả? Lý Thiên Hạo lúc này hận không thể lập tức cho Diệp Quân Lâm ăn vài bạt tai. Diệp Quân Lâm đương nhiên nghe rất rõ lời chất vấn của mọi người, tuy nhiên anh vẫn từ tốn đánh răng, lãnh đạm trả lời. Mọi người đừng lo, sợ gì những chuyện này chứ? Đừng lo, hiện tại toàn bộ dự án và hạng mục hợp tác của nhà họ Lý đều bị hoãn vô thời hạn cả rồi. Ngay cả công ty của vợ cậu cũng bị tạm ngưng hoạt động đấy. Lý Thiên Hạo tức giận hét lớn. Lý Văn Hải lạnh lùng chất vấn. Cũng bởi vì cậu gây chuyện mà hiện tại công ty gia đình chúng tôi mới thành ra như vậy. Cậu tính giải quyết sao đây hả cậu Diệp? Không có việc gì phải lo cả, mọi thứ sẽ được giải quyết nhanh chóng thôi. Diệp Quân Lâm vẫn như cũ, hoàn toàn là bộ dáng vô tâm vô phế. Được, được lắm, hay cho cậu không có việc gì phải lo cả, xem ra chúng ta phải tự tìm cách giải quyết vấn đề của chính mình thôi. Lý Thiên Hạo tức giận, lập tức đưa hết người nhà họ Lý mình rời đi. Lý Văn Uyên nôn nóng nhìn con rể. Hai ngày trước, đối với việc Diệp Quân Lâm giải quyết máy tên ngoại quốc, ông thật sự cảm thấy đối phương rất giỏi. Nhưng hiện tại đột nhiên lại có chút thất vọng. Tuy rằng đánh những tên đã bắt nạt Lý Tử Nhiễm là đúng nhưng chỉ cần cho bọn họ biết sợ thôi là được rồi, cần gì phải hành hạ, dằn vặt đối phương đến mức sống không được chết không xong như thế này. Lần này chẳng phải đã thật sự gây ra chuyện lớn rồi sao? Nhìn thấy dáng vẻ Triệu Nhã Lan muốn trách móc Diệp Quân Lâm, Lý Tử Nhiễm vội vàng bênh vực. Mẹ, mẹ đừng trách anh ấy. Chuyện lần này, lỗi là ở con,
con đã quá thiếu cảnh giác đối với bọn người đó. Chuyện đã rồi, bây giờ còn có thể làm gì chứ? Lý Văn Uyên vốn dĩ muốn chuẩn bị đến xem căn hộ, nhưng hiện tại không những tiền mắt trắng mà còn phải chuẩn bị bồi thường cho người ta nữa. Lý Tử Nhiễm đương nhiên lo lắng, nhưng hiện tại chỉ có thể trấn an ba mẹ mình trước. Con sẽ sớm tìm ra cách. Chỉ có Diệp Quân Lâm từ đầu đến cuối đều giữ dáng vẻ bình chân như vậy. Chưa được bao lâu, bộ phận tài chính bất ngờ gọi đến cho Lý Tử Nhiễm, thông báo với cô rằng Lý Thiên Hạo đã rút từ tài khoản của công ty hơn 1 tỷ. Đây chính là tiền bồi thường từ nhà họ Tiêu. Ba đúng là bắt nạt người quá đáng mà. Đó là số tiền nhà họ Tiêu bồi thường cho Tử Nhiễm. Bọn họ có tư cách gì mà lấy đi chứ? Lý Văn Uyên tức giận, mặt mày đỏ gay, uất ức đến mức muốn khóc. Lý Tử Nhiễm và Triệu Nhã Lan so với ông còn ấm ức hơn. Lý Văn Uyên lập tức chủ động gọi điện để hỏi rõ mọi chuyện. Đây là lỗi do Diệp Quân Lâm gây ra, chẳng phải nó nên bồi thường hay sao hả? Gia đình cậu phải đền bù cho chuyện này, đây không phải là việc nên làm à? Lý Thiên Hạo lạnh lùng trả lời. Lý Văn Uyên lặng lẽ siết chặt nắm tay. Ba, chuyện này quá vô lý. Ba không nói không rằng rút tiền như vậy, chẳng khác nào tham ô công quỹ cả. Việc làm này của ba chính là phạm pháp. Lý Thiên Hạo cười gắn. Được, vậy cậu có giỏi thì mau chạy đi báo cảnh sát để bắt ông già này thử xem. Con. Lý Văn Uyên bị ba mình nói như vậy, chỉ có thể lựa chọn im lặng. Cho dù thế nào đi chăng nữa, ông cũng không thể gọi cảnh sát đến bắt chính người thân ruột thịt của mình được. Hơn nữa, Lý Thiên Hạo cũng là giám đốc công ty Hoa Đình, tuy rằng về mặt cổ phần lại không quá rõ ràng. Nếu kiện tụng nhau lên tòa án thì quả thật cũng rất phiền phức. Lý Thiên Hạo thấy Lý Văn Uyên im lặng, lập tức chế nhạo. Vậy thì đừng quên có thời điểm cậu còn trộm cả giấy chứng nhận bất động sản và tài sản của công ty để đánh bạc ăn tiền. Nếu tôi đem bằng chứng nộp lên, chẳng phải cậu sẽ xong đời hay sao? Ba, dù sao thì, việc ba làm thật sự rất quá đáng. Ô Di Văn Uyên tức tối cúp điện thoại. Sau khi nhà họ Lý rút 1 tỷ, bọn họ không chỉ nhanh chóng giải quyết được vấn đề mà còn có dư giả thêm một số tiền nữa. Nhưng công ty của Lý Tử Nhiễm lúc này lại đang ở trong tình trạng đáng báo động. Triệu Nhã Lan bát lực thở dài. Từ trước đến nay bọn họ đã luôn hành xử như vậy rồi. Chúng ta đều đã quen với việc dưới cơ, bị họ bắt nạt. Số tiền kia đám người nhà họ Lý đã sớm để mắt đến rồi, không sớm hay muộn cũng đều bị lấy đi mà thôi. Đôi khi, người tưởng chừng là ruột thịt thân thích lại chính là người có thể dễ dàng nhẫn tâm mà lừa gạt chúng ta đến manh giáp cũng không còn. Thời điểm bạn có trong tay những thứ tốt đẹp, trong lòng bọn họ tuy đố kỵ lẫn ao ước nhưng mở miệng ra đều là lời đường mật, không ngừng nhấn mạnh quan hệ huyết thống. Khi bạn xa cơ lỡ vận, bên cạnh lập tức không còn một ai. Bọn họ chỉ nghĩ đến việc dẫm lên người bạn, kiếm lợi trước mắt, thậm chí còn đem tiền mà bạn dành dụm bấy lâu tiêu hết toàn bộ. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan gần như đã trải qua chuyện này rất nhiều lần. Trong thâm tâm, hai người luôn xem Lý Thiên Hạo là người ba kính mến và những anh em khác trong nhà là người thân ruột thịt, không dám phản kháng, lúc nào cũng chừa cho đám người đó mặt mũi cùng thể diện. Lúc này, Diệp Quân Lâm mới vừa tắm xong, chậm rãi bước ra ngoài. Anh rót cốc sữa nóng, ngắng đầu hỏi Lý Tử Nhiễm. Tử Nhiễm, có phải cả 10 công ty, toàn bộ đều rút vốn cả rồi? Lý Tử Nhiễm lập tức gật đầu. Đúng vậy. Chưa kể họ còn muốn bên chúng ta bỏ ra số tiền bồi thường tương xứng. Diệp Quân Lâm khế nở nụ cười. Được rồi, không có chuyện gì đâu. Bọn họ sẽ sớm hối hận thôi. Ý anh là sao? Lý Tử Nhiễm nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Rất nhanh thôi, sẽ có người chịu bỏ ra nguồn vốn để đầu tư cho em. Đừng sốt ruột. Diệp Quân Lâm khẽ nhếch môi. Anh thật sự có cách sao? Lý Tử Nhiễm nghi hoặc nhìn Diệp Quân Lâm. Ba. Mẹ và Tử Nhiễm cứ yên tâm, nội trong ngày hôm nay, mọi chuyện sẽ ngay lập tức được giải quyết ổn thỏa. Thái độ Diệp Quân Lâm vẫn trước sau như một, vững chắc như núi. Nhưng nói gì thì nói, đây chính là phòng thương mại Tô Hàng. Bất luận là ai làm ăn ở thành phố này đều biết đến phòng thương mại Tô Hàng. Ngoài 4 người danh giá đứng đầu, phía dưới bọn họ còn có thêm 8 người giám đốc. Mà Phạm Đại Thành, chủ tịch doanh nghiệp thực phẩm Phích chính là một trong 8 giám đốc đó. Hiện tại ông ta đang muốn ra mặt trả thù thay cho Trác. Chỉ cần hắn vừa mở miệng,
10 công ty liền ngay lập tức rút vốn. Toàn bộ những hợp đồng đang trong thời gian hợp tác cùng với công ty nhà họ Lý đều bị hủy chỉ trong nháy mắt. Đấy chính là cách mà phòng thương mại Tô Hàng làm việc, cực kỳ đáng sợ. Cả ngày hôm nay, thành phố Tô Hàng liên tục truyền tải, bàn tán xôn xao về vấn đề này. Chồng của Lý Tử Nhiễm đã đánh trọng thương ai đó, khiến đối phương nổi giận, bắt họ bồi thường con số vô cùng lớn. Và phòng thương mại Tô Hàng đã ngầm cảnh cáo, bất kỳ ai cũng không được đầu tư vào công ty của Lý Tử Nhiễm. Kẻ nào tiếp tục đầu tư, kẻ đó chính là đang muốn đối đầu trực tiếp với phòng thương mại Tô Hàng. Ban đầu, các công ty đều nhắm đến lợi nhuận có thể thu về ở dự án thành Tây này. Đặc biệt gần đây, tin tức triển khai và thu hoạch hầu như đều là tin tốt. Bọn họ đương nhiên đều mang ý muốn đầu tư. Kết quả không ngờ đến chính là phòng thương mại Tô Hàng lại thẳng thừng đánh tiếng như vậy, khiến các công ty chỉ có thể lựa chọn im lặng rút lui. Công ty Lý Tử Nhiễm lập tức không có chỗ nào để cậy nhờ. Hoàn toàn bị cô lập, chèn ép một cách trắng trợn. Tin xấu liên tục ập đến, đầu tiên là chuyện các nhân viên của Lý Tử Nhiễm đồng loạt nộp đơn từ chức. Ngay cả thư ký ngày hôm qua đi cùng cô cũng không ngoại lệ. Đồng thời, thư ký cũng lên tiếng bênh vực cho Trác và những người khác rằng ngày hôm qua mọi người đều không có uống rượu, càng không làm việc gì sằng bậy cả. Tất cả chỉ là một buổi tiệc ăn uống bình thường. Quan trọng nhất, cô ta đã tận mắt chứng kiến cảnh Diệp Quân Lâm đánh và hành hạ người khác vô cùng dã man. Và cô sẵn sàng làm nhân chứng cho vụ việc đã xảy ra. Em, sau khi nhận được tin tức, đầu óc Lý Tử Nhiễm trở nên trống rỗng. Thư ký của cô, cứ đơn giản như vậy mà bị mua chuộc. Thậm chí còn cố tình bịa chuyện, lắp liếm sự thật. Tối hôm qua, rõ ràng cô ta cũng say khướt cơ mài nếu như không có Diệp Quân Lâm, vị thư ký này đã sớm bị Trác cùng đám cầm thú kia làm nhục rồi. Chính Diệp Quân Lâm đã cứu cô tan không nghĩ đến, cô ta lại là người lấy oán báo ân như vậy. Đây chính là tình huống có thật dựa trên câu chuyện người nông dân và con rắn đây sao? Lý Tử Nhiễm thật sự không tài nào hiểu nổi. Vị thư ký tên Trần Đình này, chính là người được cô đặc biệt tuyển trong lứa những sinh viên mới tốt nghiệp. Không ngờ tới, đối phương lại là người như vậy. Những nhân viên khác lần lượt xin từ chức, cô có thể hiểu. Nhưng Trần Đình thì, ngồi trong phòng làm việc, Lý Tử Nhiễm ngắn người, gương mặt thoáng hiện lên vẻ buồn bã, dường như vẫn chưa tin được vào những việc vừa ập xuống người mình. Ngay lúc này, cửa phòng đột ngột được mở ra. Vài người mặc tây trang, mang giày da bóng loáng bước vào trong. Xin chào cô Lý, chúng tôi đến từ công ty luật Đại Thành. Tên tôi là Lưu Ngọc Phong, chúng tôi đến đây theo lệnh của ngài Trác, để thông báo về sự việc lần này. Cô và chồng cô là Diệp Quân Lâm đã gây ra tổn thất về mặt cơ thể và tinh thần cho ngài Trác cùng 8 người khác. Vậy nên theo luật, hai vợ chồng cô Lý phải bồi thường với con số 800 triệu. Mời cô xem cùa. Lưu Ngọc Phong đưa cho Lý Tử Nhiễm xem đơn bồi thường. Lý Tử Nhiễm sau khi đọc xong, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nếu như hai người không muốn giải quyết vấn đề này một cách riêng tư, chúng tôi sẽ kiện chồng cô cùng cô thẳng lên tòa. Hiện tại chúng tôi đang nắm giữ trong tay vô số bằng chứng, bao gồm video giám sát, bằng chứng từ nhân viên phục vụ khách sạn và cả nhân chứng có mặt chứng kiến toàn bộ sự việc, là thư ký của cô Trần Đình. Thông qua những lời khai và thương tích mà thân chủ chúng tôi đang mang hiện tại, xác suất thắng kiện của chúng tôi có thể lên tới 90%. Cô Lý, hãy xem thật kỹ bản yêu cầu bồi thường này. Cô cảm thấy mình thật sự còn có lựa chọn khác sao? Công ty luật Đại Thành do bạn cùng lớp của cô là Đỗ Nhân Hà thành lập. Đây là công ty có tỷ lệ xử lý các vụ án thành công rất cao, có thể nói là đứng hàng đầu thành phố Tô Hàng. Có rất ít trường hợp mà họ không thể giải quyết được. Lý Tử Nhiễm sắc mặt tái nhợt, trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Sau khi nhận được bản báo cáo thương tích, Lý Tử Nhiễm chỉ cảm thấy ghê sợ. Cô không thể tưởng tượng được tối hôm trước Diệp Quân Lâm đã ra tay thế nào. Chỉ biết chắc một điều, hành động của anh lần này đã khiến cô và Diệp Quân Lâm phải đối diện với một hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bản báo cáo thương tích này, cộng thêm rất nhiều người tận mắt chứng kiến, nhất định đủ khiến Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với những gì đã xảy ra. Mặc dù Trác và những người khác đã xúc phạm Lý Tử Nhiễm, nhưng cô lại không có bằng chứng cho việc đó. Vì vậy, nhất định hai người sẽ phải bồi thường cho bọn họ. Ngoài ra, cô Lý Tử Nhiễm, tôi cũng muốn nhắc lại với cô rằng tôi chính là luật sư số 1 ở Tô Hàng này.
Từ khi vào làm việc tại công ty luật Đại Thành, tôi đã tiếp nhận hơn 200 vụ án lớn nhỏ trong vòng 10 năm qua, và chưa từng nếm mùi thất bại. Lần này, nhất định cũng không ngoại lệ. Cô hãy cứ nghĩ trước về hậu quả mình sẽ gặp phải đi. Lưu Ngọc Phong cười chế nhạo. Người trợ lý bên cạnh anh ta cũng nhếch miệng cười, tôi còn nghe nói chồng cô, Diệp Quân Lâm vừa mới ra tù. Anh ta đã có tiền án. Đúng vậy, nếu lần này anh ta bị khởi kiện ra tòa, chắc cũng không thể tránh khỏi việc lại ngồi tù một lần nữa. Những lời này của họ, chính là muốn gây áp lực lên Lý Tử Nhiễm, buộc cô phải chấp nhận yêu sách của họ. Thôi được rồi, cô cứ nghĩ kỹ đi. Chúng tôi đợi hồi âm của cô. Lưu Ngọc Phong nói xong liền cùng những người khác rời đi. Chỉ còn lại một mình, Lý Tử Nhiễm chỉ muốn òa khóc. Cô có nên thử gặp Đỗ Nhân Hà nhờ anh ta giúp đỡ hay không? Trước đây anh ta cũng từng theo đuổi cô, có điều đã bị cô từ chối. Nghĩ vậy, Lý Tử Nhiễm cố gắng tìm lại số điện thoại của bạn học cũ, suy nghĩ thêm một lát, cuối cùng cũng quyết định gọi cho Đỗ Nhân Hà. Ai chà, chuyện gì đã khiến người đẹp Lý Tử Nhiễm hôm nay lại gọi cho tớ thế? Điện thoại vừa kết nối, phía bên kia đã vọng lại giọng nói có phần ngạc nhiên giả tạo. Lý Tử Nhiễm bất đắc dĩ mỉm cười, chào cậu, Nhân Hà. Tớ cũng nói thẳng, hôm nay có chút chuyện cần nhờ cậu giúp đỡ tớ biết rồi. Là chuyện chồng cậu, Diệp Quân Lâm, đã hành hung Trác, ông chủ công ty thực phẩm Phích và người của anh ấy phải không? Đúng, đúng vậy, cậu có thể giúp tớ xử lý vụ kiện lần này được không? Cậu cứ ra giá đi. Lý Tử Nhiễm hạ mình cầu xin. Đỗ Nhân Hà cười nói, tớ có biết đến vụ kiện này. Luật sư hàng đầu của công ty tớ đã nhận nó rồi, e rằng cậu sẽ rất khó để thắng kiện. Tử Nhiễm, dù sao cũng là bạn học cũ của cậu, tớ muốn khuyên cậu một câu. Tên cặn bã như Diệp Quân Lâm, cậu không nên tiếp tục chung sống với anh ta nữa. Tết nhất cậu cứ mặc kệ anh ta, để anh ta vào tù, sau đó tìm một người đàn ông tốt để kết hôn. Trong số tất cả bạn học của chúng ta, đâu có ai thua kém gì anh ta. Ngay như tớ đây, công ty luật Đại Thành của tớ làm ăn rất tốt, trong 10 năm qua không ngừng phát triển. Trong công ty cũng không thiếu gì những luật sư hàng đầu thành phố. Đỗ Nhân Hà hạ giọng, trực tiếp khuyên bảo Lý Tử Nhiễm. Lý Tử Nhiễm đương nhiên không nghe theo, lập tức bênh vực chồng, không phải anh ấy đêm qua cố tình đánh người đâu. Chính Trác và những người khác cố ý chuốc say tớ, muốn giở trò đồi bại. Diệp Quân Lâm kịp thời phát hiện ra, sau đó mới đánh họ. Đỗ Nhân Hà nghe thấy liền nói, không thể nào. Anh Trác và tớ đã làm bạn với nhau nhiều năm. Theo tớ biết, anh ấy là một người rất chính trực, có thể coi là một quý ông đích thực. Anh ấy sẽ không bao giờ làm những điều cậu vừa nói. Tất cả bạn bè của anh ấy cũng đều là những nhân vật tử tế, cậu đừng nói những lời không bằng không chứng như vậy. Cậu, Lý Tử Nhiễm uất ức không nói lên lời. Cô không thể ngờ. Đỗ Nhân Hà và đám người kia hóa ra lại cùng một ruột. Tử Nhiễm, cậu đừng lo lắng. Tôi sẽ thúc giục Lưu Ngọc Phong, yêu cầu anh ta cố gắng kết thúc vụ án này sớm, tốt nhất là kiếm cho Diệp Quân Lâm một mức án tù chung thân. Như vậy, cậu có thể thoát khỏi tên cặn bã này. Đỗ Nhân Hà tự phụ cười lớn. Cậu không cần lo lắng thay cho tôi. Hơn nữa, cậu cũng không đủ tư cách đánh giá chồng tôi. Lý Tử Nhiễm giận dữ nói rồi cúp máy. Cùng lúc đó, tại văn phòng giám đốc công ty luật Đại Thành, Đỗ Nhân Hà mặc bộ vest sang trọng, gác chân lên bàn làm việc. Trên tay cầm cốc cà phê, khuôn mặt anh ta dường như vô cùng thỏa mãn. Tối hôm qua, sau khi biết vụ việc có liên quan tới Lý Tử Nhiễm, anh ta đã lập tức tiếp nhận vụ án và không ngần ngại giúp Phạm Đại Thành bày mưu tính kế. Anh ta cười nói với người đứng bên cạnh, nói với Phạm Đại Thành, bảo anh ấy dùng tất cả các mối quan hệ của mình. Lệnh cho các công ty luật ở Tô Hàng không được tiếp nhận vụ án của Lý Tử Nhiễm. Người trợ lý lập tức gật đầu, tôi hiểu rồi. Ngay sau đó, tất cả các công ty luật lớn ở Tô Hàng đều nhận được lệnh, không một ai được tiếp quản trường hợp của Lý Tử Nhiễm. Vốn không hề biết điều này, Lý Tử Nhiễm vẫn ngốc nghếch tìm tới các công ty luật lớn, nhờ họ giúp xử lý vụ án của mình. Kết quả là, ngay khi nghe thấy cái tên Lý Tử Nhiễm, họ đều trực tiếp từ chối. Liên tục mười mấy công ty đều không có ngoại lệ. Lý Tử Nhiễm lúc này cũng liền nhận ra, chắc chắn điều này đã được lên kế hoạch từ trước. Những kẻ xấu xa đó nhất định muốn ép cô đi vào đường cùng. Họ không chỉ muốn đẩy Diệp Quân Lâm vào tù, mà còn muốn phá hỏng mọi thứ của cô. Nghĩ tới đây, cô lập tức gọi cho Diệp Quân Lâm. Sau khi Diệp Quân Lâm đến, anh vô cùng sửng sốt,
không ngờ vấn đề lại lớn đến vậy. Xem ra anh thực sự đã đánh giá thấp thân phận của Trác tại phòng thương mại Tô Hàng rồi. Thậm chí càng không ngờ tới Đỗ Nhân Hà cũng liên quan tới vụ việc lần này. Quân Lâm, hiện tại họ yêu cầu chúng ta phải trả 800 triệu nhân dân tệ, nếu không anh sẽ phải vào tù. Em đã tới tìm rất nhiều công ty luật, nhưng không một ai muốn nhận vụ kiện này giúp chúng ta cả. Lý Tử Nhiễm nức nở khóc, kể với Diệp Quân Lâm. Em không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Bọn họ đã có âm mưu chặn đứng mọi lối thoát của chúng ta rồi. Bất kể em có tin hay không, thì bọn họ cũng đang có tình đây chúng ta rơi vào tuyệt vọng. Diệp Quân Lâm chỉ khẽ mỉm cười, dịu dàng nói với Lý Tử Nhiễm. Quả nhiên sau đó không lâu, những người từ phòng pháp lý của công ty thực phẩm Phích đã xuất hiện. Lý Tử Nhiễm được yêu cầu bồi thường số tiền 300 triệu nhân dân tệ. Lý do được đưa ra là không chỉ vì Diệp Quân Lâm đã đánh giám đốc của thực phẩm Phích, mà Lý Tử Nhiễm còn không khởi động dự án đúng hạn. Điều này trực tiếp đã vi phạm hợp đồng. Theo thỏa thuận trong hợp đồng cũng nêu rõ, việc vi phạm sẽ phải chịu mức đền bù gấp 10 lần. Lý Tử Nhiễm còn chưa kịp bình tĩnh lại sau tuyên bố này, Phạm Đại Thành từ phòng thương mại Tô Hàng đã cử người đến. Ông ta sẵn sàng mua lại công ty của Lý Tử Nhiễm, bao gồm cả dự án công viên sinh thái Thành Tây với mức giá 300 triệu nhân dân tệ. Lý Tử Nhiễm lập tức bừng tỉnh, đầu óc dường như được khai thông. Mọi thứ đều đã được lên kế hoạch. Thương trường như chiến trường, quả không sai. Những người này đang từng bước một gây khó dễ cho cô, tham lam muốn chiếm lấy tất cả, không chừa lại một thứ gì. Phạm Đại Thành là cổ đông lớn nhất của công ty thực phẩm Phích. Bây giờ ông ta dùng 300 triệu để mua lại công ty của Lý Tử Nhiễm. Sau đó Lý Tử Nhiễm lại dùng 300 triệu này trả cho công ty thực phẩm Phích. Đây chính là một phi vụ làm ăn có lời mà không tốn tới một xu. Tuy đã biết rõ âm mưu của họ, nhưng nếu Lý Tử Nhiễm không bán công ty, thì công ty cũng sẽ chỉ còn cách ngừng hoạt động. Nguồn vốn xoay vòng không còn, công nhân viên cũng không thể tiếp tục làm việc. Những dự án có giá trị trên 1 tỷ, để càng lâu sẽ càng giảm giá trị. Lúc này, thực ra 300 triệu cũng được coi là một mức giá không tồi. Mưu của Phạm Đại Thành và Đỗ Nhân Hà vô cùng hoàn hảo. Họ đã lấy đi tất cả mọi thứ của Lý Tử Nhiễm, không những thế còn thành công tống Diệp Quân Lâm vào tù. Người do Phạm Đại Thành cử tới chỉ mỉm cười rồi nói, cô đang cần phải bồi thường 300 triệu cho những thiệt hại đã gây ra cho dự án không thể tiến hành. Cũng vừa hay, chúng tôi muốn mua lại công ty của cô với mức giá 300 triệu. Nếu cô đồng ý, chúng tôi sẽ tiến hành hoàn tất thủ tục ngay lập tức. Lý Tử Nhiễm rất do dự, mức tiền phạt 300 triệu là không thể thay đổi, cô lại cũng chẳng nghĩ ra một giải pháp nào tốt hơn. Thực sự, cô rất muốn đồng ý với đề nghị này. Cô Tử Nhiễm, cô đừng suy nghĩ quá lâu, đợi đến ngày mai, e rằng giá trị của cả công ty và dự án của cô ước chừng chỉ còn lại 200 triệu nhân dân tệ mà thôi. Người đàn ông lên tiếng thúc giục. Anh ta đang muốn ép Lý Tử Nhiễm phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Lúc này, Diệp Quân Lâm đột nhiên nói, không phải chỉ là 300 triệu thôi sao? Tôi có thể lo được. Tất cả mọi người đều vô cùng sửng sốt khi nghe Diệp Quân Lâm nói ra những lời này. Ngay cả Lý Tử Nhiễm cũng không khỏi ngạc nhiên. Lần này, không phải anh đã quá mạnh miệng rồi chứ? 300 triệu không phải một con số nhỏ. Đừng lo lắng, anh có thể chuẩn bị 300 triệu. Hãy đợi đến ngày mai đi. Lý Tử Nhiễm nhìn Diệp Quân Lâm rồi hỏi, anh thực sự muốn trả tiền cho họ sao? Anh lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Anh không nói sẽ trả tiền cho họ. Tại sao phải trả chứ? Không phải lỗi của chúng ta mà. Diệp Quân Lâm mỉm cười đáp lại. Nhưng bọn họ có đầy đủ lý do và bằng chứng, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài đền tiền hợp đồng. Lý Tử Nhiễm day day hai thái dương, đau đầu không muốn nghĩ tới chuyện này nữa. Em bây giờ, tiếp tục làm việc như bình thường, bắt đầu dự án cũng như tiếp tục thực hiện các hạng mục khác của công ty như không có gì xảy ra. Đối với những người muốn rời đi, hãy cứ để họ rời đi. Nhưng em hãy đưa ra tuyên bố, nếu người đó đã từ chức và rời khỏi công ty, thì họ đừng bao giờ quay trở lại nữa. Sau khi khủng hoảng kết thúc, tất cả những người lựa chọn ở lại, sẽ được tăng lương và phúc lợi. Diệp Quân Lâm nói, rõ ràng anh đã có sắp xếp của riêng mình. Nhưng bây giờ công ty sắp ngừng hoạt động rồi. Không có người đầu tư, không có tiền. Hơn nữa phòng thương mại Tô Hàng cũng đã ra lệnh cấm, ai dám đầu tư cho chúng ta chính là chống lại thương hội Tô Hàng. Ai lại dám làm thế kia chứ? Lý Tử Nhiễm do dự nói.
em cứ nghe anh, hôm nay sẽ có người đầu tư. Diệp Quân Lâm tiến gần Lý Tử Nhiễm, an ủi cô. Lý Tử Nhiễm trước này đều rất tin tưởng Diệp Quân Lâm, lần này cũng vậy. Cô lập tức đưa ra thông báo, tất cả những nhân viên từ chức và rời khỏi công ty sẽ không bao giờ được nhận trở lại nữa. Thông báo vừa được phát ra, liền nhận được rất nhiều phản ứng dữ dội. Ngay cả khi họ cầu xin tôi cũng không thèm trở lại. Đúng vậy, đã sắp phá sản rồi, còn muốn thể hiện cái gì chứ? Đối với tất cả những lời chỉ trích này, Lý Tử Nhiễm chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Lúc này, một chiếc Maybach đang đậu trước tòa nhà văn phòng của công ty Hoa Đình. Một vài người bước xuống xe, đi đầu là một người đàn ông mặc vest và đeo kính râm. Đó chính là Thiếu tướng Kỳ Lân, hôm nay anh ta không xuất hiện với tư cách sĩ quan hướng dẫn, mà là chủ tịch của tập đoàn Quân Lâm. Xin chào, hãy thông báo với cô Lý Tử Nhiễm, chủ tịch Lục Nam Hiên của tập đoàn Quân Lâm muốn bàn chuyện công việc với cô ấy. Sau khi thư ký của Kỳ Lân nói với người lễ tân, anh ta lập tức báo với Lý Tử Nhiễm. Không để mất nhiều thời gian, Lý Tử Nhiễm trực tiếp đến gặp bọn họ. Kỳ Lân là một sĩ quan huấn luyện có hạng, hơn nữa khả năng chiến đấu cũng rất tốt. Nhưng đối với việc thương lượng đàm phán kinh doanh này, anh ta thực không có kỹ năng. Vừa thấy Lý Tử Nhiễm xuất hiện, anh liền nói thẳng vào vấn đề, cô Lý Tử Nhiễm, sau khi được biết về dự án của công ty cô, tôi rất muốn cùng tham gia hợp tác và đầu tư cho dự án này. Chúng tôi muốn cùng công ty của cô phát triển trong tương lai. Vốn đầu tư ban đầu sẽ là 300 triệu nhân dân tệ, chúng ta có thể ký hợp đồng ngay bây giờ. Kỳ Lân vẫy tay, người thư ký đứng bên cạnh trực tiếp đưa bản hợp đồng cho Lý Tử Nhiễm. Sau khi đọc hợp đồng, Lý Tử Nhiễm gần như bị sốc. Tuy được gọi là một khoản đầu tư, nhưng những điều khoản trong hợp đồng lại cho thấy tập đoàn Quân Lâm giống như là mang tiền tới cho cô hơn. Trong khi Lý Tử Nhiễm còn chưa biết nói gì, Kỳ Lân lại nói tiếp, ngoài ra tập đoàn chúng tôi còn có một dự án dược phẩm. Nghe nói công ty của cô cũng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, vì thế dự án tiếp theo này cũng sẽ giao cho cô. Kỳ Lân vừa nói xong, người thư ký lập tức đưa ra một bản hợp đồng khác. Dự án dược phẩm này tuy chỉ có 100 triệu nhân dân tệ, nhưng Lý Tử Nhiễm cũng hiểu, khả năng của công ty cô có hạn, giá trị hợp đồng này cũng là tương xứng. Không biết ý của cô thế nào? Kỳ Lân hỏi. Chủ tịch Lục, tôi đồng ý ký cả hai bản hợp đồng này. Rất cảm ơn anh, Lý Tử Nhiễm đương nhiên không suy nghĩ gì thêm, hào hứng nói. Nhưng cô vẫn nhìn Kỳ Lân với ánh mắt khó hiểu, anh Hiên, có chuyện không biết có nên hỏi không? Tại sao anh lại chọn đầu tư cho dự án của chúng tôi vào đúng thời điểm này? Anh thật sự không có lý do gì để làm vậy cả. Kỳ Lân chỉ cười và nói, đầu tiên, tôi rất lạc quan và cảm thấy có triển vọng với dự án của công ty cô. Dù sao, tôi cũng cảm thấy đây là hạng mục quan trọng của thành phố Tô Hàng. Và thứ hai, tôi hoàn toàn không sợ phòng thương mại Tô Hàng. Vậy mối quan hệ giữa anh và Diệp Quân Lâm là gì vậy? Lý Tử Nhiễm đột ngột hỏi. Kỳ Lân vô thức trả lời, anh ấy là, của tôi rất xem trọng nhân tài như anh ấy. Tập đoàn dược phẩm Quân Lâm cùng với những tiến bộ khoa học công nghệ lúc đó của anh ấy rất tuyệt. Tôi cũng cảm thấy khá đáng tiếc, cho nên tôi mới mua lại tập đoàn Quân Lâm của nhà họ Diệp. Hôm nay đưa ra những khoản đầu tư này, cũng là vì lý do tương tự. Vậy thì tôi hiểu rồi. Khoản đầu tư bí ẩn của Lục Nam Hiên vào công ty Hoa Đình nhanh chóng được truyền đi khắp thành phố Tô Hàng. Đặc biệt, tin tức này cũng đã tới tai phòng thương mại Tô Hàng. Trong tòa nhà văn phòng, Phạm Đại Thành đang hút xì gà, thân hình ục ịch đi đi lại lại trong căn phòng rộng. Lục Nam Hiên lai lịch thế nào? Anh chưa từng nghe nói về người này sao? Người trợ lý phía sau cho biết, chúng tôi đã tiến hành điều tra rồi. Tuy nhiên chỉ có thể nắm được những thông tin cơ bản, không thể tìm hiểu được những thông tin sâu hơn. Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với nhà họ Tiêu nữa. Họ đã thực sự giao tập đoàn Quân Lâm và Diệp Thị cho anh ta. Đi kiểm tra mối liên hệ giữa nhà họ Tiêu và Lục Nam Hiên. Phạm Đại Thành ra lệnh. Sau đó, ông ta mỉm cười rồi nói tiếp, Lý Tử Nhiễm nhận được khoản đầu tư đó thì đã sao chứ? Ít nhất thì Diệp Quân Lâm cũng không thể nhởn nhơ được nữa. Bọn chúng dám động đến con đỡ đầu của tôi, chỉ có thể chọn cái chết. Không ai có thể ngờ được, chắc hóa ra lại là con của Phạm Đại Thành. Sau khi Lý Tử Nhiễm nhận được khoản đầu tư từ tập đoàn Quân Lâm, công ty đã có thể hoạt động bình thường trở lại.
Tuy nhiên những thiệt hại vẫn cần phải thanh lý và khoản bồi thường vẫn phải hoàn trả. Nếu cô không thể kiếm được tiền trong thời gian ngắn, Diệp Quân Lâm vẫn phải vào tù. Lý Tử Nhiễm nghĩ tới đây, vẫn không thể thoát khỏi được cảm giác lo lắng. Lúc này Diệp Quân Lâm và Thanh Long đang ngồi cùng nhau. Thiếu tướng Thanh Long bật cười thành tiếng sau khi nghe hết mọi chuyện. Ha ha, lại còn có người dám tống tướng quân vào tù ư. Diệp Quân Lâm hút một điều thuốc, chủ yếu là tôi không ngờ rằng mấy người nước ngoài này lại có liên quan với phòng thương mại Tô Hàng. Bây giờ tướng quân định thế nào? Thanh Long hỏi. Đầu tiên, phải tìm từng người một đã đưa lời khai giả. Thứ hai, cần phải giải quyết luật sư. Và thứ ba, cần phải tìm được bằng chứng để có thể trục xuất những người nước ngoài này. Diệp Quân Lâm ghé sát vào Thanh Long rồi nói. Chứng cứ, nhưng tôi nghe nói không hề có chứng cứ. Thanh Long sửng sốt, ngước mắt nhìn Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm không nói gì, chỉ bật cười. Thanh Long liền nhanh chóng phản ứng lại, nhận ra mọi thứ đều nằm trong tính toán của Diệp Quân Lâm. Trên chiến trường, Diệp Quân Lâm không chỉ mạnh về khả năng chiến đấu, lấy một đánh trăm, mà còn là một người rất có mưu lược. Có lẽ đối với anh, vấn đề lúc này cũng chỉ tầm thường. Rõ ràng tất cả những việc xảy ra tối hôm trước, anh đều đã lưu lại chứng cứ. Tối hôm đó, Chu Tước đi tìm những người phục vụ trong nhà hàng đã làm chứng chống lại Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm. Về phần Diệp Quân Lâm, anh cùng Thanh Long đích thân đến gặp Trần Đình, thư ký của Lý Tử Nhiễm. Việc liên quan tới Lý Tử Nhiễm, anh muốn tự mình giải quyết. Trong quán Bar Space, những người trẻ tuổi đang lắc lư hết mình theo điệu nhạc, khung cảnh vừa ồn ào vừa lộn xộn. Hôm nay, sau khi Trần Đình nhận được khoản tiền 1 triệu tệ từ Phạm Đại Thành, cô đã mời bạn bè đến quán bar lớn bậc nhất Tô Hàng này để giải trí. Không chỉ có ghế ngồi VIP 1, họ còn sẵn sàng thanh toán gói dịch vụ 180.000 tệ. Khi Diệp Quân Lâm tới, Trần Đình và những người bạn của cô ta đang dùng một chai sâm panh hồng đào trị giá hàng chục nghìn tệ để rửa tay. Diệp Quân Lâm tiến tới, ngồi xuống bên cạnh Trần Đình với vẻ mặt bình tĩnh. Anh mỉm cười rồi nói, làm thế này không phải đang phung phí số tiền mà Phạm Đại Thành đưa cho cô hay sao? Lời nói của Diệp Quân Lâm lập tức khiến Trần Đình choáng váng. Anh đã ngồi bên cạnh cô từ lúc nào vậy? Diệp Quân Lâm, tại sao lại là anh? Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Vừa nhận ra Diệp Quân Lâm, sắc mặt Trần Đình liền thay đổi. Diệp Quân Lâm cười nói, thời điểm này tối qua, cô uống rượu ở quán bar. Tôi còn nhớ rõ, cô say rượu, tôi đã cứu cô, sau đó còn sắp xếp người đưa cô về. Nghe đến đây, sắc mặt Trần Đình lập tức tối sầm. Cô ta còn lớn tiếng phủ nhận, anh đang nói gì vậy? Hôm qua tôi không hề say, cũng không hề có việc anh đến cứu tôi. Dối trá, tiếp tục dối trá. Diệp Quân Lâm bật cười. Lúc này, một số người bạn của Trần Đình cũng đã nhận ra sự có mặt của Diệp Quân Lâm, lập tức đứng dậy và vây quanh anh là ai vậy? Sao bỗng dưng lại tới đây gây chuyện? Diệp Quân Lâm đương nhiên không cần để ý tới những tên cặn bã này. Anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào Trần Đình, hỏi, thực sự không có chuyện đó ư? Tối hôm qua cô say rượu, chính mắt tôi nhìn thấy. Không thể nào, tối hôm qua tôi không hề say. Tôi cùng giám đốc Lý Tử Nhiễm tham gia bữa tối và bàn công việc với đối tác, chính anh là người xông vào đánh họ. Anh còn cấm tôi không được tiết lộ chuyện đó. Trần Đình lấy hết can đảm, kiên quyết khẳng định Diệp Quân Lâm là người đã hành hung Trác. Thật vậy ư? Diệp Quân Lâm hỏi lại. Nhìn Diệp Quân Lâm lúc này chỉ có một mình, xung quanh đều là những người bạn cường tráng của cô, Trần Đình không hề sợ hãi, tức giận nói, Diệp Quân Lâm, anh đừng giở trò nữa. Tôi nói cho anh biết, tội danh của anh đã không thể chối cãi được rồi. Anh không thể trốn thoát được đâu. Diệp Quân Lâm chỉ cười nhạt, cô thật là vô ơn. Nếu tối hôm qua tôi không xuất hiện, e rằng bọn chúng đã làm nhiều trò bẩn thỉu với cô rồi. Nghe những lời này, Trần Đình liền nhớ lại cảnh tượng đêm qua. Tim cô chợt run lên, khuôn mặt liền trở nên xấu xí. Nhưng cô ta kiên quyết lắc đầu nói, hừm, không thể nào. Anh Trác là một quý ông nổi tiếng lịch lãm, đối xử với phụ nữ rất có chừng mực. Anh ấy không hề làm những trò hèn hạ như anh nói. Khả năng nói dối không chớp mắt của cô ta thật sự khủng khiếp. Diệp Quân Lâm lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở album ảnh, đưa tới trước mặt Trần Đình, tối hôm qua, tôi đã quay lại video lúc cô say rượu. Bàn tay đang đặt trên người cô này, không phải là của quý ông Trác mà cô vừa nói tới sao?
Nhìn thấy đoạn video, đôi mắt của Trần Đình lập tức mở lớn, vô cùng hoảng sợ. Diệp Quân Lâm có cả video, chứng cứ này là đủ để chứng minh cô đã đưa ra một lời khai sai sự thật. Đương nhiên Trần Đình sẽ không thể thoát khỏi việc phải ngồi tù. Đột nhiên, khuôn mặt Trần Đình hoàn toàn biến sắc, lập tức trở nên trắng bệch như giấy. Xóa ngay đoạn video đó cho tôi. Trần Đình đưa tay giật lấy điện thoại của Diệp Quân Lâm, nhưng tốc độ của anh quá nhanh, dễ dàng né được cô ta. Diệp Quân Lâm không nói gì thêm, liền đứng dậy rời đi. Trần Đình cũng nhanh chóng đứng dậy, đuổi theo anh rồi hét lên, đưa điện thoại cho tôi. Tại sao tôi phải đưa điện thoại cho cô? Diệp Quân Lâm quay lại nhìn cô, mỉm cười chế nhạo. Những người bạn của Trần Đình cũng xông tới chặn đường anh rồi nói, đưa điện thoại cho cô ấy ngay lập tức. Có chuyện gì vậy? Đây là điện thoại của tôi mà. Diệp Quân Lâm nói. Người đứng đầu đám thanh niên này là Kim Dương Minh, lạnh lùng nói, tôi ra lệnh anh giao điện thoại ra ngay. Không ngại nói thật cho anh biết, anh Đao, đại ca của quán bar này chính là anh em tốt của tôi. Nếu anh không giao điện thoại, tôi đảm bảo anh không thể rời khỏi đây an toàn được đâu. Với sự xuất hiện của những người này, Trần Đình hiển nhiên cảm thấy rất an toàn. Cô ta mạnh miệng nói, Diệp Quân Lâm, nếu anh không lập tức giao ra điện thoại, xóa đi đoạn video đó, tôi e rằng tối nay anh sẽ phải chịu khổ rồi. Diệp Quân Lâm phó ớt lờ tất cả những lời đe dọa đó, quay người rời đi. Kim Dương Minh liền tiến tới giữ lấy tay anh. Bí trồ. Nhưng không biết từ lúc nào, Thanh Long đã xuất hiện. Anh đấm vào mặt Kim Dương Minh, máu bắn tung tóe. Bị y trồ. Thêm một cú đấm nữa giáng xuống, Kim Dương Minh lập tức đổ cục. Ngay sau đó, cả 6 người bạn của Trần Đình đều bị đánh gục, ngã trên sàn nhà. Tên khốn nạn nào dám gây chuyện trong địa bàn của tôi? Một tiếng hét lạnh lùng truyền đến. Hàng chục người nhanh chóng chạy đến, bao vây Diệp Quân Lâm và Thanh Long. Bọn họ là an ninh ở đây, hay nói trắng ra thì là đám côn đồ bảo kê của quán. Khi sự việc vừa xảy ra, quản lý quán bar đã lập tức thông báo tới họ, vì thế rất nhanh chóng họ đã có mặt. Nghe giọng nói này, Diệp Quân Lâm cảm thấy có chút quen thuộc. Đây chẳng phải là người ở công trường của Lý Tử Nhiễm sao? Anh ta chính là thuộc hạ của Lão Cửu. Khi người tên Đao kia nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Quân Lâm, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi một cách dữ dội. Mày đang gây chuyện gì ở đây thế? Anh ta hét lên, sau đó đi lướt qua Diệp Quân Lâm và Thanh Long, đứng trước mặt Kim Dương Minh. Bốp! Một cái tát như trời đánh giáng xuống mặt Kim Dương Minh, khiến anh ta lập tức ngã về phía sau, phun ra một miệng đầy máu, vài chiếc văng cũng theo đó bay ra ngoài. Chát! Tiểu Đao lại tát lên trên mặt người khác một cái. Đám côn đồ sau lưng anh ta đè mấy người Kim Dương Minh lại, hành hung một trận. Giám đốc quán rượu trợn tròn mắt, đây chính là vị khách tiêu nhiều nhát tối nay đó. Sao kẻ gây sự lại biến thành mấy người này rồi? Tự tôi có quyết định của mình, đám gây chuyện chính là bọn họ. Giám đốc quầy rượu còn muốn giải thích, Tiểu Đao cũng không buồn nghe. Khiến người ta càng trợn tròn mắt hơn, ấy chính là Tiểu Đao lại chủ động tiến tới trước mặt Diệp Quân Lâm. Cười ha hả nói, anh Diệp, đám người gây chuyện phiền phức này tôi đã xử lý xong rồi. Làm phiền đến anh rồi. Làm tốt lắm. Diệp Quân Lâm tán dương, Tiểu Đao nghe được hưng phấn bừng bừng. Trần Đình cùng bạn mình trợn tròn mắt không dám tin. Người gây chuyện là bọn họ mà. Diệp Quân Lâm lắc lắc điện thoại di động hướng về phía Trần Đình, tôi đi đây. Sau đó, Diệp Quân Lâm cùng Thanh Long rời đi. Trần Đình lập tức theo ở phía sau. Dẫu sao Diệp Quân Lâm cũng nắm giữ cái chuôi của con dao có thể giết chết cô. Chẳng qua là sau khi lao ra khỏi quầy rượu, lại chẳng còn thấy bóng dáng của hai người Diệp Quân Lâm ở đâu. Hu hu hu. Trần Đình ngã quỵ trên đất, ngửa mặt lên trời khóc thút thít. Cô biết nếu như mình không tìm được Diệp Quân Lâm, thì coi như xong rồi. Chỉ cần Diệp Quân Lâm đưa những bằng chứng vừa lấy được, cô rất có thể sẽ phải ngồi tù. Trần Đình sợ đến phát điên. Dẫu sao cô cũng vừa mới tốt nghiệp, làm sao có thể đi tù được. Cô hối hận rồi. Cô quá hối hận rồi. Thấy tiền nhiều trước mắt là cái gì cũng không màng nữa. Ở một bên khác, Chu Tước cũng đã giải quyết xong hết thảy. Lại điều tra ra được ghi chép truyền tiền và ghi âm điện thoại, vân vân, của mấy người phục vụ. Mấy người phục vụ này cũng bị sợ đến phát khóc. Trong biệt thự xa hoa ở một nơi nào đó tại Tô Hàng. Đỗ Nhân Hà đang hút xì gà,
nhìn cô gái có vóc người nóng bỏng nằm trên giường. Anh ta nhìn cô ấy, cười lạnh nói, yên tâm đi. Sớm thôi, người nằm trên giường của tôi sẽ là cô đó, Lý Tử Nhiễm. Có rất nhiều bạn học cùng Lý Tử Nhiễm này sinh ham muốn với cô không chỉ một, hai ngày. Những kẻ nắm trong tay một ít tài danh, lại càng ham muốn hơn. Đỗ Nhân Hà khó khăn lắm mới có một cơ hội như vậy, anh ta tất nhiên phải lợi dụng để cưỡng ép Lý Tử Nhiễm vào tay. Anh ta thật muốn nếm thử một chút mùi vị người phụ nữ năm đó đã cự tuyệt mình, không biết sẽ như thế nào đây. Đúng vừa lúc ấy, lại có người nhấn chuông cửa. Đỗ Nhân Hà mắng một câu, mặc áo choàng tắm vào đi mở cửa. Sau khi mở ra lại thấy Diệp Quân Lâm. Ôi trời, đây không phải là nhân vật quan trọng ở Tô Hàng chúng ta, Diệp Quân Lâm đây sao? Bạn học cũ tới nhà, hoan nghênh, hoan nghênh. Đỗ Nhân Hà cũng không đuổi Diệp Quân Lâm đi, ngược lại còn mời anh vào biệt thự. Bạn học cũ, cậu tới đây vì vụ kiện của mình à? Đỗ Nhân Hà cười nói. Đúng vậy, bạn Đỗ, cậu là luật sư trưởng của văn phòng luật mà, có chuyện không hỏi cậu thì hỏi ai nữa? Diệp Quân Lâm cười cười. Có chuyện gì thế? Đỗ Nhân Hà cố ý hỏi. Chính là Tử Nhiễm muốn nộp đơn kiện. Lúc đi tìm văn phòng luật lớn tìm luật sư đại diện sao lại chẳng ai dám tiếp thế? Diệp Quân Lâm hỏi. Ha ha, nói thật vậy, là tôi sắp xếp đó. Toàn bộ luật sư trong ngành sẽ chẳng có ai tiếp nhận hồ sơ của cậu đâu. Đỗ Nhân Hà nói thẳng, dù sao anh ta cũng không sợ Diệp Quân Lâm. Dưới góc nhìn của anh ta, tối nay Diệp Quân Lâm đến đây là cầu xin anh ta. Là cậu. Diệp Quân Lâm làm bộ không tưởng tượng nổi. Đúng. Không xêu tôi chính là muốn bức tử cậu cùng Lý Tử Nhiễm. Đẩy hai người vào đường cùng, để cậu phải quỳ xuống mà cầu xin tôi. Bây giờ không phải cậu đã đến cầu xin tôi rồi hay sao? Đỗ Nhân Hà cười cười. Diệp Quân Lâm hỏi, nói cách khác là do cậu cùng Phạm Đại Thành dàn xếp hết thảy. Không xêu đến cả mấy người nhân chứng kia cũng là một tay tôi an bài sắp xếp hết. Tôi sắp đặt thật không chê vào đâu được. Diệp Quân Lâm cậu không cầu xin tôi thì chỉ có chờ chết thôi. Đỗ Nhân Hà cười rất ngông cuồng. Dẫu sao anh ta nắm mọi thứ trong tay, tin rằng sẽ ăn tươi nuốt sống được Diệp Quân Lâm. Hóa ra là việc do mày làm. Diệp Quân Lâm làm bộ ra vẻ tức giận. Không xêu khi thương hội Tô Hàng tới tìm tao, vừa nghe là vụ kiện của Lý Tử Nhiễm và mày, tao đã đồng ý ngay lập tức. Năm đó, tao theo đuổi Lý Tử Nhiễm bị cô ta cự tuyệt thẳng thừng. Còn nói tao cặn bã không xứng với cô ta, bây giờ thế nào, các người rốt cục cũng phải đến cầu xin tao thôi. Đối với chuyện năm đó, Đỗ Nhân Hà vẫn luôn canh cánh trong lòng, khổ nỗi không tìm được cơ hội. Lần này Lý Tử Nhiễm rốt cuộc cũng rớt vào trong tay anh ta. Anh ta phải chơi đùa thật thỏa thích mới được. Xê mày! Diệp Quân Lâm tỏ vẻ rất sợ. Đỗ Nhân Hà xích lại gần Diệp Quân Lâm, cười lạnh nói, Diệp Quân Lâm à! Bây giờ tất thảy đều nằm trong tay tao. Chỉ cần mày đâm đơn kiện thì thua là cái chắc. Sau đó, cứ yên tâm mà vào tù đi. Không phải lỗi của tao, là bọn họ quấy rối Tử Nhiễm. Đã vậy còn làm tao bị thương, tao cũng chỉ tự vệ thôi. Diệp Quân Lâm giả như sắp khóc đến nơi. Hừ hừ, dĩ nhiên tao biết, đám người chắc bọn họ là lũ háo sắc. Mấy năm nay đùa bỡn không ít đàn bà phụ nữ rồi. Bọn họ chính là muốn trả thù Lý Tử Nhiễm. Làm chuyện bắt chính với cô ta. Không những thế còn muốn trói mày lại, để mày gương mắt nhìn bọn họ chơi vợ mày. Nhưng mày có cách nào khác hay không? Mày không có chứng cứ nào hết. Đỗ Nhân Hà cười nói. Vậy bạn học cũ, tôi phải làm gì bây giờ? Cậu giúp tôi đi. Diệp Quân Lâm làm bộ cầu xin. Đỗ Nhân Hà âm hiểm cười một tiếng, rất đơn giản. Thứ nhất, 2 tỷ. Thứ hai, đưa Lý Tử Nhiễm qua đây. Một tuần sau tao sẽ trả lại cô ấy cho mày. Điều kiện đơn giản đúng không? Bây giờ Lý Tử Nhiễm có người đầu tư, 2 tỷ là chuyện đơn giản. Và lại, để cô ấy ngủ với tao một tuần, giúp cho mày bình yên vô sự. Cái giá này cũng ổn đấy chứ nhỉ? Đỗ Nhân Hà vỗ võ bả vai của Diệp Quân Lâm, người anh em cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Nếu không đáp ứng được hai điều kiện này, thế thì mày xong đời rồi. Tao có thể đảm bảo cho mày mức án tù chung thân đấy. Cả đời này mày cũng đừng nghĩ sẽ có ngày được ra tù. Sau khi nghe xong uy hiếp của Đỗ Nhân Hà, Diệp Quân Lâm liền đột nhiên cười. Anh ngồi ở trên ghế salon, hai chân gác chéo lên nhau, lấy ra một điều thuốc, đốt lên hút.
Tư thế này so với dáng vẻ vâng vâng dạ dạ cầu xin người khác mới nãy hoàn toàn khác nhau. Đỗ Nhân Hà ngắn ra, nhìn Diệp Quân Lâm không thể tưởng tượng nổi. Không phải là đi cầu xin anh ta hay sao? Sao lại biến thành tư thái đại gia rồi? Diệp Quân Lâm mày có ý gì đây? Tự tìm cái chết à? Đỗ Nhân Hà quát ầm lên. Lúc này, đột nhiên trong phòng có tiếng bước chân vang lên. Đỗ Nhân Hà còn tưởng rằng là người đàn bà kia, lạnh lùng nói, không phải đã nói là đừng ra ngoài hay sao? Tôi không thể ra ngoài à? Nghe được giọng đàn ông, Đỗ Nhân Hà vội vàng quay đầu, bất ngờ nhìn thấy Thanh Long đang giơ máy quay phim chậm rãi đi tới. Ông là ai? Ở trong phòng tôi làm gì? Thanh Long không để ý đến anh ta, đi thẳng tới trước mặt Diệp Quân Lâm, tướng quân, đã quay được rồi. Thấy máy quay phim, trong lòng Đỗ Nhân Hà chợt run lên, hoảng sợ hỏi, lúc nãy có cái gì ông cũng quay được hết rồi. Lúc này, Đỗ Nhân Hà bỗng nhận ra được mục đích của Diệp Quân Lâm. Anh bề ngoài làm bộ là tới cầu xin, nhưng trên thực tế nhưng là đang gài bẫy. Lần này thì hay rồi, tự bản thân anh ta nói hết mọi chuyện ra. Máu chốt là Diệp Quân Lâm ở trong mắt anh ta quá yếu hèn. Rơi vào đường cùng cũng chỉ biết đi cầu xin anh ta. Vốn dĩ không ngờ được rằng Diệp Quân Lâm có ý tới cầu cạnh. Anh ta đã đánh giá thấp Diệp Quân Lâm rồi. Diệp Quân Lâm kiểm tra nội dung máy quay phim quay được, cười nói, không sai. Lúc đầu muốn dùng bút thu âm cơ, nhưng nghĩ lại thì quay hình lại vẫn tốt hơn. Nghe xong lời này, Đỗ Nhân Hà muốn bùng nỏ. Video này nếu bị truyền ra ngoài, anh ta sẽ tàn đòi. Văn phòng luật sư Đại Thành sẽ bị hủy hoại, đời này của anh ta cũng bị hủy hoại. Trong lúc nhất thời, Đỗ Nhân Hà sợ đến toát cả mồ hôi lạnh. Anh ta so với Trần Đình còn hốt hoảng hơn nhiều. Trần Đình là bởi vì tuổi trẻ sợ ngồi tù. Anh ta là bởi vì gia sản khổng lồ cùng bao nhiêu lợi ích như vậy sẽ biến mất không tăm hơi. Nếu cứ bị hủy đi như vậy, tất nhiên không cam lòng. Đỗ Nhân Hà đờ người, trọn mắt nhìn Diệp Quân Lâm, cậu mau giao đoạn video đó cho tôi thì sóng yên biển lặng. Nếu không, tôi đảm bảo cậu gánh không nổi đâu. Cậu đang uy hiếp tôi sao? Diệp Quân Lâm cười. Đỗ Nhân Hà trong nháy mắt biết, Diệp Quân Lâm là một người rất lợi hại. Nếu không cũng sẽ không một mình đến đây. Đối với anh đe dọa là vô dụng. Đỗ Nhân Hà cố nén sự kích động trong lòng, dùng giọng thương lượng nói, cậu có điều kiện gì? Nói đi. Diệp Quân Lâm lắc đầu một cái, tôi không có điều kiện gì. Không, chỉ cần cậu giao đoạn video này cho tôi sẽ thay cậu kiện, tôi bảo đảm cậu sẽ thăng. Hơn nữa, còn được nhận không ít tiền bồi thường. Đỗ Nhân Hà lập tức nói. Anh ta cho rằng, cái mà Diệp Quân Lâm mong muốn chính ra thoát khỏi tội danh, thắng được vụ kiện này. Diệp Quân Lâm nở nụ cười, ý vị sâu xa, tôi cần một tên phế vật như cậu tới giúp tôi đâm đơn kiện à. Nói xong, Diệp Quân Lâm đứng dậy muốn rời đi. Cậu không thể đi, có điều kiện gì chúng ta cứ bàn bạc với nhau ở đã. Đỗ Nhân Hà lập tức ngăn ở trước mặt Diệp Quân Lâm. Chỉ cần cậu xóa đoạn video đó, điều kiện gì tôi cũng có thể tiếp nhận. Đỗ Nhân Hà gấp đến độ muốn phát khóc. Thanh Long nhấc bổng anh ta lên, ném anh ta lên trên ghế salon. Đỗ Nhân Hà kêu khóc, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Quân Lâm rời đi. Sau khi đi ra đến bên ngoài, Chu Tước tìm được Diệp Quân Lâm, cầm trong tay một tập tài liệu, tướng quân, ghi chép chuyển tiền, còn có ghi âm điện thoại của Phạm Đại Thành cùng Đỗ Nhân Hà đã có được rồi. Tốt lắm, chứng cứ đầy đủ hết, Chu Tước ông đi để lên trên bàn của Phó Học Kiệm đi. Để ngày mai ông ta có thể thấy được. Diệp Quân Lâm hút thuốc lá cuốn, biên mắt ở trong màn đêm. Đêm ấy là một đêm dài đối với Lý Tử Nhiễm, Lý Văn Uyên. Ngày mai sẽ quyết định số mạng bọn họ. Một đêm này đối với mấy người phục vụ làm chứng ở quán rượu Hoàng Hào mà nói thì cũng rất đau khổ. Vào lúc 8 giờ, còi hụ của xe cảnh sát vang lên ầm ĩ. Mười mấy người cảnh sát từ trong mấy chiếc xe nọ nhảy xuống, vọt vào quán rượu, rất nhanh đã áp giải những người phục vụ này đi mất. Bên trong nhà trọ, Trần Đình vẫn trong trạng thái căng thẳng lo âu. Trần Đình cậu yên tâm đi. Sau lưng cậu không phải là còn luật sư Đỗ Nhà Hà và thương hội Tô Hàng hay sao? Có bọn họ rồi, Diệp Quân Lâm nhất định sẽ bị định án tử. Cái video đó thì có tính là gì đâu, cậu cứ khăng khăng nói là anh ta giàn cảnh là được. Bạn cùng nhà khuyên nhủ. Sắc mặt Trần Đình lúc này mới nhẹ đi không ít.
Đúng vậy. Cô ta còn có hậu thuẫn phía sau. Diệp Quân Lâm thì là cái thá gì chứ? Nhưng vào lúc này, còi hụ xe cảnh sát vang khắp dãy nhà trọ. Trần Đình cùng bạn mình chạy đến bên cửa sổ nhìn một cái, đã thấy một chiếc xe cảnh sát ngừng dưới lầu nhà trọ bọn họ ở. Trần Đình lập tức sợ đến ngắt đi, nhưng vẫn bị cảnh sát mang đi. Ở một bên khác, Đỗ Nhân Hà sáng sớm đã đến tập đoàn Đại Thành của Phạm Đại Thành. Thật ra anh ta là con nuôi của Phạm Đại Thành con nuôi, cho nên văn phòng luật sư cũng dùng tên của Đại Thành mà đặt. Trong phòng làm việc của chủ tịch, cha nuôi cứu con, tên nhãi Diệp Quân Lâm kia nắm giữ bằng chứng bắt lợi cho con y. Đỗ Nhân Hà sợ đến mức trắng bệch cả mặt mày. Phạm Đại Thành hút xì gà, cả giận nói, anh có phải là luật sư không? Bị dọa sợ thế này thì còn ra cái thể thống gì? Đỗ Nhân Hà trong lòng không ngừng run rẩy, ba nuôi không phải như vậy đâu. Diệp Quân Lâm này quả thật có bản lãnh, anh ta không chỉ có chứng cứ buộc tội con. Đêm hôm qua anh ta còn quay video lại, mới vừa rồi con nhận được tin tức, mấy người phục vụ giả làm nhân chứng, cùng cả thư ký của Lý Tử Nhiễm đã bị bắt đi rồi. Ba nuôi, tiếp theo chính là con đó. Ba nuôi cứu con đi. Đỗ Nhân Hà khổ sở khẩn cầu. Phạm Đại Thành đứng ở cửa sổ sát đất, ánh mắt nhìn cảnh sắc tô hàng phía xa, ông hút một hơi xì gà, để xem ai dám động vào con nuôi của Phạm Đại Thành này. Nhân Hà yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, cục phó cục công an cũng phải nể mặt ba mấy phần. Hàng năm ba mang lại cho tô hàng này biết bao nhiêu là lợi nhuận, giải quyết biết bao nhiêu là vấn đề về việc làm chứ. Phạm Đại Thành không quan tâm chút nào. Ông ta không chỉ là một trong 8 người quản lý thương hội tô hàng, mà tập đoàn Đại Thành dưới tay ông cũng đạt giá trị đến 7-80 triệu. Tất nhiên là có trọng lượng rồi. Nhưng ngay giây tiếp theo, tiếng còi xe cảnh sát vang lên ầm ĩ trên quảng trường phía trước tập đoàn Đại Thành. Tiếng còi báo hiệu trong trẻo, vang như tiếng chuông lớn khiến cả tòa nhà đều nghe được rõ ràng. Thấy mấy chiếc xe cảnh sát dừng lại ở quảng trường trước mặt, Phạm Đại Thành sắc mặt khẽ đổi. Đỗ Nhân Hà bị dọa cho sợ đến run lẫy bẩy. Đây chính là đến bắt anh ta. Phạm Đại Thành hút thuốc lá cuốn, chau mày, nhưng vẫn nói, Nhân Hà yên tâm đi. Có ba ở đây, không ai dám động đến con đâu. Rất nhanh, mấy tên cảnh sát đã đến trong phòng làm việc của Phạm Đại Thành. Bọn họ đưa lệnh bắt giữ ra. Đỗ Nhân Hà sợ đến toát mồ hôi lạnh khắp người. Phạm Đại Thành quát lên, tôi xem ai dám dẫn con nuôi của Phạm Đại Thành này đi. Hôm nay không những không dẫn con nuôi đi, mà còn phải bắt cả ba nuôi đi nữa. Giọng nói Phó Học Kiệm vang lên cùng lúc với ông ta xuất hiện từ phía sau. Trong tay ông ta còn cầm lệnh bắt giữ, chính là lệnh bắt Phạm Đại Thành. Cục trưởng Phó. Thấy Phó Học Kiệm, sắc mặt Phạm Đại Thành đại biến. Phó Học Kiệm biết Phạm Đại Thành là khối xương khó gặp, cho nên ông ta tự mình tới. Phạm Đại Thành. Đỗ Nhân Hà chúng tôi đã nắm giữ bằng chứng buộc tội hai người. Mời hai người về cục phối hợp điều tra với chúng tôi. Nếu không, chúng tôi sẽ thi hành các biện pháp cưỡng chế. Phó Học Kiệm vung tay lên, 4 người tiến lên, áp giải Phạm Đại Thành cùng Đỗ Nhân Hà rời đi. Phạm Đại Thành dù có như thế nào cũng không nghĩ tới mình cũng bị rơi vào vũng lầy này. Ông ta là người quản lý thương hội tô hàng. Đây cũng là điều tất cả mọi người không nghĩ tới. Thế mà cũng có người dám ra tay với người quản lý thương hội tô hàng. Sau khi đi tới cục cảnh sát, xác thực chứng cứ là thật. Nhưng khiến Phạm Đại Thành và Đỗ Nhân Hà hết sức kinh ngạc chính là việc ghi chép chuyển tiền cùng với ghi âm điện thoại đều do họ một tay mã hóa nó lại. Dẫu sao Đỗ Nhân Hà là luật sư, anh ta rất cẩn thận. Sau khi anh ta mã hóa, dù là cảnh sát công nghệ cao cũng khó mà tra ra được. Nhưng bọn họ nào biết, Chu Tước là hacker đứng đầu thế giới. Những chuyện thế này chỉ là lông gà vỏ tỏi. Phạm Đại Thành cùng Đỗ Nhân Hà phen này khó mà thoát. Thậm chí đám người trác ở bệnh viện cũng bị gán tội danh. Chờ sau khi bọn họ khỏi bệnh, cũng sẽ bị đưa ra pháp luật trừng trị. Rất nhanh, giới truyền thông của tô hàng rầm rộ đưa tin chuyện này. Trả lại đúng chân tướng của sự vi hại. C có điều khiến cho mọi người kinh hãi nhất là Phạm Đại Thành lại bị bắt. Người quản lý thương hội tô hàng ai cũng phải nể mặt. Thế mà lại bị bắt rồi. Ai nấy đều thấy khiếp sợ. Thương hội tô hàng cũng rất kinh ngạc chuyện này. Nhưng người ra mặt là Phó Học Kiệm, bọn họ cũng không có cách nào. Trong phòng làm việc của Lý Tử Nhiễm,
Lý Tử Nhiễm kích động ôm lấy Diệp Quân Lâm. Hóa ra anh đã sớm đoán trước, còn cố ý giữ lại chứng cớ. Anh thật thông minh, chẳng trách anh không sợ hãi chút nào. Diệp Quân Lâm cười cười. Những người này đòi đấu với anh thì cũng còn non tay lắm. Sau khi giải trừ mối nguy, tập đoàn Quân Lâm lại điện thoại đến, tăng đầu tư thêm 2 tỷ nữa, càng thêm khuếch trương kích thước công ty Lý Tử Nhiễm. Lý Tử Nhiễm vui vẻ đón nhận. Buổi chiều, Lý Tử Nhiễm lại đưa ra thông báo, miễn là nhân viên ở lại đều được tăng lương và tăng phúc lợi. Thậm chí Lý Tử Nhiễm còn sắp xếp cho một ít nhân viên thăng chức. Bởi vì lần này nhân viên rời đi đến một nửa, trống ra rất nhiều vị trí. Sau khi tin tức này truyền ra ngoài, toàn thành phố sôi nổi bàn luận không rút. Hơn nữa công ty khuếch trương quy mô lớn, cần một lượng đông nhân viên mới nữa. Trong lúc nhất thời rất nhiều người xin việc mau chóng tụ tập ở trước công ty Hoa Đình. Ở hiện trường tuyển dụng, một người đàn ông trung niên đi giày da, vóc người mập mạp xuất hiện. Hắn ta ném sơ yếu lý lịch của mình lên trên bàn, tôi là trưởng phòng tư pháp cũ của công ty Hoa Đình, tên là Tôn Diên Hiểu. Mau cắt hồ sơ tuyển dụng của tôi đi, tôi tới để đi làm. Có điều nhân viên tuyển dụng cười lạnh nói, Tôn Diên Hiểu đúng không? Anh nằm trong danh sách đen của công ty Hoa Đình, cả đời cũng không được tuyển dụng lại. Các người là ai, dám không tuyển dụng tôi? Mau gọi bộ phận nhân sự ra đây. Tôn Diên Hiểu cả giận nói. Hắn bị mây người Lâu La tiểu tốt cấp dưới chặn trước cửa, cảm giác rất khó chịu. Đúng, 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 trước kia chúng tôi là nhân viên công ty Hoa Đình. Dựa vào cái gì bây giờ không cho chúng tôi vào? Chúng tôi mới là thành phần cộm cán trong công ty này. Công ty này không có chúng tôi không được. Chúng tôi không chỉ muốn quay về làm việc lại, mà còn phải hưởng thụ tiền lương và phúc lợi gấp đôi. Từng tiếng quát tháo vang lên. Trên 100 người đi theo sau lưng Tôn Diên Hiểu, càn quấy hô lớn. Bọn họ là những nhân viên trước kia đã rời đi. Lúc đang chuẩn bị tìm nơi trốn mới thì nghe được công ty Lý Tử Nhiễm vượt qua được cơn nguy. Không những thế còn nhận được khoản đầu tư cách xù, tiền lương và phúc lợi của nhân viên tăng gấp đôi. Bọn họ lập tức chạy tới như điên. Kết quả biết tên mình nằm trong danh sách đen của công ty, không được tuyển dụng. Điều này làm cho bọn họ rất tức giận. Tôn Diên Hiểu cả giận nói, phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Đây là bất công nghiêm trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi có thể truy tố yêu cầu bồi thường tổn thương tinh thần đó. Lúc này, Lý Tử Nhiễm xuất hiện, có phải tôi đã từng nói với mấy người rằng rời đi rồi thì đừng nghĩ đến chuyện quay lại hay không? Các người đã có tên trong danh sách đen rồi. Thấy Lý Tử Nhiễm, bọn họ không mạnh miệng như lúc đầu nữa. Tôn Diên Hiểu cười ha hả nói, Lý Tổng chúng tôi đã biết lỗi rồi. Cô cho chúng tôi một cơ hội đi. Đúng vậy, Lý Tổng chúng tôi cũng biết lỗi rồi. Cho chúng tôi cơ hội đi. Những người khác cũng vội vàng cầu xin. Cơ hội chỉ có một lần, tôi đã cho các người rồi. Lý Tử Nhiễm tuyệt tình nói chuyện lạnh như băng. Các nhân viên còn ở lại trong công ty đừng nói là vui sướng đến độ nào, muốn khai trừ hết đám người này. Lý Tử Nhiễm lạnh lùng nói, tên các người nằm trong danh sách đen. Tuyệt đối không thể nào được tuyển dụng lại. Được, Lý Tử Nhiễm cô bất nhân, đừng trách chúng tôi bất nghĩa. Hôm nay chúng tôi sẽ ở lì ở đây không đi. Tôn Diên Hiểu lạnh lùng nói. Những người khác cũng ồn ào hô hào theo, ở trước công ty ngăn trở. Người khác đến tham gia tuyển dụng không được, người đến xử lý công việc cũng không xong. Chúng ta cùng xem là ai tổn thất hơn. Tôn Diên Hiểu còn nói, đến lúc đó chúng ta còn truy tố cô. Truy tố cô không tuân theo pháp luật, tự mình thiết lập quy định phản nhân quyền, tổn thương nghiêm trọng đến chúng ta, yêu cầu bồi thường thật nặng. Tôn Diên Hiểu là người của phòng tư pháp, không nói đến việc hắn hiểu luật, nếu như muốn bày trò vô liêm sỉ đích thì càng khó chịu hơn nhiều. Lúc Lý Tử Nhiễm đang buồn phiền thì chợt thấy Diệp Quân Lâm tới. Phía sau Diệp Quân Lâm có một đám người đi theo sau, khí thế hung hăng. Là ai muốn ở trước công ty Hoa Đình gây chuyện? Diệp Quân Lâm la lớn. Là tôi, thì sao? Tôn Diên Hiểu đáp một tiếng. Diệp Quân Lâm vung tay lên. Đám người tiểu đao sau lưng tiến lên. Mấy người vây quanh Tôn Diên Hiểu, tiểu đao vỗ một cái lên mặt hắn. Làm sao, mày muốn gây chuyện à? Tiểu đao cười hỏi. Tôn Diên Hiểu thấy mấy người hung dữ bặm trợn này, lại thấy vết sẹo và hình xăm của tiểu đao thì không sợ cũng không được. Những nhân viên khác cũng bị các anh em của tiểu đao toàn bộ xúm lại bên cạnh,
nhưng Tôn Diên Hiểu vẫn gần cổ nói với Lý Tử Nhiễm, Lý Tử Nhiễm cô dám tìm mấy tên côn đồ lưu manh này đến đe dọa chúng tôi. Chúng tôi phải kiện cô chết chắc rồi. Lý Tử Nhiễm nhìn hắn cười lạnh nói, xin lỗi, tôi không biết họ là ai. Tiểu Đao cười cười, đúng vậy, chúng tao có quen biết gì đâu. Chỉ là thấy mày ở đây gây chuyện ngứa mắt cho nên mới thấy bắt Bình ra tay giúp đỡ. Sao, không hài lòng hả? Những người khác cũng đồng thanh quát lên, đúng, tụi tao không thích chúng mày nhiễu sự nên tụi tao tới đây đấy. Các người, Tôn Diên Hiểu khẳng định bọn họ và Lý Tử Nhiễm có quen biết, nhưng không có chứng cớ. Các người muốn thế nào? Tôi xuất thân ngành luật, tôi không sợ các người đâu. Tôn Diên Hiểu tuy ngữ khí có phần kinh sợ nhưng vẫn cứng đầu nói. Tiểu Đao vỗ vỗ mặt hắn, cười nói, chúng tao chẳng làm gì mày cả. Tao có biết con gái mày học ở trường tiểu học Phương Đông. Vợ mày đi làm ở Bách Hóa Vạn Long. Cái gì? Tôn Diên Hiểu sau khi nghe xong, bị dọa sợ muốn chết. Đây là uy hiếp trắng trợn. Nhưng hắn không thể làm gì. Đối phương cũng không có gây thương tích gì cho ai. Tôi sai rồi, tôi không dám gây chuyện nữa. Tôn Diên Hiểu nhượng bộ. Sai rồi thì nói xin lỗi đi chứ. Tiểu Đao cười lạnh nói. Tôn Diên Hiểu đứng ở trước mặt Lý Tử Nhiễm, nói xin lỗi, Lý Tông chúng tôi sai rồi, sẽ không gây chuyện nữa. Những người khác cũng đều nói xin lỗi. Hồi hận rồi. Bọn họ vô cùng hồi hận rồi. Nếu như ngay từ đầu không từ chức, thì bây giờ có phải bọn họ đã được hưởng gấp đôi tiền lương và phúc lợi rồi không? Thế chẳng phải là vui vẻ rồi sao? Bên hối hận vẫn còn có nhà họ Lý. Cái gì, tập đoàn Quân Lâm đầu tư 6 tỷ, công ty Hoa Đình muốn mở rộng quy mô. Đôi con người của Lý Thiên Hạo trợn trừng đến muốn bay ra ngoài. Lý Văn Phi gật đầu một cái, đúng vậy, trừ hạng mục thành Tây, tiền còn lại đủ để Hoa Đình mở rộng quy mô, nháy mắt đã muốn đối đầu với tập đoàn Lý Thị rồi. Cái gì? Lý Thiên Hạo không tưởng tượng nổi. Vốn cho là lấy đi 1 tỷ lợi nhuận đã là lớn rồi, không ngờ lại bị thua thiệt. Bây giờ đã ngang hàng với Lý Tử Nhiễm rồi. Xem ra, phải hòa hoãn quan hệ cùng Tử Nhiễm. Mấy ngày nay Diệp Quân Lâm bận bịu công việc tập đoàn Quân Lâm. Anh quyết định đổi tên thành tập đoàn Vân Đình để tưởng niệm Lục Vân Đình. Đồng thời, tuyên chiến với thương hội Tô Hàng. Dĩ nhiên những việc này phải tạm gác lại sau tiệc mừng thọ cho bà của Lý Tử Nhiễm. Tiệc mừng thọ sắp đến rồi. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan đang tích cực chuẩn bị quà mừng. Biết bà cụ tin Phật, Triệu Nhã Lan đặc biệt đi đến ngôi miếu nổi tiếng nhất Tô Hàng thỉnh về một pho tượng Phật Ngọc. Dù sao cũng là con gái mà, chắc chắn luôn hy vọng sức khỏe mẹ được bình an. Bà cụ nắm trong tay nhà họ Triệu lớn như vậy, dĩ nhiên rất thích những món đồ cổ này. Lý Văn Uyên đặc biệt mua một bộ thư pháp mắt 300 ngàn. Lý Tử Nhiễm cũng có quà, là nhân sâm núi trăm năm. Lý Văn Uyên rất hài lòng với quà cáp lần này. Đến lễ mừng thọ, lấy ra những món quà này, ông nhất định sẽ có mặt mũi. Ông lại dặn dò Diệp Quân Lâm, con cũng chuẩn bị một phần quà đi. Dẫu sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, nhớ, chọn cho tốt, lấy tiền của Tử Nhiễm cũng được. Triệu Nhã Lan trợn mắt nhìn Lý Văn Uyên một cái, bà dặn dò Diệp Quân Lâm, thật ra thì con cứ thành tâm chọn một món quà là được. Không cần quá đắt đâu. Đúng vậy, nhà họ Triệu cũng là một gia tộc lớn. Nói thực thì họ cũng không khác nhà họ Diệp là bao. Chưa hẳn mọi người sẽ coi trọng những món quà có giá trị cao đâu. Lý Tử Nhiễm nói. Vì là sinh nhật bà ngoại của Tử Nhiễm, nên nhất định phải chọn quà chu đáo. Bố mẹ. Không biết bà ngoại có sở thích gì đặc biệt không? Diệp Quân Lâm hỏi. Cũng không có sở thích gì đặc biệt, mà có thể gọi là một thói quen xấu thì đúng hơn. Triệu Nhã Lan lập tức nói. Bà ấy có sở thích uống rượu hút thuốc, chúng ta có khuyên răn thế nào cũng không được. Diệp Quân Lâm cười, vậy thì con sẽ chuẩn bị rượu và thuốc lá cho bà. Cái gì, Diệp Quân Lâm, cậu đừng có làm bừa. Nếu cậu mang rượu và thuốc lá tới, nhất định sẽ bị anh chị của tôi mắng. Hơn nữa, bà ấy tuổi tác bây giờ đã cao rồi, làm sao có thể dùng rượu với thuốc được nữa. Tốt nhất cậu đừng mua thì hơn. Triệu Nhã Lan lập tức cảnh cáo. Cậu dứt khoát đừng mua, chỉ tổ chuốc thêm phiền phức mà thôi. Lý Văn Uyên cũng nói chen vào. Con biết rồi, Diệp Quân Lâm đáp, tuy nhiên, anh chắc chắn sẽ phải mang quà tới. Đam mỹ hay. Đây sẽ là món đồ mà bà ngoại chưa bao giờ nhìn thấy.
Nói cách khác, đây là thứ mà dẫu có tiền cũng không dễ gì mua được. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, ngày hôm sau, mọi người cùng nhau xuất phát. Tiêu Thắm cũng đi cùng bọn họ. Mặc dù Lý Tử Nhiễm có tiền, nhưng hiện tại đều nằm trong tài khoản của công ty. Thời gian quá eo hẹp, Lý Văn Uyên không thể tìm được một chiếc xe hơi sang trọng. Vì thế, mọi người liền chọn đi đường sắt cao tốc, sẽ đến nơi sau 40 phút. Trước khi lên tàu, Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan thở phào nhẹ nhõm vì thấy Diệp Quân Lâm không đem theo món quà nào. Họ thực sự sợ rằng Diệp Quân Lâm sẽ mang tới rắc rối vì món quà của anh. 40 phút sau, họ đã tới ga đường sắt cao tốc tại thủ phủ thành phố Kim Lăng. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan hào hứng đi trước, Lý Tử Nhiễm cùng Tiêu Thắm cũng nhanh nhẹn bước theo phía sau. Diệp Quân Lâm xách tất cả đồ đạc, đi sau cùng. Hiện tại nơi đây đang tổ chức hội nghị thượng đỉnh kinh tế châu Á, vì vậy tất cả các ga tàu cao tốc cùng sân bay đều được kiểm tra an ninh cực kỳ nghiêm ngặt. Đặc biệt, khi hành khách rời khỏi nhà ga, còn phải thông qua một cuộc kiểm tra an ninh được thiết lập đặc biệt. Xóc. Khi Diệp Quân Lâm đi qua cổng an ninh, đột nhiên chuông báo động vang lên. Nghe thấy tiếng động, các lối ra liền trở nên lộn xộn. Những người có mặt tại ga tàu đều trở nên cảnh giác, ráo rác nhìn xung quanh. Các nhân viên an ninh cũng trở nên căng thẳng và có chút lo lắng. Lực lượng cảnh sát được bố trí xung quanh vội vã chạy đến ngay khi tín hiệu được phát ra. Diệp Quân Lâm đứng giữa cổng an ninh, không đi vào cũng không bước ra ngoài. Chuông báo động cũng cứ thế mà vang lên không ngừng. Đột nhiên, hàng trăm ánh mắt tập trung vào một mình Diệp Quân Lâm. Ngay cả Lý Văn Uyên và những người khác cũng sững sờ, trong khoảnh khắc đều chết lặng vì sợ hãi. Đừng cử động. Giơ tay lên. Các thanh tra an ninh lần lượt rút vũ khí, nhắm vào Diệp Quân Lâm. Bởi vì tất cả hành lý đều đã qua công kiểm tra, nên lúc này trên tay Diệp Quân Lâm cũng không hề cầm vật dụng gì. Do đó, trong suy nghĩ của mọi người, ai nấy đều cho rằng Diệp Quân Lâm đang cất giấu những món đồ nguy hiểm ở trong người anh. Nhất là vào thời điểm đặc biệt này, mọi người không thể tránh khỏi hồi hộp, khẩn trương. Mọi người nhanh chóng sơ tán. Dưới sự hướng dẫn của các nhân viên an ninh, mọi người đều vội vã di tản, tránh xa vị trí của Diệp Quân Lâm, kể cả nhóm người Lý Tử Nhiễm cũng không ngoại lệ. Lúc này, chỉ còn Diệp Quân Lâm ở lại trạm kiểm soát an ninh. Anh đang giấu cái gì? Mau lấy ra ngay, một nhân viên an ninh hét lên trong lo lắng. Diệp Quân Lâm chỉ mỉm cười, tôi không giấu cái gì cả. Không thể nào, chuông báo động kêu nhất định phải có lý do. Anh hãy chủ động giao vật nguy hiểm đó ra, chúng tôi có thể suy xét và giảm nhẹ mức án dành cho tội danh của anh. Người nhân viên an ninh cố gắng thuyết phục Diệp Quân Lâm. Nhưng tôi không có đồ vật gì nguy hiểm, bây giờ phải lấy gì ra mới được chứ? Diệp Quân Lâm thản nhiên đáp. Anh đi từng bước ra khỏi cổng kiểm tra an ninh, đồng thời bàn tay đưa vào bên trong áo, như thể đang chuẩn bị lấy ra một vật gì đó. Đứng yên đó, cắm nhúc nhích, giơ tay lên. Nếu anh manh động, chúng tôi có thể bắn anh ngay lập tức. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Diệp Quân Lâm đang định lấy thứ gì đó từ trong áo, vì thế liền trở nên căng thẳng và hoảng sợ, không ngừng hét lên. Nhưng Diệp Quân Lâm không hề quan tâm tới bọn họ, vẫn đưa tay vào bên trong. Tất cả nhân viên an ninh cùng lực lượng cảnh sát có mặt tại đó đều đang đổ mồ hôi và vô cùng hoang mang. Có thể nói, đây là một trong những thời điểm căng thẳng nhất cuộc đời họ, cũng là một thách thức lớn đối với tâm lý mọi người. Họ nhìn chằm chằm vào Diệp Quân Lâm, không dám chớp mắt, bàn tay cầm vũ khí có chút run rẩy. Nếu món đồ mà Diệp Quân Lâm chuẩn bị lấy ra nguy hiểm, họ sẽ mất mạng ngay lập tức. Mọi người đều dao động. Cuối cùng, thời khắc quan trọng cũng đến, Diệp Quân Lâm đã lấy đồ vật đó ra. Ai nấy đều căng thẳng, nhưng ngay khi nhìn thấy món đồ, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra đó chỉ là một điều thuốc. Diệp Quân Lâm ngậm lấy điếu thuốc, cười nói, các anh căng thẳng làm gì? Trên người tôi thực sự không có vật dụng gì nguy hiểm cả. Ai cho tôi chút lửa được không? Đúng lúc đó, đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm, Dương Tống tình cờ đi qua, anh liền lấy hết can đảm lại gần Diệp Quân Lâm, châm lửa cho anh. Đồng thời, anh cũng bắt đầu lục soát Diệp Quân Lâm. Có điều, đã kiểm tra cả người mà vẫn không tìm được vật dụng nguy hiểm nào. Dương Tống vẫy tay, hai nhân viên nữ khác liền chạy tới, tiến hành lục soát Diệp Quân Lâm một lần nữa. Đương nhiên, họ cũng không thể tìm được món đồ nguy hiểm nào. Nữ thanh tra an ninh giơ máy quét trên tay lên,
quét qua cơ thể Diệp Quân Lâm. Rè rè. Chuông báo động lại vang lên. Khẩu súng trên tay Dương Tống lại hướng về phía Diệp Quân Lâm. Những người khác cũng lập tức giơ súng lên, họ càng trở nên căng thẳng. Nữ thanh tra an ninh tiếp tục quét, bất kể cô quét đến phần bụng, ngực, lưng, eo, đầu gối và các vị trí khác của Diệp Quân Lâm, tất cả đều có âm báo động vang lên. Cô liền cau mày yêu cầu Diệp Quân Lâm, phiền anh vui lòng cởi áo khoác ngoài. Đây là một thủ tục bình thường, Diệp Quân Lâm đương nhiên không có lý do gì để phản đối. Chiếc áo khoác được cởi ra và đưa qua máy quét, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng khi quét qua cơ thể Diệp Quân Lâm, một lần nữa chuông báo động lại réo rắt kêu vang. Phiền anh tiếp tục cởi áo sơ mi. Kết quả vẫn như vậy. Anh cởi áo trong ra được không? Nữ thanh tra an ninh đề nghị. Ngay khi Diệp Quân Lâm cởi áo, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Trên lưng Diệp Quân Lâm chẳng chịt những vết sẹo ngang dọc đan xen, có vết dao chém, vết đạn bắn, lại có cả vết bỏng. Có thể nói, cả người anh đều là sẹo. Ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy kinh hãi. Loại người nào mà có thể mang trên mình nhiều vết sẹo như vậy? Rõ ràng, những vết thương này mới cũ đan xen, chồng chéo lên nhau. Không lẽ người này là quân nhân? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Dương Tống. Tiểu Trương, đưa người này đi quét toàn thân. Dương Tống nói với thanh tra an ninh. Tại phòng kiểm tra đặc biệt, các thanh tra an ninh đã sử dụng thiết bị chuyên dụng để quét toàn bộ cơ thể Diệp Quân Lâm. Ngay lập tức, hình quét của Diệp Quân Lâm hiển thị trên màn hình máy tính. Khi mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng những gì trước mặt, họ gần như ngắt đi vì sợ hãi. Bởi vì trên người Diệp Quân Lâm lúc này đang có tới 13 đầu đạn. 3 trong số chúng chỉ cách trung tâm não, tim, phổi một khoảng cách rất nhỏ. Chỉ cần chệch đi vài ly, hậu quả cũng có thể cực kỳ khủng khiếp. Ngoài ra còn có 7 mảnh đạn vỡ cũng lần lượt găm vào các vị trí trên cơ thể Diệp Quân Lâm. May mắn là chúng không hề ảnh hưởng chút nào tới sức khỏe của anh. Đến lúc này, Dương Tống cùng những người khác mới kinh ngạc nhìn Diệp Quân Lâm. Anh chính là một quân nhân của Trung Quốc, lấy máu thịt tầm thường, sánh với các vị thần bất tử bảo vệ bờ cõi quốc gia. Chẳng vì thế mà trên người lại có nhiều vết thương và nhiều mảnh đạn như vậy. Diệp Quân Lâm vẫn không hề tỏ chút thái độ nào. Tất cả mọi người có thể sống và làm việc trong hòa bình, bởi vì những người lính ở tuyến đầu đang không ngừng gánh vác những hiểm nguy thay họ. Đội trưởng, đây là những giấy tờ chúng tôi tìm được trên người anh ấy. Thanh tra an ninh đưa thẻ căn cước cùng thẻ sĩ quan cho Dương Tống. Anh chậm chậm mở ra tấm thẻ sĩ quan, ngay khi nhìn thấy nội dung, anh suýt ngã xuống đất vì ngạc nhiên. Côn Luân, tướng quân Côn Luân. Hóa ra đây là đại tướng quân Côn Luân. Dương Tống vô cùng kinh hãi. Họ đều biết về chuyến thăm Tô Hàng của đại tướng quân Côn Luân trong thời gian này. Côn Luân lại tới thành phố Kim Lăng. Lúc này, phía ngoài đường sắt cao tốc cũng bất ngờ có xe quân sự chạy qua. Rất nhiều những người lính có trang bị vũ khí hạng nặng lập tức phong tỏa nơi này. Hai người dẫn đầu đội quân là hai đại tá, sau khi xuống xe liền nhanh chóng đến văn phòng của Dương Tống. Ngay khi nhìn thấy hai người này, Dương Tống chợt cảm thấy rùng mình. Trong thâm tâm, anh cũng đã đoán trước được điều gì đó. Đội trưởng Dương Tống phải không? Tự giới thiệu với anh, tôi là Đinh Chí Viễn, quân khu Kim Lăng. Đinh Chí Viễn, cái tên này Dương Tống biết rất rõ ràng. Anh là chỉ huy lữ đoàn hoạt động đặc biệt của quân khu Kim Lăng. Dương Tống lập tức bắt tay, xin chào đại tá Chí Viễn. Đội trưởng Dương, đây là người thân cận của tướng quân Côn Luân, đại tá Long Giã đứng đầu quân đoàn Thiên Long của Viêm Hoàng Thiết Lữ. Bọn họ mới từ tiền tuyến xuống đây không lâu. Đinh Chí Viễn giới thiệu. Dương Tống kinh ngạc, kính nể nói, đại tá Long Giã, các anh đã vất vả rồi. Dương Tống biết họ là những người chiến đấu nơi tiền tuyến, nên vô cùng khâm phục và kính trọng họ. Long Giã cúi đầu nói, đội trưởng Dương Tống, các anh cũng đã làm việc rất chăm chỉ. Sau đó, anh ta lớn tiếng hỏi, tôi nghe nói các anh đang giữ tướng quân Côn Luân phải không? Trong đầu Dương Tống liền có một tiếng nổ lớn. Tội này, anh thực sự không gánh nổi, mà máu chốt vẫn còn chưa rõ ràng. Nói một cách hợp lý, nhân vật này cũng giống như một vị thần. Vậy mà anh lại sử dụng chính bàn tay hèn kém của mình để giả soát. Nếu như là ở thời đại trước, chắc chắn anh đã phạm phải tội chết. Còn hiện tại, xem ra cũng không khác là bao. Không sao đâu, họ chỉ làm đúng chức trách mà thôi.
Lúc này, Diệp Quân Lâm đã mặc lại quần áo và ra khỏi phòng kiểm tra đặc biệt. Đại tướng quân Côn Luân. Đột nhiên, Long Dã, Đinh Chí Viễn cùng các sĩ quan khác lập tức đứng thẳng dậy và nghiêm túc chào Diệp Quân Lâm. Đội trưởng Dương Tống cùng những người khác chỉ có thể kính cẩn cúi đầu, nói một cách bất lực, tướng quân Côn Luân, vừa rồi đã vô ý xúc phạm đến ngài, xin hãy trừng trị chúng tôi. Phạt, các anh muốn tôi phạt ư, các anh đều đã làm đúng nhiệm vụ của mình. Trong thời điểm nhạy cảm này, đương nhiên phải nghiêm khắc kiểm tra. Không thể vì thân phận của bất cứ ai mà lơ là cảnh giác, như vậy mới là làm sai. Diệp Quân Lâm nói. Dương Tống liền cảm thấy vô cùng cảm động. Vị chiến thần này, thực sự giống như một vị thần. Bất kể người lính nào được làm cấp dưới của anh cũng là một điều đáng tự hào. Anh cũng có thể nhìn ra, từ bên trong Long Dã cũng có một loại ngạo khí vô cùng lớn. Điều này khó có thể thấy được ở những người lính khác. Long Dã, cậu hùng hổ vội vàng chạy tới đây làm gì? Diệp Quân Lâm nhìn Long Dã đầy trách móc. Long Dã lập tức nói, tướng quân, tôi cũng không định tới đây. Nhưng nghe nói anh bị họ bắt giữ, vì vậy liền lập tức tìm tới. Diệp Quân Lâm nhận lại giấy tờ của mình, cười lạnh nói, có thể có việc gì xảy ra với tôi chứ? Chỉ là kiểm tra bình thường thôi. Được rồi, cậu mau cho mọi người rời khỏi đây đi. Tuân lệnh, tướng quân. Long Dã lập tức ra lệnh rút quân. Đừng lo lắng, khi nào có thời gian, tôi sẽ tới gặp mọi người. Diệp Quân Lâm kéo Long Dã sang một bên và nói nhỏ. Tướng quân cũng đừng lo, máy thư đó có rất nhiều, ngày mai tôi sẽ đúng hẹn giao tới. Long Dã mỉm cười trả lời. Trước khi đi, Diệp Quân Lâm lại gần vỗ vai Dương Tống, các anh tiếp tục làm việc chăm chỉ nhé. An toàn của cả thành phố đều dựa vào các anh. Tướng quân, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Dương Tống tràn đầy nhiệt huyết, giơ tay chào theo đúng tiêu chuẩn quân đội. Được rồi, đợi tôi rời đi, các cậu hãy rút quân. Diệp Quân Lâm nói. Sau đó, để tránh có thêm rắc rối, anh liền rời đi trước. Anh vừa bước ra ngoài, Lý Tử Nhiễm cùng những người khác liền thở phào nhẹ nhõm. Thật may khi thấy anh bình yên vô sự. Thấy vậy, Tiêu Thắm liền hỏi, anh rể, bọn họ đã phát hiện được thân phận của anh rồi phải không? Thân phận. Đột nhiên, Lý Tử Nhiễm và hai người còn lại đều nhìn Tiêu Thắm bằng ánh mắt dò xét. Tiêu Thắm lập tức nhận ra mình đã lỡ lời. Thân phận của Diệp Quân Lâm, ý em là gì? Lý Tử Nhiễm nhìn Tiêu Thắm đầy nghi hoặc. Cô tự hỏi, rốt cuộc anh có những bí mật gì mà cô không biết? Diệp Quân Lâm bình thản cười nói, chắc Tiêu Thắm lo sợ việc anh có tiền án sẽ bị bọn họ phát hiện, từ đó gây khó dễ. Đúng vậy, em còn tưởng đây chính là lý do mà chuông báo động vang lên. Tiêu Thắm cũng mau lẹ phản ứng. Mọi người nghe vậy, cũng đều cho là hợp lý. Lý Văn Uyên hỏi, vậy vừa rồi có chuyện gì xảy ra thế? Cậu đã giấu gì trong người mà chiếc máy đó không ngừng kêu ầm ĩ? Là do cái bật lửa của con, trong đó có một ít kim loại. Diệp Quân Lâm nói, lắc lắc chiếc bật lửa màu xanh của mình. Được rồi, mau đi thôi. Xe do anh cả tôi cử tới đã đợi chúng ta một lúc rồi. Triệu Nhã Lan sốt ruột nói, không muốn mất thêm thời gian. Mọi người lên xe, nhanh chóng được đưa tới khách sạn Hilton. Bởi vì có rất nhiều người khách mời tới tham dự tiệc sinh nhật, vì vậy bọn họ tạm thời được sắp xếp ở trong khách sạn. Xem ra, bố mẹ tôi vẫn còn căm ghét chúng ta về chuyện năm đó. Nếu không, họ sẽ không để chúng ta ở khách sạn, mà trực tiếp đưa chúng ta về ở trong nhà họ Triệu. Triệu Nhã Lan cảm thấy có chút bực bội. Vợ à, bà đừng lo lắng. Lần này, chúng ta nhất định sẽ tỏa sáng trong bữa tiệc sinh nhật của mẹ vợ. Sau đó, nhà họ Triệu sẽ chấp nhận đón bà về. Lý Văn Uyên rất tự tin nói. Hai người bọn họ thực sự rất coi trọng sự chấp thuận của nhà họ Triệu. Nhận phòng chưa được bao lâu. Tiêu Thắm liền đến tìm Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm. Nghe nói hôm nay có một buổi tụ họp của mấy anh em họ nhà họ Triệu. Được rồi đi thôi, Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm đồng ý. Tiêu Thắm cố ý lái xe riêng của mình tới, đó là một chiếc Maserati màu hồng. Địa điểm gặp gỡ là khách sạn Thịnh Đình, một bàn ở đây cũng có giá tới 10.000 nhân dân tệ. Rất nhiều những chiếc ô tô sang trọng đậu phía trước khách sạn. Đi theo Tiêu Thắm dẫn đường. Rất nhanh cả ba người đã tới phòng VIP 888. Khung cảnh vô cùng sôi động, có tới hàng chục người đã tụ tập tại đây. Tiêu Thắm đến rồi, chào đón cô ấy nào mọi người.
Tiêu Thắm xuất thân từ nhà họ Tiêu, vì vậy được nhà họ Triệu coi như công chúa, lúc nào cũng được hoan nghênh nồng nhiệt. Ngược lại, Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm đều là những người lần đầu tiên họ nhìn thấy. Tuy nhiên, trước vẻ đẹp của Lý Tử Nhiễm, ai nấy đều không khỏi chăm chú ngắm nhìn. Tiêu Thắm, mau giới thiệu hai người này đi. Một người lên tiếng thúc giục. Giới thiệu với mọi người, đây là Lý Tử Nhiễm, con gái của dì Triệu Nhã Lan, cũng là em họ của rất nhiều người ở đây. Còn người này là chồng chị ấy, Diệp Quân Lâm, là em rể của mọi người. Tiêu Thắm lập tức giới thiệu. Ồ, ra là chị em họ của chúng ta. Anh trai và em trai của Tiêu Thắm liền chào hỏi Lý Tử Nhiễm. Về phần Diệp Quân Lâm, họ trực tiếp bỏ qua. Trong bữa tiệc tối nay còn có một số người nước ngoài tới tham dự, họ không có liên quan họ hàng gì với Lý Tử Nhiễm cả. Lúc này, ánh mắt của họ dường như không thể rời khỏi cô. Dù sao thì, sắc đẹp của Lý Tử Nhiễm cũng khiến không ít người ước ao. Sau khi hỏi han một số câu, Diệp Quân Lâm phát hiện những người chủ trì của bữa tiệc này chính là Triệu Đại Phi, con của bác hai Triệu Học Dũng cùng Triệu Thanh Phong, con của bác ba Triệu Học Lương của Lý Tử Nhiễm. Hai người này đều là cháu trai nhà họ Triệu, có địa vị rất cao trong dòng họ. Tất cả những chủ đề được nói tới ngày hôm nay hầu như đều xoay quanh hai người này. Triệu Đại Phi mỉm cười, anh nghe nói Quân Lâm, chồng của em họ Lý Tử Nhiễm từng là một nhân vật có tiếng trong giới doanh nhân Tô Hàng, ngay cả người trong giới chính trị cùng rất nhiều các tập đoàn lớn đều biết đến. Không biết bây giờ anh ta thế nào rồi? Triệu Thanh Phong cũng cười rồi nói, đúng vậy. Thời gian gần đây không còn nghe thấy tin tức gì về anh ta nữa. Hai người này không có ý chế giễu gì Lý Tử Nhiễm, chẳng qua họ thật sự không biết những việc đã xảy ra. Bởi vì nhà họ Triệu là gia đình có khối tài sản hàng chục tỷ, Lý Tử Nhiễm không đủ tư cách để họ phải chú ý quá nhiều. Sau khi Diệp Quân Lâm trở lại, anh cũng hiểu được một chút chuyện. Kể từ khi Diệp Quân Lâm bị bắt giam, cũng không có nhiều tin tức của anh ấy được truyền ra bên ngoài. Bọn họ cũng không hề có hứng thú tìm hiểu, dù sao cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé không quan trọng. Có một người họ Hàng tên là Trác Hàng, đến từ Tô Hàng, nghe vậy liền lập tức nói, tôi biết, Diệp Quân Lâm đã bị bắt vào tù sau khi cưỡng hiếp chị dâu của anh ta. Hình như anh ta cũng mới ra tù chưa được bao lâu đâu. Đúng vậy, đó là một sự kiện rất lớn tại Tô Hàng thời điểm đó. Một người khác liền nói. Triệu Đại Phi liền thay đổi sắc mặt. Anh ta nở nụ cười chế giễu, vậy hiện tại em dễ đang thất nghiệp sao? Diệp Quân Lâm gật đầu, cũng có thể nói là như vậy. Sau đó, Triệu Đại Phi và Triệu Thanh Phong không còn chú ý gì đến Diệp Quân Lâm nữa. Thậm chí, họ cũng không quan tâm đến cả Lý Tử Nhiễm, người vừa nhận được hàng trăm triệu tiền đầu tư cho dự án của cô. Tất cả đều đang mải mê bàn tán về những chủ đề của riêng họ, mà Lý Tử Nhiễm hầu như không thể chen vào. Mà này! Sao Triệu Viễn còn chưa tới? Triệu Đại Phi liền hỏi. Người tên Triệu Viễn chính là con nuôi của bố anh. Người này rất có năng lực, hiện tại trong đội điều tra đặc nhiệm đã lên tới chức tiểu đội trưởng, tương lai vô cùng sáng lạn. Nghe nói sang năm, anh ta sẽ được cất nhắc lên vị trí đội phó đội cảnh sát đặc nhiệm. Nhắc đến anh Viễn, đó quả thực là một niềm tự hào lớn cho bà của chúng ta. Triệu Thanh Phong mỉm cười. Thực sự điều đó không sai. Triệu Viễn tuy không cùng huyết thống với nhà họ Triệu, nhưng được lão phu nhân rất coi trọng và yêu quý. Anh không chỉ tài giỏi, lại còn rất nỗ lực, tuy sang năm mới chỉ có 28 tuổi, vậy mà đã có thể vươn tới vị trí đội phó đội cảnh sát đặc nhiệm. Nhà họ Triệu tuy có tiền, nhưng những nhân tài có thực lực như vậy thì lại rất ít. Triệu Viễn vừa hay có thể coi như là lắp vào lỗ hổng này. Không lâu sau, Triệu Viễn mặc đồng phục đi tới. Để mọi người chờ lâu. Thật có lỗi quá. Chắc mọi người cũng biết, vì hội nghị thượng đỉnh kinh tế châu Á, nên hai ngày nay tôi đều rất bận. Ngày mai là tiệc sinh nhật của bà nội, tôi đã xin nghỉ phép để có thể tham dự. Triệu Viễn xấu hổ cười trừ. Anh Viễn, anh là người bận rộn, sao chúng tôi trách được? Ngày mai bà nội còn có thể tự hào về anh một chút. Mọi người đều bật cười. Triệu Đại Phi hỏi, tôi nghe nói hôm nay có một sự cố xảy ra ở ga đường sắt cao tốc. Ngay cả đội trưởng Dương Tống của đội cảnh sát đặc nhiệm của anh cũng có liên quan phải không? Triệu Viễn gật đầu, đúng vậy, cũng chính vì chuyện này mà em mới đến muộn. Triệu Thanh Phong hỏi, anh Viễn, cụ thể là chuyện gì đã xảy ra vậy? Mọi người ở đây đều rất muốn biết. Triệu Viễn đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, sau đó cười nhạt rồi nói,
hôm nay có một nhân vật đặc biệt quan trọng đã xuất hiện tại ga đường sắt cao tốc. Chắc mọi người không tưởng tượng được đâu, anh ấy đã cố tình mặc thường phục tới kiểm tra các biện pháp an ninh của chúng tôi. Rất may chúng tôi đã phát hiện ra, Triệu Viễn hít vào một hơi, không khỏi nhớ lại những gì đã xảy ra. Mọi người làm thế nào mà có thể phát hiện được anh ấy? Một người cất tiếng hỏi. Khi anh ấy đang rời khỏi ga đường sắt cao tốc, chuông báo động lập tức vang lên tại cửa kiểm tra an ninh. Chúng tôi liền chặn anh ấy lại. Sau khi kiểm tra, mọi người đoán xem chúng tôi tìm thấy gì. Ai nấy đều im lặng, hồi hộp đợi chờ câu trả lời của Triệu Viễn. Trong người anh ấy có tổng cộng 13 đầu đạn và 7 mảnh đạn vỡ găm vào. Trong đó đáng sợ nhất là một đầu đạn trong đầu và một đầu đạn ngay gần tim. Chính kim loại trong cơ thể anh đã khiến chuông báo động kêu không ngừng. Triệu Viễn kể lại, trong giọng nói vẫn có chút khó tin. Cái gì? 13 đầu đạn, 7 mảnh đạn. Mọi người hít sâu một hơi, ánh mặt hoài nghi và ngạc nhiên. Điều đáng sợ hơn là cơ thể anh ấy chi chít những vết sẹo. Tôi ước tính, có lẽ không dưới 1.000 vết. Triệu Viễn kể lại sự thật vô cùng kinh hoàng. Mọi người liền tái mặt vì sợ hãi. Vào lúc nào vậy? Lý Tử Nhiễm đột ngột hỏi. Chiều nay khoảng 2 giờ gì đó. Triệu Viễn nhanh chóng trả lời. Nghe xong, Lý Tử Nhiễm liền đưa mắt sang nhìn Diệp Quân Lâm. Thời gian mà anh ta vừa nói đến, cũng chính là thời điểm mà Diệp Quân Lâm bị kẹt lại trong khu vực kiểm tra an ninh. Hơn nữa, hoàn toàn trùng khớp với lời kể, tuy trên người Diệp Quân Lâm không có vật dụng nguy hiểm gì nhưng còi báo động lại vang lên không rõ lý do. Lúc này, câu chuyện được kể lại từ góc độ của Triệu Viễn, Lý Tử Nhiễm lập tức cảm thấy có chút bất thường. Lý do mà Diệp Quân Lâm khiến còi báo động không ngừng kêu lên, có phải chính là vì trong người anh ấy có kim loại, hoàn toàn không phải vì chiếc bật lửa mà anh tùy tiện đưa ra. Ngay cả Lý Tử Nhiễm cũng muốn kiểm tra cơ thể của Diệp Quân Lâm. Triệu Thanh Phong lập tức hỏi, thật là một chuyện quá đáng sợ. Anh Viễn, vậy thân phận thực sự của người đó là gì? Anh cũng không biết thân phận cụ thể, vì hồ sơ của anh ấy được lưu trữ ở mức độ 5S. Cả thành phố chúng ta không một ai có quyền kiểm tra. Nhưng anh nghe đội trưởng Dương Tống nói, đây là một sĩ quan vừa trở về từ tiền tuyến. Anh ấy thuộc Viêm Hoàng Thiết Lữ. Triệu Viễn hít vào một hơi lạnh, trầm giọng nói. Từ Viêm Hoàng Thiết Lữ, như vậy không phải là người của tướng quân Côn Luân sao? Đúng vậy, đó là đơn vị quân đội mạnh nhất Trung Quốc. Mỗi một binh lính đều là những người có sức mạnh anh dũng vô song, kiên cường bất khuất. Khi nhắc đến Viêm Hoàng Thiết Lữ và tướng quân Côn Luân, tất cả những người đàn ông có mặt trong phòng đều cảm thấy rất phấn khích. Dù ở lứa tuổi nào, mỗi người đàn ông đều mang trong mình một giấc mơ trở thành quân nhân. Đặc biệt, Viêm Hoàng Thiết Lữ còn là quân đoàn bất khả chiến bại, lại càng là niềm ao ước lớn lao của họ. Cha, khi còn theo học tại Học viện Quân sự, mục tiêu lớn nhất của tôi là được vào Viêm Hoàng Thiết Lữ và đi theo tướng quân Côn Luân xông pha nơi chiến trường. Triệu Viễn cũng nói bằng một giọng hào hứng. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Tiêu Thắm thực sự cảm thấy vô cùng tự hào. Cô rất muốn đứng lên nói cho mọi người biết, anh rể của cô chính là đại tướng quân Côn Luân được mọi người kính phục. Nếu các vị tướng quân của Viêm Hoàng Thiết Lữ có thể đến dự sinh nhật của bà nội, chắc chắn ông bà nội sẽ rất hạnh phúc. Triệu Đại Phi nói. Đúng vậy, ông bà đều từng là quân nhân. Họ nhất định sẽ rất vui nếu được gặp những người lính thuộc Viêm Hoàng Thiết Lữ. Chẳng phải sao, ông bà rất thích loại rượu và thuốc lá đặc biệt của quân khu, có điều không dễ để có được những thứ đó. Mọi người xung quanh không khỏi bàn tán. Triệu Thanh Phong nhìn Triệu Viễn, anh Viễn, anh có thể mời một vị tướng của Viêm Hoàng Thiết Lữ đến dự tiệc sinh nhật của bà nội vào ngày mai không? Đúng vậy, nếu có thể mời một người đến, bà nội sẽ rất vui. Triệu Đại Phi nói. Triệu Viễn hơi do dự, nhưng cũng đành gật đầu, được rồi, anh sẽ thử làm bà nội kinh ngạc. Trên thực tế, bản thân anh cũng không hề chắc chắn. Bởi vì đội trưởng Dương Tống đã từng nói, ngay cả với anh ấy thì bất kỳ nhân vật quan trọng nào xuất hiện tại nhà ga đường sắt hôm nay đều nằm ngoài tầm với. Huống hồ, Triệu Viễn chỉ là một tiểu đội trưởng. Tại bữa tối này, dường như Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm không hề tồn tại. Trong mắt nhà họ Triệu, họ vốn là những người có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Sau bữa tối, Triệu Viễn đã đích thân tới gặp đội trưởng Dương Tống để bày tỏ mong muốn của mình. Dương Tống nghe xong chỉ có thể hoảng sợ chỉ vào người Triệu Viễn, cậu quá can đảm rồi đấy.
lại còn muốn mời nhân vật đó tới dự sinh nhật bà nội. Triệu Viễn sợ hãi, run rẩy nói, đội trưởng, thân phận của người đó thực sự rất cao sao. Dương Tống suy nghĩ một lúc, xét đến điều lệ bảo mật quân đội, đương nhiên không thể tùy tiện tiết lộ. Đúng vậy, chuyện này cậu đừng nghĩ tới nữa. Đừng nói đến ngài ấy, ngay cả đại tá Long Giã của quân đoàn Thiên Long hiện đang đóng quân tại quân khu Tô Hàng, tôi còn không đủ tư cách để mời. Chuyện này, cậu đừng mong chờ gì nữa. Dương Tống chỉ có thể từ chối. Tôi hiểu rồi, nhưng đội trưởng, anh và đội phó ngày mai nhất định phải tới đấy. Triệu Viễn nói. Cậu đừng lo, tôi nhất định sẽ tới dự tiệc sinh nhật của bà nội cậu. Khi Triệu Viễn mang khuôn mặt thất vọng trở về báo tin cho mọi người, cũng không có ai nỡ trách anh. Xét cho cùng, Viêm Hoàng Thiết Lữ là một đơn vị rất đặc biệt, vì vậy việc Triệu Viễn không mời được họ tới dự lễ sinh nhật cũng là một điều bình thường. Tối nay, chỉ có Lý Tử Nhiễm cảm thấy rất nghi ngờ về những bí mật của Diệp Quân Lâm. Lý Tử Nhiễm và Diệp Quân Lâm tuy rằng ngủ cùng giường, nhưng hai người thực sự chưa từng làm gì, thậm chí cơ thể của Diệp Quân Lâm cô cũng chưa từng nhìn qua. Vì vậy, tối nay cô dự định xem thử, xem có thật trên cơ thể Diệp Quân Lâm có vết sẹo nào hay không. Có điều, Tiêu Thắm không ngờ lại muốn ngủ cùng với Lý Tử Nhiễm. Vì vậy, kế hoạch của cô cứ thế mà thất bại. Ngày hôm sau chính là tiệc sinh nhật của bà ngoại. Diệp Quân Lâm cùng những người khác đã bị gọi dậy từ rất sớm, bây giờ đều có mặt tại sảnh khách sạn để đợi. Sau đó, nhà họ Triệu sắp xếp một chiếc xe để đưa họ đến trang viên nhà họ Triệu. Lý Văn Uyên giữ khư khư món quà trong tay, mong chờ giây phút nó sẽ tỏa sáng trong bữa tiệc sinh nhật sắp tới. Triệu Nhã Lan cũng dò hỏi Diệp Quân Lâm xem anh có chuẩn bị quà gì không, sau khi xác nhận là không thì mới có thể an tâm. Trang viên nhà họ Triệu có quy mô tương tự nhà họ Diệp trước đây. Căn biệt thự rất lớn và sang trọng vô cùng. Những chiếc xe hơi sang trọng đều có thể lái trực tiếp vào bên trong. Ba anh em nhà họ Triệu đích thân ra chào khách tại lối vào biệt thự. Bên trong đại sảnh, ông chủ nhà họ Triệu là Triệu Kiến Quốc cùng vợ ông là bà Ngô Mộc Lan đều mặc đồ màu đỏ, gương mặt rất rạng rỡ. Sau khi hai người rời khỏi quân ngũ năm đó, cả hai cùng nhau xây dựng cơ đồ, cuối cùng đã dựng được sự nghiệp với khối tài sản hàng chục tỷ ngày nay. Bây giờ, con cháu đều đã thành đạt phương trưởng. Hai người cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Bố mẹ, hai người nhìn xem ai tới đây. Triệu Học Thành cùng vợ dẫn gia đình Lý Văn Uyên tới gặp Triệu Kiến Quốc và Ngô Mộc Lan. Bố mẹ, Triệu Nhã Lan gần như khóc lên vì sung sướng. Lý Văn Uyên cũng vô cùng hào hứng, muốn lập tức chào hỏi. Kết quả là Triệu Kiến Quốc chỉ khẽ gật đầu, còn Ngô Mộc Lan hừ lạnh một tiếng. Họ đưa mắt nhìn hai người không mấy thân thiện, sau đó quay đầu nhìn hướng khác. Triệu Nhã Lan và Lý Văn Uyên liền chết lặng, cảm giác rất xấu hổ và tủi thân. Triệu Nhã Lan lập tức hiểu ra, mẹ bà mới chỉ đồng ý để họ tới đây, còn để có thể chấp nhận bà trở về với gia đình, chắc còn phải trải qua một đoạn đường rất dài và khó khăn nữa. Nhưng dù sao, có thể nhìn thấy bố mẹ mình vẫn khỏe mạnh minh mẫn, Triệu Nhã Lan cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Bầu không khí lúc này liền trở nên có chút xấu hổ. Tiêu Nhược Mai liền kịp thời giải vây. Đúng rồi, bố mẹ, hai người không phải rất muốn gặp Tử Nhiễm hay sao? Tiêu Nhược Mai liền kéo Lý Tử Nhiễm tới chỗ ông bà ngoại. Cháu chào ông bà, Lý Tử Nhiễm lễ phép chào. Đây là lần đầu tiên cô được gặp ông bà ngoại của mình, cảm giác có chút lạ lùng xa cách. Nhìn thấy Lý Tử Nhiễm, Triệu Kiến Quốc và Ngô Mộc Lan liền cẩn trọng đánh giá. Cha, đứa nhỏ này rất ngoan, ông rất hài lòng, Triệu Kiến Quốc nói. Đúng vậy. Nghe nói Triệu Nhã Lan rất có năng lực, công ty của con bé đã nhận được vài trăm triệu đầu tư cho dự án đang tiến hành. Cả hai đều rất hài lòng với Lý Tử Nhiễm, đặc biệt là Ngô Mộc Lan. Bởi vì Ngô Mộc Lan là một người phụ nữ mạnh mẽ, bà không mang trọng mình tư tưởng trọng nam khinh nữ. Ngược lại, giữa những con cháu của mình, bà lại càng coi trọng cháu gái hơn cả. Lúc trước, bà đã đặt rất nhiều hy vọng vào Triệu Nhã Lan, nhưng Triệu Nhã Lan lại cùng Lý Văn Uyên bỏ trốn. Thực khiến trái tim bà tan nát. Mới đó mà đã hơn 20 năm trôi qua rồi. Triệu Học Thành trừng mắt nhìn Diệp Quân Lâm, cậu làm sao thế? Còn không mau tới đây chào hỏi. Diệp Quân Lâm nghe vậy liền bước tới chỗ Triệu Kiến Quốc, mỉm cười rồi nói, cháu chào ông bà. Cháu là chồng của Tử Nhiễm, tên là Diệp Quân Lâm. Triệu Kiến Quốc đưa mắt nhìn Diệp Quân Lâm vài lần,
không hiểu sao lại có cảm giác từ anh phát ra một loại khí chất bí ẩn, không thể nhìn thấu được bên trong. Nếu không phải Diệp Quân Lâm đang cố gắng che giấu một điều gì đó, thì có lẽ anh ta chính là một kẻ lười biếng vô tích sự. Ngô Mộc Lan nói, tôi đã nghe nói về cậu, từng là một con ngựa đen trong giới kinh doanh tô hàng mấy năm trước. Có điều, thật đáng tiếc khi phải ngồi tù trong 6 năm. Cậu vừa mới ra tù, phải không? Tuy vẻ mặt Ngô Mộc Lan dường như thờ ơ, nhưng trên thực tế, bà đã biết mọi thứ về gia đình Lý Văn Uyên. Dạ vâng thưa bà, cháu vừa mới ra tù. Diệp Quân Lâm thành thật trả lời. Vậy sau này cậu định thế nào? Ngô Mộc Lan hỏi. Công việc của Tử Nhiễm đang vô cùng thuận lợi, vì vậy cháu có thể giúp đỡ cô ấy. Trở thành người phụ tá cho vợ cũng rất tốt. Ngay khi Diệp Quân Lâm nói điều này, không khí trong phòng liền trở nên đặc lại. Vẻ mặt của mọi người đều trở nên kỳ quái. Đặc biệt là Triệu Nhã Lan, sắc mặt gần như kinh hoàng. Bởi vì mọi người ở đây đều biết rõ, trước một người nổi tiếng bởi tính cách mạnh mẽ như Ngô Mộc Lan, thái độ có chút đùa cợt của Diệp Quân Lâm chắc chắn sẽ khiến bà khó chịu. Chỉ có những người xuất thân từ quân cảnh như Triệu Viễn mới có thể khiến bà hài lòng. Nếu không, một đứa con nuôi làm sao có thể đứng vững trong một gia đình giàu có thế này. Sau khi nghe câu trả lời, Ngô Mộc Lan nhìn Diệp Quân Lâm một cách khó chịu, sau đó rời đi. Rõ ràng là bà đã rất thất vọng với Diệp Quân Lâm. Triệu Kiến Quốc cũng chỉ thở dài rồi đi theo vợ. Bọn họ đều cảm thấy không vừa ý, vì sao đứa cháu gái Lý Tử Nhiễm của họ tài giỏi như thế, lại phải gả cho một tên không ra gì như Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm, cậu bị sao vậy? Cậu đang xúc phạm uy nghiêm của bố mẹ tôi. Người mà họ không muốn gặp nhất, chính là kiểu người tỏ vẻ thông minh như cậu đấy. Triệu Học Thành và Tiêu Nhược Mai trừng mắt nhìn Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm, cậu đã giết chúng tôi rồi. Cuối cùng bố mẹ cũng có thể vì Tử Nhiễm tài giỏi mà chấp nhận chúng tôi, vậy mà cậu lại đi chọc giận mẹ tôi. Triệu Nhã Lan như sắp khóc, bà còn đang suy nghĩ, nếu có thể có được một đứa con dễ tốt, ngày hôm nay nhất định sẽ được bố mẹ tha thứ. Thật đáng tiếc, thứ con dễ mà họ có lại là Diệp Quân Lâm. Lý Văn Uyên đỡ lấy Triệu Nhã Lan, an ủi, bà xã, bà đừng khóc nữa. Khi tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu, chúng ta sẽ tìm cách lấy lại danh dự, khiến mẹ phải nhận lại chúng ta. Chỉ đành phải vậy thôi. Triệu Nhã Lan vô cùng thất vọng, cảm thấy rất mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần. Chẳng mấy chốc, hầu hết những vị khách đến dự tiệc sinh nhật của bà cụ đều đã đến. Có điều, mấy nhân vật quan trọng lại chưa hề xuất hiện. Triệu Kiến Quốc và Ngô Mộc Lan liền đích thân đứng ở cửa để đợi họ. Diệp Quân Lâm và những người khác cũng làm theo. Ngay sau đó, một số chiếc xe cảnh sát xuất hiện. Triệu Viễn xuống trước, sau đó chạy ra phía sau, mở cửa nghênh đón từng người một. Ông, bà, để cháu giới thiệu. Đây là đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm, anh ấy là Dương Tống. Còn đây là đội phó Cao Hải Sinh, chính ủy viên Vương Phàm. Đây là phó giám đốc sở công an thành phố, anh Khổng Khánh Bằng. Triệu Viễn giới thiệu tên và chức vụ của 7-8 vị lãnh đạo. Ngoài ra còn có hơn chục người giữ chức vụ ngang băng với Triệu Viễn cũng tới dự, họ đều là tiểu đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm. Dương Tống dẫn đầu đám người bước tới, lên tiếng chúc mừng lão phu nhân Phúc Như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Xin chào đội trưởng Dương Tống, cảm ơn anh. Nhìn thấy rất nhiều vị lãnh đạo cấp cao đều có mặt, Triệu Kiến Quốc và Ngô Mộc Lan vô cùng vui mừng, vội vàng chào hỏi. Triệu Đại Phi và Triệu Thanh Phong cũng rất hãnh diện, cười nói, anh Viễn, anh thực sự đã mang lại rất nhiều niềm vui cho ông bà. Ông bà, tôi thực sự muốn dành lời khen ngợi đặc biệt cho Triệu Viễn. Khả năng của cậu ấy rất cao, năm sau có khả năng trở thành đội phó, nhà họ Triệu lại càng thêm mạnh rồi. Dương Tống mỉm cười nói. Nghe được lời khen này của Dương Tống, Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc càng vui hơn, ánh mắt hài lòng nhìn Triệu Viễn. Ha ha, đội trưởng Dương không biết đó thôi. Triệu Viễn luôn là niềm tự hào của nhà họ Triệu chúng tôi. Ngô Mộc Lan không chút ngại ngùng nói. Điều này thực sự khiến tất cả những người xung quanh đều cảm thấy có chút hâm mộ. Đặc biệt, Triệu Nhã Lan và Lý Văn Uyên là những người cảm thấy ghen tị dây nhiều nhất. Đến bao giờ họ mới có thể trở thành niềm tự hào của bố mẹ? Thật đáng tiếc, họ không thể tự mình làm được điều đó, chỉ có thể trông cậy vào con gái và con rể. Có điều, một người con rể đáng thất vọng như Diệp Quân Lâm liệu có thể khiến họ tự hào được không? Đương nhiên là không thể.
họ có lẽ chỉ có thể bắt lực ghen tị với người khác mà thôi. Triệu Viễn khiêm tốn đáp, ông bà, thực ra cháu cũng muốn mời thêm một vài nhân vật lớn của quân khu tới đây, có điều khả năng của cháu có hạn. Ngô Mộc Lan cười thoải mái, Triệu Viễn của ta, thế này là đủ rồi. Đội trưởng Dương Tống và những người khác có thể tới đây, bà đã đủ hãnh diện lắm rồi. Đúng rồi, có anh Viễn, lại còn có chị cả và anh Dễ, như vậy là đã đông đủ rồi. Triệu Đại Phi và Triệu Thanh Phong nhìn nhau mỉm cười. Diệp Quân Lâm cũng vừa được nghe tin về người chị cả và anh Dễ mà bọn họ nhắc tới. Đó là Triệu Quân Phi, con gái của chủ nhân nhà họ Triệu, Triệu Học Thành, hiện tại là phó chủ tịch ngân hàng Hắc Kỳ. Chồng cô là Trương Văn Thao, thân thế còn khủng khiếp hơn. Ông nội của anh từng là nhân vật đứng đầu thành phố, có điều nay đã về hưu. Bố anh là phó giám đốc sở tài chính thành phố, còn anh hiện tại đang giữ chức vụ giám đốc sở công thương. Triệu Quân Phi và Tiêu Thắm chính là hai người cháu gái được lão phu nhân yêu quý nhất. Quả nhiên, không lâu sau, vợ chồng Triệu Quân Phi cùng Trương Văn Thao đã tới. Đi cùng họ còn có ông của Trương Văn Thao là Trương Quốc Long và bố của anh là Trương Phó Khiêm.